Bộ truyện, Người đẹp trong tay, tác giả, điềm thấu ngư, thể loại, ngôn tình, khác. Chương 1, vừa đầu hè, sau một cơn mưa rào nhẹ làm cho không khí có mùi ẩm và bụi, còn có chút cổ xưa được hông khô bởi ánh nắng chiều tà. Cắt, lục xuyên ngồi trước máy quay hô, dừng tại đây, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bỗng một người từ phía sau máy quay bật dậy nói, tôi đi báo giáo viên là chúng ta đã quay xong. Trần Điệp lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị chụp ảnh đóng máy nói là đóng máy, nhưng thực tế không phải vậy, bởi vì đây không phải là một bộ phim chính thức, mà chỉ là một bộ phim ngắn tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Học viện Điện ảnh. Còn Trần Điệp là hoa khôi của trường nên được mời đóng vai chính. Bộ phim này nhận được sự chú ý rất lớn từ cấp trên nên kinh phí làm phim cũng được đầu tư rất hào phóng, thậm chí còn mời đạo diễn Lục Xuyên đến. Lục Xuyên là người có yêu cầu quay rất cao. Có đoạn bay sang châu Âu chỉ để lấy một cảnh quay, mà hai ngày sau khi về nước đã quay xong bộ phim ngắn này rồi. Lại đây nào, nữ chính đứng ở giữa, một đàn em đẩy cô đến vị trí chính giữa. Trần Điệp mặc một chiếc váy đen. Tuy trông cô mảnh mai nhưng chỗ nào cần có thịt thì đều có, bắp đùi không có một tí thịt dư thừa nào. Xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn mịn màng, như một viên dạ minh châu không tỳ vết. Mỹ nhân trời sinh, giáo viên của cô từng nói, một gương mặt không có góc chết như cô, hơn nữa còn có phong cách cá nhân rất gây ấn tượng sinh ra rất thích hợp để đóng phim điện ảnh nhận định này quả thật không khoa trương khi ở trường đại học thứ không thiếu nhất chính là mỹ nam và mỹ nhân chọn bừa một người xinh đẹp thì rất dễ dàng nhưng người có phong cách đánh dấu cá nhân thì rất ít trần điệp là một trong số ít đó khí chất thanh lãnh vô cùng cứng cỏi nhưng cũng mơ hồ có nét kiều mị quyến rũ một cái giơ tay nhấc chân thôi cũng đã bộc lộ ra chụp xong cảnh đóng máy, mọi người đều chuẩn bị sắp xếp đồ đạc trở về Yển Thành. Trần Điệp vào nhà vệ sinh thay lại quần áo của mình, rồi kéo theo vali xuống bậc thang. Lục Xuyên đang đứng ở ngoài xe kiểm tra nhân số, nhưng đầu thấy cô đang kéo chiếc vali liền nhanh chân đi qua, ga lăng nói, để tôi giúp cô, không cần đâu, cũng không nặng lắm. Trần Điệp vừa nói xong thì nghe phía sau có một giọng nữ, đàn anh. Mặc dù Trần Điệp đưa lưng về phía giọng nói đó, nhưng vẫn biết là ai. Cô trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía lục xuyên, đáy mắt lục xuyên gợn lên chút ý cười trêu chọc. Trần Điệp ngừng lại một lát, híp mắt cười rồi đem vali trên tay đưa qua, cảm ơn đàn anh, tôi lên xe trước đây, cô chọn một chỗ ngồi, ném ba lô xuống dưới chân. Ngay sau đó có thông báo tin nhắn tới, nhận được hai tin nhắn. Là Hạ Anh, bạn tốt của cô gửi, nghe nói bộ phim tuyên truyền trường mình xong rồi hả, buổi tối tới chơi đi. Cậu đi châu Âu nửa tháng trời, người ta nhớ muốn chết à? Trần Điệp công môi, lại nghe tiếng mấy người ở trong xe đang bàn khi nào trở về Yển Thành thì đi ăn mừng. Vì thế cô trả lời tin nhắn, có thể buổi tối sẽ đi ba, cậu cũng tham gia đi, ok, gửi địa chỉ cho tớ, thế mà cậu vẫn muốn đi ăn mừng. Tớ còn tưởng lão đại nhà cậu phải lập tức hốt cậu về nhà thì tẩm chứ. Trần Điệp giật giật mí mắt, tay bấm lăn đi, nhưng một lát nhau thì xóa, ghi lại, cãi nhau rồi tẩm cái gì mà tẩm đã bị tống vào lãnh cung hạ anh cảm thấy rất ngạc nhiên vì thế thu âm luôn giọng nói gửi qua hai người không phải đang rất hòa thuận sao chỉ quay phim tuyên truyền thôi mà cũng giận nhau đã thế còn không dỗ cậu người không biết quý trọng mỹ nữ của chúng ta đều là đồ khốn nạn trần điệp vừa lấy tai nghe để nghe điện thoại xong thì thấy trần thư viện ông cánh tay của lục xuyên bước lên xe đàn anh chúng ta ngồi ở chỗ này đi trần thư viện chỉ vào một chỗ lục xuyên thờ ơ đáp ứng bước vào ngồi trước trần thư viện còn không quên quay lại trừng cô một cái trần điệp bị trừng nhưng vẫn rất vui vẻ cô thu hồi tầm mắt trả lời tin nhắn cậu nói đúng cho nên tớ đang định chia tay hạ anh sửng sốt nhất thời không rõ rằng cô nói chia tay nghiêm túc hay là đang đùa vừa định hỏi lại thì trần điệp đã gửi tin nhắn đến tớ ngủ một lát trần điệp ngủ một giấc trực tiếp thẳng đến yển thành cô nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối đen xe đang đậu bên cạnh một quán ba tên giả đi xuống xe liền thấy hạ anh đang nhảy nhót chạy về phía cô vẫy vẫy tay trần điệp nhanh chóng xuống xe kéo theo chiếc vali chạy đến trước mặt hạ anh cậu hỏi người khác địa chỉ hả hạ. hạ anh đấm nhẹ trần điệp chứ sao lấy mông nghĩ cũng biết đợi đến lúc cậu tỉnh ngủ thì mình chắc chắn đã đến muộn quán ba ồn ào ánh sáng lập lòe sặc sỡ một dàn mỹ nam mỹ nữ bước vào lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người bên trong làm thế nào mà trần thư viện quen được lục xuyên vậy hạ anh nhíu mày vẻ mặt chán ghét lục xuyên lớn hơn cô ba tuổi cùng học khoa đạo diễn với trần thư viện vào năm cuối của đại học anh có làm đạo diễn cho một bộ YP đạt doanh thu phòng vé rất tốt sau khi tốt nghiệp ba năm liên tiếp anh đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất cứ thế ngày càng nổi tiếng trong giới showbiz ít dự án phim chuyển thể cô công môi định nói gì đó chợt tầm mắt rơi vào khu vực băng ghế dài nơi có tầm nhìn trong ba đó là một nhóm người nhìn không giàu thì cũng có quyền trong tay, ngồi ở khu vực ghế dài khá rộng, còn có không ít phụ nữ lượn lờ ở đó, mà ánh mắt của bọn họ ai nấy đều như có như không nhìn người đàn ông đang ngồi ngạo nghễ phía trung tâm kia. Người đó tùy ý dựa vào ghế sofa, trong miệng ngậm điếu thuốc, đôi mắt hẹp, sắc bén như chim ưng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nét mặt cương nghị, lông mày đậm. Nhưng lại có một vết sẹo kéo dài trên đuôi chân mày đậm đó, khí chất khác biệt với người thường đem đến cảm giác áp bức mọi người xung quanh. Trần Điệp thu hồi ánh mắt, không nhìn thêm nữa, cô đi theo mọi người đến chỗ ngồi tốt đã được đặt trước. Lục Xuyên thì bị mọi người đẩy đi phát biểu vài câu. Mấy năm nay Lục Xuyên đạt được rất nhiều giải thưởng, lớn có nhỏ có, cầm đến mỏi tay. Anh kể bằng giọng lạnh nhạt, không mấy quan tâm. Trần Điệp nghe câu được câu không, mà Trần Thư Viện lại chống cầm, ánh mắt lấp lánh. Xin chào, bên cạnh truyền đến một giọng nam, Trần Điệp Nhiên đầu quay qua. Một nam sinh đang cầm ly rượu, bộ dạng hơi ngượng ngùng, xin hỏi có thể cùng cậu uống một ly không? Tổ nhiếp ảnh sôi nổi nhìn qua. Mặc dù ngỏ lời với hoa khôi là chuyện bình thường, nhưng dù sao cũng là chủ đề rất hấp dẫn à nha. Nam sinh đó càng đỏ mặt hơn. Trần Điệp Nhiên người, ánh mắt lướt qua vai người nam sinh, nhìn bàn cách đó không xa có một nam sinh tuổi cũng sắp xỉ mang vẻ mặt vui mừng. Thật là một cảnh tượng nhàm chán, được thôi, Trần Điệp vừa đáp liền lấy một cái ly không ra, lấy bình đổ rượu khoảng nửa ly rồi chủ động nâng ly lên cùng, sảng khoái uống hết. Hai bên tai nam sinh đỏ rực, một lát sau ngửa đầu uống cạn, lắp bắp nói cảm ơn rồi về chỗ, không dám quay lại nhìn cô. Bị chen ngang lúc đang nói, Lục Xuyên cũng không tức giận, hòa nhã trêu chọc, đàn em vẫn rất được hoan nghênh nha. Một người khác phụ họa, các bạn học từ năm nhất đến năm tư đều rất ngưỡng mộ chị, bên kia sắc mặt Trần Thư Viện lạnh lẽo, mỉa mai nói, bạn trai cô có biết cô uống rượu với người đàn ông khác hay không? Trần Điệp không thay đổi sắc mặt đập cái ly trên tay xuống bàn một phát, âm thanh không to cũng không hề nhỏ, xung quanh ngay lập tức rơi vào yên tĩnh. Mâu thuẫn giữa hai người mọi người đều biết, ánh sáng bên trong sàn nhảy quét qua Trần Điệp, phản chiếu đôi mắt của cô sáng đến rực rỡ lung linh, đôi mắt nhếch lên. Đêm nay cô mặc một bộ váy hai dây, màu đen, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và nước da trắng bóc mịn mạng như em bé. Cô hơi nâng cầm, Ánh mắt không chút để ý quét qua mặt Trần Thư Viện, nghiêng đầu nhàn nhạt xùi một tiếng. Sau đó rút điện thoại ra, lướt liên tục, tìm tên của một người rồi ném qua người Trần Thư Viện, từ từ nói: vậy cô báo cho anh ấy giúp tôi một tiếng. Mọi người, mỹ nữ so với tiểu nhân thì tính là cái rắm gì? Thôi thua. Trần Thư Viện tức giận trừng mắt, vừa định lên tiếng thì Lục Xuyên đã đứng ra hòa giải: thôi thôi, hai người đúng là oan gia. Từ hồi còn ở hội học sinh đã thấy hai người cãi nhau rồi. Trần Điệp vốn lười phản ứng, nghe thấy Trần Thư Viện nũng nịu oán giận Trần Điệp khi dễ mình với Lục Xuyên, mắt cô trợn ngược, quay đầu nói chuyện phím với Hạ Anh. Nói một hồi, Hạ Anh vỗ vỗ lên ghế sofa, trầm trồ nói, cậu mau xem, hướng 45 độ, đẹp trai thật. Trần Điệp nhàn nhạt lướt mắt qua, giả vờ, không thấy rõ, cậu không mang theo kính sao, đúng rồi. Quay xong còn mang làm gì nữa, khó chịu. Trần Điệp nói, vậy cậu không gặp May rồi. Người đó cực kỳ đẹp trai luôn, không xem một tí thì thật có lỗi với bản thân đấy. Hạ Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mình chụp rồi phóng to lên cho cậu xem hi. Không cần đâu, Trần Điệp chụp lấy điện thoại, mặc kệ đi, dù sao cũng không hợp khẩu vị của tớ. Không hợp khẩu vị, Hạ Anh cảm thấy ánh mắt của mỹ nữ quả thật cao xa, mà kẻ phàm phu tục tử không thể nào với tới, vậy bạn trai của cậu hẳn là đẹp trai hơn nhiều, thế mà tớ còn chưa gặp qua anh ấy đấy người đàn ông ngồi bên kia đang được các người đẹp vây quanh bỗng ngước mắt nhìn qua chỗ các cô trần điệp bắt được ánh mắt của anh liền dời đi anh ấy bận đi công tác rồi lúc nào cậu cũng nói vậy hạ anh không tin lại nhìn không được quay đầu nhìn lại nói như thế nào nhỉ tuy người đàn ông này mặc âu phục trên người nhưng lại làm người nhìn không thấy được nửa điểm quý ông nào vai rộng chân dài eo thon cả người toát lên vẻ quý phái nhưng mà Hạ anh lại cảm thấy trên người anh ta có sự nguy hiểm trong đám người đó anh ta như một con sói đơn độc mà ngạo mạn cuồng vọng lại ngang ngạnh một loạt cảm xúc không thể nói nên lời Hạ anh định nghiêm túc nghiên cứu thì trần điệp bên cạnh bỗng đứng dậy nói tớ đi về đúc c đây từ phòng về đúc c đi ra cô rửa tay rồi nhìn vào gương sau môi có hơi nhạt vì khi nãy uống rượu trần điệp lấy son trong trong túi ra cẩn thận tô lại mấy ngày nay đi quay với đoàn phim lục xuyên đúng là một người cuồng làm việc trần điệp quay liên tục mấy ngày thật sự mệt đến trả người cô đang đứng dưới chùm đèn vàng ánh đèn chiếu lên người làm nổi bật làn da trắng nõn nà như đậu hũ cô chậm rãi vương người rồi lấy tay xoa xoa cổ phía sau chợt vang lên tiếng cười âm thanh khàn khàn trầm thấp trần điệp quay đầu lại đối diện với đôi mắt đen nhánh cùng với gương mặt góc cạnh rõ ràng cô không nói chuyện làm bộ như không quen biết người đàn ông ngậm điếu thuốc lá dựa vào vách tường, nhìn chầm chầm cô trong chốc lát, thật lâu sau mới mở miệng nói một chữ, váy. Trần Điệp phát hiện ra váy bị mắc, cô chỉnh sửa lại rồi quay đi về hướng hành lang. Mắt cô nhìn thẳng băng, làm như không thấy anh. Văn Lương bất mãn khi thấy thái độ này của cô, kéo cô đến trước mặt, về nước khi nào vậy, lực nắm của anh rất lớn nhưng có lẽ anh không cảm nhận được. Cổ của cô bắt đầu thấy đau đau, hôm trước, Trần Điệp nói, tại sao không nói với tôi để tôi về nhà đợi em. Văn Lương có rất nhiều bất động sản. Anh đưa căn biệt thự Tây Giao cho cô ở, đa số thời gian anh cũng ở đấy. Thỉnh thoảng Trần Điệp về ký túc xá ngủ thì anh sẽ ngủ ở chung cư công ty. Anh đã nhầm là cô đã về Yển Thành từ hôm trước. Trần Điệp bị anh nắm đến phát đau, có lẽ đã đỏ cả một mảng. Cô có hơi tức giận, lại nhớ đến cảnh vừa nãy, công môi chăm chọc, tôi sợ chậm trễ chuyện tốt của Văn Tổng. Văn Lương rất khó chịu với thái độ này của cô, tăng thêm lực ở tay, rủ mắt cảnh cáo cô, nói chuyện dễ nghe chút. Trần Điệp mới không thèm để ý tới anh, cô đã thấy qua rất nhiều dáng vẻ hung thần ác sát của anh rồi. Chỉ một cái nhăn mi như vậy căn bản không dọa được cô, vì thế cô giơ tay hất cổ tay đang đặt sau gáy mình ra, trên cổ một mảng nóng bỏng, khẳng định đều đỏ. Làn da cô mỏng, lại dùng thêm tí lực nên chắc có lẽ ngày mai bị lưu lại dấu vết, hôm nay văn lương đặc biệt mệt mỏi, không giống như mọi khi, ánh mắt nhìn cổ cô khẽ cau mày, đưa tay vén mái tóc của cô, áp lòng bàn tay dán lên. Đau, anh hỏi, cũng không đau nữa, Trần Điệp nhướng mi, nói nhảm, Văn Lương, nếu vừa rồi em nói chuyện tốt với tôi thì tôi có thể làm đau em sao, tôi còn chưa nói gì, anh đã đi tới siết cổ tôi rồi, Trần Điệp nhắc nhở anh. Văn Lương mất hết kiên nhẫn, cầm lấy điếu thuốc trên miệng, sao lại tới đây? Một đôi nam nữ tươi cười đi ngang qua bên cạnh, Trần Điệp nghiêng người để bọn họ đi qua, lại đưa mắt nhìn xung quanh, cô không muốn để bạn bè biết quan hệ khúc mắc giữa cô và Văn Lương. Trần Điệp vuốt vuốt tóc, tiệc mừng, Văn Lương đưa mắt nhìn đồng hồ, khi nào trở về, không biết, Trần Điệp nhún vai, ngửi thấy hương vị quen thuộc trên người anh, chắc là nhanh thôi, chỉ nghe Văn Lương từng một tiếng, sau đó anh nhấc chân rời đi. Trần Điệp quay lại chỗ ngồi, trong bạn có thêm mấy người, tuổi tác so với nhóm người bọn cô có vẻ lớn hơn một chút, họ ngồi ở đó trông hơi ngột ngạt, còn mang theo cái bụng bia. Trần Điệp ngồi xuống bên cạnh Hạ Anh, nhích lại gần hỏi họ là ai nhà đầu tư hạ anh che tay cô lại nói nhỏ hình như trước kia cũng học ở trường chúng ta phim tuyên truyền lần này có một phần do ông ta tài trợ trần điệp gật đầu đánh giá đúng là lớn lên rất giống nhà đầu tư hạ anh cười khẽ một tiếng đánh nhẹ lên tay cô cậu cũng quá cay độc rồi đấy hai người đang nhỏ giọng nói chuyện ở một chỗ bụng bia kia quay mặt lại cười hỏi đây là nữ chính của chúng ta ư đúng 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 nam sinh bên cạnh bụng bia đáp ánh sáng vườn trường của chúng tôi, hoa khôi của trường trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp. Trần Điệp thu hồi bộ dáng cây độc vừa rồi của mình, cười khiêm tốn, tôi chưa từng nghe nói trường học có tuyển hoa khôi gì, đều là mọi người nói bừa mà thôi. Bụng bia đứng lên, vác bụng đi vòng qua nửa cái bàn, hướng đến cô, vươn tay, sớm đã nghe nói đoạn phim về ngày kỷ niệm thành lập trường lần này có hoa khôi trường học đến quay, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Trần Điệp nắm lấy tay hắn, rất nhanh liền buông ra, ngồi trở lại. Hạ Anh chật chật hai tiếng, cầm bàn tay phải của Trần Điệp vuốt vuốt, thấp giọng oán than, thật là làm nó uất ức rồi. Trần Điệp liếc cô một cái, cậu có thể nói lớn một chút, cô nhìn xung quanh vài vòng, hỏi, đàn anh đâu? Hạ Anh, vừa mới nhận điện thoại xong là đi, người ta hiện tại đang bận trăm công ngàn việc, Trần Thư Viện kia không đi theo sao, điều này không giống cô ta, ai biết được. Trần Điệp liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Lúc trước Trần Thư Viện là trưởng phòng quan hệ đối ngoại, cô ta tiếp xúc nhiều với các công ty bên ngoài nên hiển nhiên là quen biết cái vị bụng bia này bụng bia lúc nãy tôi đã nhìn thấy bản cắt nối biên tập lúc đầu quay rất tốt trần thư viện vén tóc trường học đặc biệt mời đàn anh lục xuyên trở về quay đương nhiên là quay tốt hơn nhiều so với những người nghiệp dư như chúng tôi rồi bộ dáng rõ ràng là đang khoe khoang bạn trai nhà mình mắt nhìn của cô thật tốt tìm được người bạn trai như vậy bụng bia nói không phải đâu trần thư viện đỏ mặt am hiểu lòng người mà đáp hiện tại anh ấy đang trong thời điểm phát triển sự nghiệp, cho nên chúng tôi cũng không lấy tình cảm làm trọng tâm. Hà Anh nghe thấy không nhìn được trực tiếp quăng một ánh mắt xem thường. Những người ngồi đây, không ai không biết Trần Thư Viện mặc dày theo đuổi Lục Xuyên 4 năm. Lục Xuyên rõ ràng đã từ chối vô số lần. Nếu không phải là người tu dưỡng tốt, ai có thể chịu được người như vậy chứ, mỗi ngày ở trước mặt mình nhảy nhót, vậy mà bây giờ lại bị cô ta nói thành thế này, phục rồi những người khác đang ngồi ở đây đều là lần đầu tiên gặp bụng bia, không khí náo nhiệt vừa rồi nháy mắt giảm xuống mức đóng băng, vẻ mặt đều tôi là ai, tôi đang ở đâu, hai người kia còn cố tình không coi ai ra gì tiếp tục nói chuyện phím, hoa khôi của chúng ta đã có bạn trai chưa, bụng bia xoay chuyển lời nói, nhìn về phía Trần Điệp, Trần Điệp lười nhác dựa vào ghế sofa, nghe vậy mới ngước mắt lên, cười cười, có, cũng phải, lớn lên xinh đẹp như vậy, khẳng định đã có bạn trai rồi, bụng bia tắm tắt lắc đầu, đúng là có lợi cho tên đó thật. Mấy người xung quanh đều nhịn không được nhíu mày, lời này nghe vào lại không thoải mái như vậy, nhưng mà kim chủ ba ba đang ở đây, chỉ có thể câm miệng. Trong trường học có rất nhiều người theo đuổi Trần Điệp. Thư tình bốn năm này của cô ấy phỏng chừng đều đã xem đến mềm lòng. Trần Thư Viện che miệng cười rồi nói tiếp, cũng may bạn trai cô ấy không học chung trường với chúng ta, nếu không đã ăn dấm chua đến chết rồi, bụng biên nghiêng đầu, không học chung trường với mọi người sao? đó là thần thánh phương nào vậy trần thư viện ngước cầm anh phải hỏi cô ấy mới biết được tôi chỉ nghe nói là bạn trai cô ấy đặc biệt có tiền dừng một chút cô ta phối hợp gật đầu nhẹ cũng đúng những người theo đuổi trong trường kia làm sao có thể làm cô ấy thỏa mãn được lời này của trần thư viện đã không phải là mỉa mai nữa mà căn bản trực tiếp đem chậu phân úp lên đầu trần điệp trần điệp hiểu rõ hóa ra không đi cùng lục xuyên là vì đang đợi cô hà anh vô cùng tức giận tranh cãi với cô ta Điệp Điệp và bạn trai của cô ấy đã ở bên nhau trước khi vào đại học rồi. Cô ở đây nói nhăn nói cuội cái gì thế hả, những người khác cũng nhìn không được nhỏ giọng tranh luận, đúng vậy, hơn nữa người có tiền trong trường học của chúng ta cũng rất nhiều mà, sao thế, sao lại nháo lên rồi, bụng bia hòa giải, bưng ly rượu đứng lên, tới, tôi kính hoa khôi của chúng ta một ly, là tôi nhắc đến việc này trước, tôi bồi tội, trần điệp nhếch môi cười, thản nhiên bất động, thật có lỗi, tử lượng của tôi không tốt, khi nãy đã quá chén, tôi thấy cô ban nãy cũng không có uống bao nhiêu, muốn bước vào vòng tròn luẩn quẩn này làm sao có thể không uống rượu, bụng bia nói. Trần Điệp vừa mới nhíu mày, một người phục vụ liền vội và bước tới, mã tổng, hả, bụng bia nhướng mày, nhấc đầu kiêu ngạo, cậu biết tôi, vâng, văn tổng bàn bên kia mời ngại đi qua một chuyến, văn tổng nào, bụng bia không kiên nhẫn ngồi dậy, nhìn sang theo phương hướng người phục vụ chỉ, lập tức ai ra một tiếng, từ trên ghế salon bắn lên, vội vã chạy tới. Hạ Anh sững sờ, cười mỉ nhìn vẻ mặt chạy đi của bụng bia, sau đó cô nhìn chầm chầm vào mặt người đàn ông kia, hắn đứng trước mặt người kia, cúi đầu không lưng, tư thế cúi xuống rất thấp, mà trên mặt người đàn ông ấy lại không có biểu cảm gì, lời nói nghe không rõ ràng lắm, chỉ từ động tác khẽ nâng cầm cảm giác được cao cao tại thượng. Đây, tình huống này là sao? Hạ Anh chọc chọc Trần Điệp. Trần Điệp không đến xỉa tới, chắc là có quen biết. May quá may quá, Hạ Anh vỗ ngực một cái, vừa đúng lúc nếu không cậu đã phải uống rượu với loại rác rưởi này rồi. Trần Điệp nhún vai, âm thầm cười nhạo, cũng không phải là trùng hợp bị gọi qua, chỉ sợ ánh mắt của người ta căn bản đều chưa từng rời khỏi nhóm người các cô. Bị việc này nháo một hồi, Lục Xuyên cũng đi rồi, mọi người cũng không còn hào hứng tiếp tục ăn mừng nữa. Một người trong đó nói câu trở về, mọi người liền nhau nhau đứng dậy theo. Trần Điệp đi phía sau, mà Trần Thư Viện ngồi tận phía trong cùng, đi ra trễ nhất. Cô ta ra ghế dài, nhìn thấy Trần Điệp dựa vào một bên vách tường. Trần Thư Viện cười nhạt một tiếng, dẫm giày cao gót tiếp tục bước lên phía trước, lúc đi ngang qua Trần Điệp lại bị túng chặt cánh tay quăng ra sau. Trần Thư Viện không kịp chuẩn bị, đầu đập vào tường. Trần Điệp đưa tay ấn chặt cổ cô ta, cúi mặt xuống, cô nghiêng mặt, Trần Thư Viện, đã nhiều năm rồi, sao cô vẫn chỉ biết diễn chút trò hề này, cô muốn làm gì? Tôi cho cô biết, đây là quán bar nhiều người nhìn như vậy cô còn muốn làm cái gì âm thanh của trần thư viện rất mỏng cảm xúc kích động lên giọng nói trở nên rất chói tai không hổ danh là do văn lương nuôi lớn làm việc cũng giống anh ta chỉ biết bạo lực trần điệp nở nụ cười đuôi mắt nhếch lên mị hoặc như hồ ly cô nắm lấy cổ áo của trần thư viện đập đầu cô ta từng cái từng cái lên tường cô gằn từng chữ một nếu tôi cũng bạo lực giống anh ấy cô cảm thấy bây giờ mình còn có thể đứng đây sao hơn nữa bây giờ văn lương đang ở đây cô thông thả nói cô đoán xem nếu tôi gọi anh ấy đến thì anh ấy sẽ làm gì cô đây sợ hãi là phản ứng bản năng trần thư viện hung dữ trừng mắt cuốn họng lại tuôn ra thanh âm yếu ớt thân hình trần điệp cao một mét bảy còn mang giày cao gót cô mượn ưu thế chiều cao liếc nhìn cô ta còn dám khu môi múa mét cô thử xem mưa rơi nặng hạt mặt đất ướt dầm về hạ anh nhìn trần điệp chậm rãi đi ra từ quán ba trần thư viện đi theo đằng sau không sao chứ hạ anh hỏi không sao, làm sao cậu về đây, điện thoại Trần Điệp trung lên, văn lương, chu kỳ thông ở bên ngoài, chờ tôi một lát. Trần Điệp đưa mắt nhìn sang phần đường bên kia, quả nhiên thấy chiếc Bentley màu đen. Trần Điệp nâng cầm, trợ lý của bạn trai tớ tới rồi, tớ thực sự hâm mộ cậu, công chúa, hạ anh biểu môi, ăn, mặc, ở, đi lại đều có bạn trai lo đầy đủ mọi thứ. Bên cạnh có người gọi hạ anh lên xe, cô liền nói câu tạm biệt với Trần Điệp rồi chạy tới. Đợi mọi người đều lên tàu điện ngầm, lên xe taxi đi hết, Trần Điệp mới xoay người đi về phía chiếc Bentley. Trần Tiểu thư, Chu Kỳ Thông gật đầu. "Từ, Trần Điệp thuận miệng hỏi, anh đến khi nào?" Anh ta thành thật đáp, "Nửa giờ trước, không khí buổi tối nhiễm cảm giác lạnh lẽo." Trần Điệp lấy một tấm chăn nhung mỏng che lên đùi, ngáp một cái, yên tĩnh một lát, Chu Kỳ Thông lại thấp giọng nói, "Trần tiểu thư, mấy ngày nay công ty Văn Tổng có nhiều việc, tính tình có thể sẽ không tốt, tính tình không tốt Trần Điệp thấy anh vừa rồi được mỹ nhân vây quanh ngược lại còn rất vui vẻ đấy. Công ty làm sao? Chu Kỳ Thông, Văn Tổng đang chuẩn bị tiếp quản cổ phần trong tay của Cù Đổng, những việc cần xử lý rất trường ra. Trần Điệp chỉ nghe đại khái, cụ thể cô cũng không hỏi rõ, gật đầu rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Hơn 10 phút sau, Văn Lương mới đi ra. Người đàn ông vô lại thô bạo, ngậm điếu thuốc, ánh lửa trong phút chốc sáng lên, cửa sổ xe mở ra khe hở nhỏ, âm thanh vài người cách đó không xa loáng thoáng truyền tới. Cô nghe được một người đàn ông trong đó nói, sao hôm nay văn tổng đi sớm vậy, chẳng lẽ là họ mã cứng đầu vừa rồi làm anh mất hứng, tên còn lại cười ha ha, lương làm sao có thể bị cái loại người đó ảnh hưởng đến tâm trạng, người ta đây là vội vã về nhà chơi đùa với mèo mà, những người khác đều nghe hiểu, cười trêu chọc. Sớm nghe nói biệt thự ở ngoại thành phía tây tất đất tất vàng kia của văn tổng là dùng để kim ốc tàn kiều, bảo bối như vậy, lúc nào mới cho chúng tôi gặp mặt đây kim ốc tàn kiều nhà vàng cất người đẹp văn lương cười khẩy ngược lại dứt khoát cự tuyệt cút đi mọi người lập tức cười vang văn lương bước chân đi tới kéo cửa xe ra ngồi vào chu kỳ thông lễ độ cung kính gọi một tiếng văn tổng sau đó vững vàng lái xe hướng đến biệt thự vùng ngoại thành phía tây bình thường trần điệp ra vào trường học ngẫu nhiên sẽ do chu kỳ thông đưa đón lúc đó anh ta sẽ không câu nệ như vậy còn có thể nói chuyện giải sầu với cô nhưng chỉ cần có văn lương ở cạnh liền trăm phần trăm thái độ cung kính, dù sao văn lương này là tên điên, còn làm vô số chuyện khốn nạn. Ai ở trước mặt anh cũng phải chú ý đến cảm xúc của anh, sợ vị chủ nhân hỉ nộ vô thường này đột nhiên nổi giận. Văn lương có thói quen giữ yên lặng trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thuận tay nắm chặt tay trần điệp, nhớ lại câu nói âm dương quái khí vừa rồi của cô, tôi sợ chậm trễ chuyện tốt của văn tổng, thoạt nghe có vẻ chói tai, nhưng cũng không khó nghe ra vẻ ghen ghét che giấu trong đó tâm tình văn lương không tệ dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô trơn bóng mềm mại không hổ là được mình nuôi dạy tốt nhiều năm như vậy người câm trần điệp liếc mắt nhìn qua làm gì mấy ngày nay đi châu âu quay phim thế nào anh thuận miệng hỏi như bình thường ăn cơm quay phim ngủ nhưng mà phong cảnh rất đẹp quay phim cũng rất ổn đoán chừng phim sẽ sớm được chiếu thôi trần điệp đáp Văn Lương chỉ từng một tiếng liền kết thúc đề tài này, ngã người ra sau tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng vẫn không ngừng nắm chặt tay cô. Màn đêm vừa sáng, chiếc Bentley màu đen vững vàng đi vào biệt thự ngoại ô phía tây, con đường yên tĩnh, bởi vì trời vừa mưa nên trong không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt, xe từ từ tiến vào cổng biệt thự Tây Giao. Biệt thự được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, có cây hoa lá bao xung quanh, còn có cả hòn non bộ và xích đu phía trước để ngắm cảnh đây quả là kim ốc đẹp nhất trong tất cả các loại kim ốc tàn kiều tuy xa hoa tráng lệ nhưng lại không có sức sống văn lương mở cửa xuống xe trước không đợi cô mà đi thẳng vào trong dọc đường đi trần điệp nheo mắt dừng lại nghỉ ngơi mấy phút vì chân hơi tê nên cô chậm rãi đứng bên cạnh xe đúng rồi trần tiểu thư chu kỳ thông cầm văn kiện đi đến đưa cho cô nói lát nữa phiền cô giao cái này cho văn tổng cô nhẹ giọng đáp ứng nhận lấy rồi nhìn lướt qua thấy trên đó có chữ mã hóa. Đây là gì? Điểm yếu của cụ động mấy năm nay và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, Chu Kỳ Thông không giấu cô mấy chuyện này. Vốn dĩ nội dung tài liệu không được nói cho người khác biết nhưng Trần Điệp thì khác. Trước khi Chu Kỳ Thông làm việc cho Văn Lương, Trần Điệp đã ở bên cạnh anh, cho nên Chu Kỳ Thông biết rõ quan hệ giữa hai người họ. Cho dù là chim hoàng yến, Trần Điệp cũng rất được nuông chiều và là người hiểu rõ tính khí tùy hứng của người kia nhất. Văn Lương vẫn luôn thể hiện tính tình không dễ chọc này với cấp dưới. Cho nên mọi người đều sợ anh, chỉ có Trần Điệp không sợ. Tuy Văn tổng không quan tâm từng ly từng tí nhưng thực ra vẫn có chút thiên vị đối với cô. Nếu không cũng không để cô sống ở biệt thự này. Vào nhà, Văn Lương cởi áo ngoài ném lên sofa, mở cửa tủ lạnh lấy một chai nước đá, ngửa cổ uống hết một nửa, có giọt nước từ khóe miệng anh chảy ra, men theo yết hầu đi xuống rồi biến mất trong cổ áo. Anh quả thực rất đẹp trai nhưng cũng không thể dùng từ đẹp để hình dung hết được lông mày khí khái con ngươi đen nhánh vết sẹo ngay thái dương càng làm anh thêm phần sắc bén anh không hề giống một công tử phong lưu hay tổng tài nào vì chẳng tổng tài nào uống nước như anh trên người anh tồn tại chút giả tính khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh con sói đơn độc trên đỉnh núi nhưng cũng có khí chất vương giả hai loại khí chất mâu thuẫn này cùng tồn tại trên người văn lương làm cho anh trở nên độc nhất vô nhị tàn nhẫn và cao quý sau khi Văn Lương uống hết chai nước, anh bóp bẹp vỏ chai rồi ném vào thùng rác. Trần Điệp để tài liệu lên trên mặt bàn rồi nói, "Chu Kỳ Thông đưa cho anh, hôm nay tên họ Mã kia đã nói gì với em?" Văn Lương bước tới hỏi, đồng thời mở tài liệu ra xem. Trần Điệp nhớ lại hình như cái người bụng bia kia họ Mã, mời tôi uống một ly rượu thôi. Văn Lương nghiêng đầu nhìn cô. Trần Điệp ngoan ngoãn bổ sung thêm, "Còn chưa uống với hắn đã bị anh gọi đi rồi." Anh cười nhẹ một tiếng, giơ mu bàn tay gõ nhẹ vào trán cô em giả ngoan cái gì? Trước đó em uống một ly với cậu nam sinh kia, em nghĩ tôi không nhìn thấy sao? Cao thủ. Đây là giăng sẵn bẫy, chờ cô nhảy vào. Trần Điệp đảo mắt, khoát tấm khăn nhung, xoay người đi lên tầng. Cô ra nước ngoài hết nửa tháng, trong khoảng thời gian đó Văn Lương cũng không ở đây. Biệt thự vắng lặng chỉ có tiếng Anh lật dở tài liệu. Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Mấy ngày nay cô bận quay phim, mệt đến mức về đến phòng là lăn ra ngủ đã lâu rồi cô chưa ngâm nước nóng trần điệp nằm thoải mái trong bồn nước nóng sủi bọt toàn thân thả lỏng làn da trắng nõn phát sáng như ngọc sau khi văn lương đọc xong tài liệu đi lên mở cửa phòng ngủ liền nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng ngân nga của trần điệp phát ra từ phòng tắm nhẹ nhàng du dương như buổi hòa nhạc anh khẽ cười tháo cà vạt và cởi hai cúc áo sơ mi hơn nửa tháng không gặp nhau anh quả thực có chút cần giải tỏa anh ngồi chờ mãi cũng chưa thấy cô đi ra tiếng nhạc tạm dừng có tiếng nước sột soạt do đứng dậy. Sau đó một bài nhạc khác vang lên, lại có tiếng nước xả vào bồn, Văn Lương nghe vậy liền lấy quần áo ngủ sang phòng khác tắm, khi trở lại còn cầm theo nô tê bốc từ phòng làm việc, hơn một tiếng rưỡi sau, Trần Điệp mới từ phòng tắm đi ra. Trên đầu cô cuốn một chiếc khăn màu trắng, mái tóc dài đen bóng xõa sau lưng, vần trán xinh đẹp, gương mặt khi tẩy hết phấn son càng thanh tú, đôi chân dài lộ ra như ngọc, Văn Lương nhìn cô, ánh mắt chăm chú không rời nửa bước. Sau đó anh bắt người lôi lên giường, sói con mà anh nuôi lớn lên thật là xinh đẹp, nhưng lại có chút ương bướng không nghe lời, anh có thể nhẹ nhàng chút không? Trần Điệp nhíu mày, xoa xoa cái khuỷu tay bị đau. Cô kéo chăn bông đắp lên người, liếc nhìn thấy màn hình notebook của anh vẫn sáng, am hiểu lòng người nói, anh cứ làm xong công việc của mình đi đã, cô nói xong liền với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, Văn Lương chiều theo ý cô, mở một email vừa được gửi tới rồi làm việc còn Trần Điệp thì bắt đầu chơi game với Hạ Anh. Vì thế, Văn Lương vừa đọc tài liệu, vừa nghe thấy tiếng của Trần Điệp bên tai. Anh anh qua phòng kia lục soát đi, tên chó kia nhanh tay quá, hắn không để lại cho tớ thứ gì cả. Ơ, ờ, ơ, ờ, sao tớ lại chết rồi, xa thế mà hắn vẫn có thể bắn trúng đầu, đây chắc chắn là hắc. Phòng ngủ lớn nhưng toàn là tiếng của Trần Điệp. Vừa nghe đã biết trò chơi này là một cái bẫy nhưng cô vẫn chơi rất nhiệt tình. Việc này khiến Văn Lương có chút đau đầu. Nửa tiếng sau, Trần Điệp im lặng, Văn Lương nghiêng đầu nhìn sang thấy cô đang cầm điện thoại nhắn tin. Anh khẽ cau mày, hạ anh gửi cho cô một đường link. Một người nào đó đã đăng lên trang thông tin chung của trường bức ảnh họ chụp được ở quán ba hôm nay. Tiêu đề, tôi tình cờ gặp được nhóm hoa khôi của trường. Hoa khôi rất biết chơi, chỉ một tiếng rưỡi đã câu được hai người đàn ông, người đang giàu to rồi. Phía trên đăng kèm hai bức ảnh, một bức là ảnh Trần Điệp uống rượu với một nam sinh vì nam sinh kia bị thua trong trò chơi đại mạo hiểm. Bức còn lại là ảnh Trần Điệp cùng bụng bia đứng đối diện nâng cốc. Không phải Hoa Khôi có bạn trai rồi sao? Đã ai tận mắt nhìn thấy bạn trai Hoa Khôi là người như nào chưa? Thật không biết xấu hổ, nói không chừng cô ta được bao dưỡng đó. Từ trước tôi đã nghĩ là cô ta được bao dưỡng rồi. Chiếc xe mỗi lần đến đón cô ta tan học là Bentley Continental GT đó. Mà tôi chưa từng nghe đến chuyện gia đình của cô ta có điều kiện. Mấy người lầu trên nói cái quái gì vậy? Trần Điệp trước giờ luôn từ chối dứt khoát không biết bao nhiêu phú nhị đại trong trường, sao không kể ra đi? Tôi là nhân viên tổ hậu cần của đoàn làm phim đây. Tôi cũng có mặt tại buổi liên hoan tối nay, vì nam sinh kia thu cuộc trong trò chơi đại mạo hiểm nên Hoa Khôi mới uống cùng hắn một ly. Lầu trên không có mặt ở đó thì biết gì mà nói? Mấy người nhiều người như vậy đương nhiên có thể bịa ra một cái cớ hợp lý ai biết sự thật đằng sau là gì chứ trần điệp cảm thấy thật nực cười không cần nghĩ cũng biết bài này do ai đăng góc độ chụp bức ảnh này chính là từ vị trí của trần thư viện cảnh cáo trực tiếp còn chưa đủ cô ta còn phải ẩn danh đăng những thứ bịa đặt như này lên mạng khi trần điệp mới vào năm nhất vì một bức ảnh chụp chân dung khi huấn luyện quân sự mà trở nên vô cùng nổi tiếng trên mạng cô gái trong bức ảnh trong sáng lại thuần khiết ngay lập tức được gắn liền với hình ảnh thanh thuần, tràn đầy hy vọng và phóng khoáng. Weibo của cô không thường xuyên đăng tải tin tức nhưng cũng có hơn 10 vạn fan. Cũng vì thế mà khi cô vừa vào trường đã được bình chọn là hoa khôi. Những lời đồn thổi như vậy, Trần Điệp gặp nhiều rồi nên cũng đã sớm quen. Nhưng việc Trần Thư Viện đăng bài bôi nhọ cô lại là chuyện khác. Dưới bài đăng, Hạ Anh đã bắt đầu mắng người. Trần Điệp mở uy chát để tìm Trần Thư Viện. Cô dừng lại một chút, suy nghĩ xem nên bắt đầu nói như thế nào. Văn Lương quay sang hỏi, đang nói chuyện gì thế? Trần Thư Viện, Trần Điệp không ngẩng đầu lên nói, quả thực là âm hồn không tan. Văn Lương biết trước đó hai người họ có xích mít, anh cất nô tê sang một bên, vươn tay vòng qua bờ vai trắng mịn của cô, không nói gì. Ngón tay của Trần Điệp dừng lại trên màn hình điện thoại vài giây, đã tìm được quy chát của Lục Xuyên. Đối phó với người như Trần Thư Viện vẫn nên là đúng bệnh kê đơn thôi. Đàn anh, em có chuyện phiền anh một chút trên trang thông tin chung của trường có một bài đăng về buổi liên hoan tối nay của chúng ta trong đó có một số thông tin không hay về em anh có thể giúp em trần điệp chưa kịp gửi thì điện thoại đã bị lấy đi ai văn lương ném điện thoại lên tủ đầu giường giơ tay tắt đèn phòng ngủ tối sầm lại rèm cửa không mở nên trong phòng hoàn toàn tối đen tôi còn chưa gửi tin nhắn xong trần điệp bất mãn ngồi dậy cô bị văn lương đẩy xuống giường đầu đập vào gối anh nhìn cô từ trên cao xuống em nói chuyện với người khác trước mặt tôi có bệnh anh vỗ vỗ mặt cô dòng đều trêu đùa có phải tôi đã quá nuông chiều em rồi không không phải em nói chuyện này là do trần thư viện làm ư ánh mắt anh dần thích nghi với bóng tối trần điệp mặc một chiếc váy ngủ có đai thắt màu bạc làm da cô trắng đến phát sáng ánh mắt của anh tối lại cúi người xuống hơi thở ấm nóng phả vào mái tóc cô trần điệp bất giác co vai dù đã hơn nửa tháng không gặp nhưng khí thế bức người của văn lương khó mà quên được cô hơi mím môi nhìn anh anh muốn làm gì văn lương cúi đầu dán sát vào tai cô nói hai chữ giọng anh trầm thấp phát ra từ cổ họng rất phù hợp với vết sẹo trên trán mười phần lưu manh sáng sớm hôm sau tia nắng đầu tiên xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào phòng ngủ in lên tấm chăn bông trắng từng vệt sáng tối trần điệp ngủ chẳng biết đã xoay người khi nào mà lúc này lại đối mặt với văn lương vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh mái tóc đen ngắn chiếc cằm nhẵn nhụi Thân trên trần trụi, đường cong cơ bắp của ngực và cánh tay nổi lên rõ ràng, trừ vết sẹo ở lông mày ra còn có một vết ở trên xương sườn. Trần Điệp không biết nhiều về chúng, chỉ biết đại khái là cha của Văn Lương thấy anh quá khó dạy nên đã gửi anh đến quân doanh khi anh mới 20 tuổi để rèn luyện. Từ đó trên người anh xuất hiện thêm mấy vết sẹo. Anh vòng tay qua eo cô, mang theo cảm giác nóng rực, Trần Điệp đẩy tay anh ra rồi trở mình ngủ tiếp. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh đã không có ai. Trần Điệp ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, xỏ dép đi vào phòng tắm. Cô nhìn mình trong gương, chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tầm màu trắng bạc với hai sợi dây mảnh vắt trên bờ vai thon gầy xinh đẹp của cô. Chỉ là sau một hồi dậy vào đêm qua, chiếc váy ngủ đã nhau nát, còn có vết máu loang lỗ trên vai nhìn mà giật mình. Trần Điệp nhíu mày, cái này là bị văn lương cắn, đồ chó. Cô thay quần áo đi xuống tầng. Văn Lương đã không còn ở đây, cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, còn chưa tới 8 giờ trước đây nếu hai người ở chung thì hôm sau sẽ thường cùng nhau ra ngoài văn lương đưa cô đi học hoặc làm gì đó tài xế nhìn thấy cô đi ra liền chào hỏi rồi nhận lấy túi sáng nay văn tổng có cuộc họp nên đã cùng trợ lý chu đến công ty rồi thưa cô ngừng một chút có lẽ là sợ cô tức giận tài xế nói thêm vốn dĩ ngài ấy muốn đưa cô đến trường nhưng lại phải đi học gấp trần điệp ừ một tiếng lên xe cô đã bước vào tháng cuối cùng của năm cuối cấp trong trường cũng không còn lớp nào đang học nữa hôm nay cô đến trường để tham gia vào bộ phim tuyên truyền với tư cách là một diễn viên lục xuyên có yêu cầu rất cao đối với các cảnh quay cuối cùng dẫn đến hoàn thành vượt quá thời gian dự tính nên bây giờ mới bất đắc dĩ phải vừa quay vừa biên tập vội vội vàng vàng để kịp công chiếu ngay sau ngày hoàn thành tài xế lái xe vào cổng viện bảo tàng nghệ thuật tiểu thư khi nào thì tôi có thể tới đón cô tài xế hỏi trần điệp không cần đâu lát nữa tôi tự đi về hạ anh đã đợi cô ở cổng viện bảo tàng nghệ thuật vừa mở miệng đã hỏi, cậu đọc bài đăng chưa, hả, tối qua Trần Điệp bị chơi đùa nên đã ném mọi chuyện ra sau óc, ngay cả tin nhắn cho lục xuyên soạn một nửa cũng chưa kịp gửi, chuyện gì, hạ anh bị ổi nhìn cô, khuôn mặt này tuyệt đối là đẹp trai nhất trong những người tớ từng thấy suốt 20 năm qua, Trần Điệp nhướng mày, hạ anh, lục xuyên đã đăng bài lên tiếng thay cậu đó, không phải trước đây ID của anh ấy bị người hâm mộ đào ra sao, mọi người đều biết đó là anh ấy. Trần Điệp ngừng một lát, lại nghĩ tới đoạn tin nhắn chưa gửi của mình hạ anh hất cầm lên gần như thuộc lầu những lời kia của lục xuyên lưu loát nói xin mọi người đừng tung tin đồn thất thiệt đàn em trần điệp không phải là cô gái như vậy trong quá trình quay phim cô ấy rất nghiêm túc và chuyên nghiệp cũng rất hạnh phúc với bạn trai của mình vì vậy xin mọi người đừng đem những ô danh kia tạc lên người cô ấy đó là điều trái với đạo đức là xâm phạm quyền được bảo vệ danh dự và nhân phẩm của cá nhân sau khi nói xong hạ anh vỗ mạnh vào vai cô quá đã. Mọi người đi dự tiệc mừng đều biết bài đăng kia là của Trần Thư Viện, sau đó bị chính đối tượng thầm mến vả mặt, R.L. Lục Xuyên là một nhân vật huyền thoại trong trường. Mọi người đều biết đạo diễn là nghề vô cùng khó phát triển, hàng năm có biết bao nhiêu sinh viên khoa đạo diễn ra trường, nhưng chỉ có Lục Xuyên. Một người khi còn rất trẻ đã có thể đạt được những thành tựu lớn, đã vậy còn đẹp trai, tao nhã lịch sự, hơn nửa nữ sinh trong trường đều là fan của anh ấy. Vì vậy, chỉ với vài từ đã đảo ngược hướng đi của dư luận sau bài đăng sau khi rửa sạch oan khuất của trần điệp mọi người bắt đầu bàn tán về các loại bát quái của lục xuyên trung tâm tin đồn đương nhiên là trần thư viện một thiên kim nhà giàu nổi tiếng toàn trường xấu tính kiêu ngạo đặc biệt là cô ta đã yêu thầm lục xuyên rất nhiều năm nhưng không có kết quả mọi người đều biết trần thư viện và trần điệp đang có mâu thuẫn chắc cô ta sẽ tức chết khi thấy lục xuyên lên tiếng ha 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 đều là họ trần mà tại sao bọn họ có khác biệt lớn như vậy buồn cười. Tôi cũng nghi ngờ liệu bài đăng kia có phải do Trần Thư Viện đăng không, lầu trên một. Nếu thật sự Trần Thư Viện thì cũng quá thảm rồi. Hơn nữa bức ảnh này rõ ràng là bạn học đi cùng chụp lại, có nghĩa là Lục Xuyên đã tác một cái vào mặt Trần Thư Viện sao? Tiểu công chúa nhà giàu suốt ngày coi thường người khác, không phải là giống tôi cũng không theo đuổi được nam thần ư buông tay. Nửa giờ sau, bài đăng kia đã bị người đăng xóa mất rồi, hạ anh kích động kể lại toàn bộ quá trình đầy phong vân của bài đăng đêm qua trần điệp bị chọc cười liếc mắt nhìn cô ấy tối qua cậu ăn dưa đến mấy giờ ba giờ sáng hạ anh ngáp một cái buổi sáng tớ phải thoa kem che khuyết điểm thật lâu mới có thể che được quần thâm mắt đen xì đó bước vào rạp chiếu phim hai người tìm chỗ ngồi xuống trần điệp lấy điện thoại di động ra xóa tin nhắn đã chỉnh sửa cả nửa ngày hôm qua gửi một lời cảm ơn cho lục xuyên lúc này lục xuyên đang chỉnh sửa lần cuối trước khi công chiếu bộ phim bên dưới đã có không ít giảng viên và sinh viên đại diện đúng rồi cậu làm lành với bạn trai chưa hạ anh hỏi ừm hạ anh tỏ vẻ đầy kinh nghiệm tớ đã nói rồi nếu có người bạn gái chẳng khác gì tiên nữ như cậu ai lại có thể giận dỗi với cậu chứ nhất định sẽ vội vàng chạy tới dỗ dành cậu văn lương mà chạy tới dỗ cô mới là có quỷ trần điệp oán thầm hai người ở bên nhau lâu như vậy đương nhiên cũng có không ít lần xảy ra cãi vã nhưng tính tình của văn lương quá cứng rắn nhiều nhất là nửa ép buộc ông người ta rồi nói vài câu với gương mặt nóng bừng nhưng hầu hết dáng vẻ của văn lương chỉ là cao cao tại thượng và cuộc cãi vã giữa hai người cứ thuận theo tự nhiên mà trôi qua hạ anh tìm kiếm một vòng trong phòng chiếu hình như trần thư viện không có ở đây quả nhiên là vậy đổi lại là tớ thì tớ cũng không có mặt mũi để tới cậu và bạn trai sắp kết hôn à trần điệp nhướng mắt mặc dù hạ anh cũng học chuyên ngành diễn xuất nhưng ban đầu cô ấy chọn chuyên ngành này cho vui chứ không có ý định bước vào làng giải trí, quan hệ của cô ấy và bạn trai cũng rất ổn định. Không đâu, anh ấy còn định đi du học, về nước mới kết hôn, Hà Anh ậm ừ gật đầu, dừng một chút lại hỏi, còn cậu thì sao, định độc thân ăn cơm diễn viên, bí mật kết hôn với sếp, Trần Điệp mỉm cười, ngửa đầu ra sau, thản nhiên, có lẽ kết thúc buổi lễ tốt nghiệp tớ sẽ chia tay với anh ấy, Hà Anh không kịp hỏi tại sao muốn chia tay còn phải chờ đến khi tốt nghiệp, chỉ trợn tròng mắt tại sao cô nhớ tới tin nhắn mà trần điệp gửi cho mình ngày hôm qua khi trở về yển thành lúc đấy cô nghĩ chỉ là thuận miệng nói đùa liên quan đến chuyện gia nhập làng giải trí hạ anh nhẹ giọng hỏi không phải vì chuyện này trần điệp cười khẽ tớ không muốn đánh mất bản thân vì anh ấy nữa hơn nữa ban đầu ký hợp đồng mối quan hệ này chỉ kéo dài cho đến khi tốt nghiệp hạ anh có chút cảm khái lúc trần điệp mới vào trường chỉ bằng một bộ ảnh liền ho số người tỏ tình ở dưới khu ký túc xá nhiều không đến xuể. Trần Điệp chỉ nói một câu, chính là, tôi đã có bạn trai. Sau đó, mọi người phát hiện thỉnh thoảng sẽ có một chiếc Bentley màu đen đến đón Trần Điệp, nghe đồn đó là bạn trai của cô, hoàn toàn đánh bay những nam sinh muốn thử sức theo đuổi. Nhưng người đàn ông kia chưa bao giờ bước xuống xe, mọi người cũng chẳng biết đó là thần thánh phương nào. Cô và Trần Điệp là bạn tốt 4 năm, vẫn luôn nghĩ rằng Trần Điệp là một người vô cùng mạnh mẽ độc lập dù đến giờ phút này vẫn không nhìn ra cô sẽ vì một người đàn ông mà đánh mất bản thân hạ anh đột nhiên hỏi cậu và bạn trai gặp nhau như thế nào trần điệp đã lâu không nghe thấy câu hỏi này nhất thời ngẩn ra chúng tớ gặp nhau từ rất sớm cô cười sau này lại đến với nhau như chuyện đương nhiên có lẽ đời này trần điệp sẽ không bao giờ quên được cảnh lần đầu tiên gặp văn lương đó là một đêm lạnh có một nhóm người đang vô cùng ồn ào ở phía sau trần điệp ngồi một mình chờ dưới biển báo dựng xe buýt trước ga xe lửa Sáu năm trước, ga xe lửa Yển Thành chưa được cải tạo, bên đường có đèn huỳnh quang nhỏ hình trụ, thu hút rất nhiều mũi. Trần Điệp mặc đồng phục học sinh, váy chỉ dài đến đầu gối, trên bắp chân đã có mấy vết đốt, cô đưa tay gãi gãi, rồi lại vòng qua đầu gối, cục mắt xuống. Tất cả những bước ngoặt trong cuộc đời cô đều xảy ra vào ngày hôm đó. Trước đây, trong trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện một đoàn xe hùng hổ xông vào, gõ cửa nhà Trần Điệp. Nói với cha mẹ nuôi rằng cô mang huyết thống của gia tộc họ Trần ở Yển Thành, Nói cô bị bệnh viện ông nhầm đến viện mồ côi, sau lại được nhận nuôi rồi được dẫn đến trấn nhỏ này, thật hoang đường. Ngay sau đó, Trần Điệp được đưa về yển thành. Vừa bước ra khỏi ga xe lửa, cô đã nhìn thấy cô gái ban đầu bị ông nhầm với cô hiện tại đang là thiên kim của Trần gia đang khóc nháo đòi chết nếu buộc cô ấy trở về, chính là Trần Thư Viện. 16 năm nuôi nấng, cho dù không phải con ruột thì cũng có tình cảm, mà Trần Điệp lại giống như một món hàng bị cha mẹ nuôi bán đi bây giờ một nhóm người sau lưng cô đang quyết định cô có được ở lại hay không ở một thành phố xa lạ trần điệp ngồi trước biển báo dừng cảm thấy mình không thể dung nhập bất kỳ nơi nào bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng bước chân một hòn đá nhỏ lăn đến bên chân trần điệp đập vào đôi giày trắng của cô cô nhìn lên một thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt ở trấn nhỏ mà cô sống cô chưa bao giờ được nhìn thấy thiếu niên nào có dáng dấp đẹp mắt như vậy anh đứng dưới ánh đèn đường rất gầy và rất cao tóc ngắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen như mực, ngón trỏ đang cầm một chiếc mũ quân đội, mười phần lưu manh vô lại, sau lưng có ánh đèn chiếu vào, trông anh như đang phát ra một quần sáng. Trong đầu Trần Điệp bật ra một từ, chú ơi, ánh mắt thiếu niên rơi trên người cô, sau đó quét mắt nhìn về phía sau cô, đôi chân dài của anh tiến đến. Trần Điệp ngồi sổng trong khi anh đứng, một người nhìn lên và một người nhìn xuống, thiếu niên cứ nhìn từ trên cao xuống, sau một lát thì cúi người, nhả một ngụm khói vào mặt cô mùi thuốc lá hăng hắc, Trần Điệp lập tức nhíu mày, còn chưa kịp ho đã nghe anh nói, đi theo tôi không, giọng nói của anh lười biếng, trầm thấp từ tính, chậm rãi rơi vào tai Trần Điệp trong đêm hè, đôi mắt đen của Trần Điệp nhìn anh chậm chầm, tiếng cãi vã sau lưng ngày càng xa xôi, cô gật đầu, rụt rè nói, được, anh đứng thẳng dậy, cười một tiếng, không biết là đang chế giễu hay đang khinh thường, vậy đi thôi, anh xoay người rời đi, cũng không kéo cô lên, để lại một bóng dáng cao lớn phóng khoáng. Trần Điệp nhìn về phía sau, cô gái tên Trần Thư Viện đang ngồi dưới đất khóc nức nở, một đám người đang vây quanh dỗ dành cô ấy. Sau đó, cô thu hồi ánh mắt, rụt rè bước những bước đầu tiên theo bóng lưng thiếu niên, dần dần, mấy bước tiếp theo thông thuận hơn nhiều. Trần Điệp đi theo sau anh, anh lại chăm một điếu thuốc, kẹp trên tay, đi được một đoạn, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, Trần Đổng. Đứa nhỏ kia bỏ đi trần điệp chưa kịp phản ứng thì đã bị thiếu niên nắm lấy cổ tay và kéo mạnh về phía trước khiến cô suýt ngã hai người chạy như điên trong khu phố gió tạt vào mặt lướt qua tay cô trần điệp không chạy nổi nữa nhưng vẫn bị anh kéo đi thiếu niên kéo cô vào một con hẻm mới dừng lại ở đây còn dựng một chiếc mô to sáng bóng một chiếc mũ bảo hiểm ấn lên đầu trần điệp dày an toàn cọ vào má đau nhói khi người nhà họ trần lấy ô tô đuổi theo thì thiếu niên đã lái mô to phóng nhanh ra ngoài kèm theo đó là tiếng hét chói tai của trần điệp cô nhắm chặt mắt nắm chặt lấy quần áo của thiếu niên sau một hồi mới run rẩy mở mắt ra trong thành phố lớn sầm uất với những ngọn đèn nê ông lơ lửng trên cao chiếu sáng cả đêm sáng như ban ngày vì vậy gần như không thể nhìn thấy các vì sao trần điệp bị chiếc mũ bảo hiểm che khuất tầm mắt ngẩng đầu nhìn thiếu niên cô nghĩ người trong thành phố dáng dấp thật đẹp mắt tiếng còi xe ô tô phía sau dần biến mất xe máy dừng ở bờ sông Trần Điệp luống cuốn tay chân cho đến khi thiếu niên quay đầu lại, em còn không xuống xe, đây là câu thứ ba anh nói với cô, Trần Điệp nói, tồ, rồi nhanh chóng nhảy xuống xe, hơi lão đảo, thiếu niên bước xuống với đôi chân dài miên man, dùng hai đầu ngón tay đè lên đỉnh chiếc mũ trên đầu xoay ngược lại, ấn vành mũ xuống, dựa vào mô to nhìn cô, con gái Trần Gia, Trần Điệp hơi sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ anh biết chuyện này, do dự gật đầu, hình như là vậy, em biết tôi là ai à, cứ thế mà đi theo tôi thiếu niên dễu cợt, hít một hơi thuốc lá, đánh giá cô, ngu ngốc, tôi không thích bọn họ, Trần Điệp thì thào nói, không nhịn được mà phản bác, tôi cũng không ngốc, hiển nhiên là thiếu niên lười để ý đến cô, ánh mắt nhìn về phía ven sông, chờ hút xong điếu thuốc mới thản nhiên hỏi, em không mang hành lý đến đây, Trần Điệp sửng sốt, ảo não ta một tiếng, tôi để quên ở nhà ga mất rồi, thiếu niên liếc xéo cô một cái, em tự nghĩ xem em có bị ngu hay không. Tối hôm đó, Trần Điệp bị mất chứng minh thư và vali đi theo Thiếu Niên về nhà. Anh sống một mình, ngôi nhà cực kỳ phong cách, nhà trấn trưởng của thị trấn Trần Điệp sống trước đây còn chưa bằng một phần nơi này. Chỉ là, chẳng bao lâu nữa Trần gia sẽ tìm ra kẻ đã đưa con gái ruột của họ đi, người khác còn được, nhưng hết lần này đến lần khác lại là kẻ điên kia. Không ai có thể thuyết phục anh ta, một kẻ vừa tàn nhẫn vừa không muốn sống. Trần gia đứng ở cây cột trước cửa đòi người, Thiếu Niên nghiêng đầu nhìn Trần Điệp ông phải hỏi xem cô ấy có muốn quay về không. Trần Điệp nghe anh nói, lập tức lắc đầu, thấy chưa, anh cười khinh bỉ, kêu căng ngạo mạn. Người Trần Gia làm ầm lên, ai biết con gái tôi đi cùng người điên như cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Sau này thể diện của gia đình tôi ném đi đâu. Mau giao nó ra nếu không tôi, ông ta còn chưa dứt lời, nụ cười trên mặt thiếu niên đột nhiên biến mất, một cước đạp đổ bình hoa trên bệ đá, không hề có dấu hiệu mà nổi giận, lạnh giọng nói có bản lĩnh thì ông cứ thử xem. Trần Gia cũng đã đến đây vài lần, chẳng qua là xem xét thể diện của gia tộc, nhưng cô con gái nhà kia luôn làm loạn lên, cuối cùng chuyện gì cũng không giải quyết được. Người ngoài chỉ biết bên cạnh anh có thêm một cô gái, nhưng lại không biết cô gái đó chính là Thiên Kim Trần Gia. Mãi sau Trần Điệp mới biết tên anh, Văn Lương. Văn Lương, cô liên tục lẩm bẩm, anh vĩnh viễn không biết, khi còn đi học, cuốn nháp của Trần Điệp viết dày đặt hai chữ Văn Lương chuyện này thật sự đã quá xa xôi. Trần Điệp tựa đầu vào lưng ghế thở dài một hơi, đã quá lâu rồi, cô cũng sắp không nhớ rõ mình đã từng thích văn lương nhiều như vậy. Ngay sau đó, tất cả các giáo viên và học sinh được mời tham gia buổi công chiếu bộ phim tuyên truyền của trường đều đã đến. Lục Xuyên đứng trước khán đài, nói vài câu đơn giản, sau đó cuối người ấn chuột, trên màn hình lớn phía sau xuất hiện hình ảnh bộ phim tuyên truyền. Bộ phim tuyên truyền lần này là câu chuyện xuyên suốt 80 năm kể từ khi trường được thành lập cho đến bây giờ. Sau những cảnh quay phong cảnh quy mô lớn từ trên cao, chính là hình ảnh Trần Điệp xuất hiện trên màn hình. Ngũ quan của cô tinh tế, đối với thử thách màn ảnh rộng thực sự có thể chịu được. Lục xuyên xuống từ một bên sân khấu, ngồi bên cạnh đạo diễn khác ở hàng ghế đầu, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Hạ Anh nhìn chầm chầm bóng lưng của hai người đó một lát, chật hai tiếng, tiến đến bên Trần Điệp nói, nếu không, cậu suy nghĩ một chút về đàn anh Lục đi, ít nhất người ta cũng là một người trẻ tuổi có tiền đồ vô hạn. Trần Điệp, hơn nữa có thể hoàn toàn đánh bại trần thư viện một cách vang dội hạ anh vỗ đùi một cái trời ơi chỉ cần nghĩ đến điều này là tớ đã thấy sảng khoái rồi trần điệp cười cậu muốn tớ bị trần thư viện chèn ép cả đời à không phải hai người lên năm nhất đại học mới gặp nhau sao hạ anh nhíu mày nói tiếp không đúng sao hai người đã sớm không hợp nhau vậy tớ và cô ta là bạn từ thời trung học quan gia ngõ hẹp hạ anh cảm khái một tiếng lại một lần nữa nhìn về phía lục xuyên chỉ có điều tớ cảm thấy anh ấy thật sự rất tốt thân sĩ phong độ nhẹ nhàng trần điệp buồn cười nói vậy cậu cũng phải xem xem người ta có ý gì với tớ không chứ tớ cảm thấy ít nhiều cũng có làm gì có đàn ông nào không yêu thích người đẹp hạ anh quả quyết nói hơn nữa ngày hôm qua anh ấy biết rõ người đăng bài là trần thư viện còn giúp cậu ra mặt chưa nói là thích hay không nhưng cảm tình thì chắc chắn có trần điệp nhíu mày cậu thích đàn anh đến thế sao nói nhảm Cô ấy chậm rãi nói, vậy cậu thử tiến thêm chút nữa xem, tớ cảm thấy cậu so với Trần Thư Viện hy vọng lớn hơn. Bộ phim tuyên truyền này được quay rất tốt, lúc đó, khi quay còn chưa có cảm giác gì sâu sắc, nhưng nhìn nó hoàn chỉnh xuất hiện trên màn ảnh, mỗi một khung hình đều phù hợp. Các tác phẩm của Lục Xuyên đều có một loại ma lực, trong những lời tự thuật bình thản ấy lại ẩn chứa nhiệt huyết cùng sức mạnh. Hơn 10 phút sau, bộ phim tuyên truyền kết thúc, dưới khán đài thậm chí còn có người lau nước mắt. Hiệu trưởng lên kháng đài phát biểu xong, công chiếu liền kết thúc. Trần Điệp và Hạ Anh đi ra khỏi phòng trưng bày nghệ thuật, vừa đi vừa thảo luận xem buổi trưa đi đâu ăn cơm. Trần Điệp, Lục Xuyên ở phía sau gọi cô. Trần Điệp quay đầu lại, đàn anh, cô dừng một chút, thấy bên cạnh Lục Xuyên còn có một người đàn ông, là đạo diễn vừa nãy ngồi bên cạnh anh ở phòng chiếu, khoảng chừng hơn 50 tuổi, trong số các đạo diễn có thể xem như là một người rất có địa vị, phùng trí. Chào ngài, phùng đạo diễn, cô cúi đầu chào. Phùng Trí cười cười, cô biết tôi, đương nhiên là biết rồi. Lớp chuyên nghiệp của chúng tôi còn muốn diễn kịch bản của ngài, Trần Điệp cười nói. Lục Xuyên, gần đây đạo diễn Phùng chuẩn bị một bộ điện ảnh, tên là Trâm Hoa, đang chọn diễn viên. Vừa rồi nhìn hình tượng của em cảm thấy rất thích, muốn hỏi xem em có hứng thú đi thử vai không? Trần Điệp thụ sủng nhược kinh, cùng Hạ Anh nhìn nhau, đương nhiên có hứng thú rồi, thụ sủng nhược kinh, được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, có điều việc này quá đột ngột, hơn nửa thời gian thử vai là chiều nay phùng trí mỉm cười nói không biết cô có thời gian hay không trần điệp không do dự trả lời có thời gian cuối cùng sau khi nhận lấy danh thiếp của phùng trí lục xuyên lại gửi cho cô một bản tóm tắt cơ bản của bộ phim lục xuyên và phùng trí còn có việc muốn thảo luận sau khi trao đổi liên lạc liền rời đi trước trần điệp kéo hạ anh đi ăn cơm hạ anh gắp thịt viên vào miệng giọng nói mơ hồ không rõ ánh mắt sáng ngời tớ cảm thấy có thể mình sẽ trở thành bạn thân của đại minh tinh nha, còn chưa đi thử vai, bước này cậu nhảy quá nhanh rồi, dù sao chỉ cần thông qua, tớ cảm thấy không có vấn đề gì. Những nữ diễn viên xuất hiện trong các bộ điện ảnh của Phùng Trí có ai mà không được chú ý chứ? Trần Điệp vừa ăn cơm vừa đọc bản giới thiệu tóm tắt kịch bản. Trăm Hoa là một bộ phim cổ trang, nói về tình cảm gia đình, đất nước, đại nghĩa lẫm liệt, đối với diễn viên mà nói là một kịch bản rất được ưa chuộng. Sau khi ăn cơm xong, cô trực tiếp chạy đến địa điểm thử vai, có không ít diễn viên đang chờ ở đây. Trần Điệp lớn lên xinh đẹp kinh diễm, làn da cực trắng, khiến người khác nhìn không được ngắm nhìn cô thêm vài giây. Cô cũng không được xem là người mới chưa từng tiếp xúc với giới này, bởi vì sau khi bức ảnh chân dung trở nên hot trên mạng, cô được không ít chương trình tạp kỹ mời đến, nhưng đều cự tuyệt. Buổi thử vai bắt đầu, tất cả các diễn viên thử vai đều nhận được cùng một đoạn kịch bản. Đạo diễn yêu cầu rất cao, cần phải thực sự xuống nước diễn. Ngoài ra, cũng bởi vì nhân vật của bộ phim này là hình tượng mỹ nhân khuynh thành, nên cần một diễn viên có thể cân được tạo hình trang phục. Lần thử vai này đến phút chốc mới thông báo rằng xuống nước quay phim. Trong số các diễn viên thử vai có không ít người không biết bơi, thậm chí sợ nước, nhất thời mặt đều trắng bệt. Trần Điệp có thể bơi, kỳ nghỉ hè thi đại học xong, Văn Lương dẫn cô đi du lịch nên đã dạy cô. Không biết sạc bao nhiêu nước, cuối cùng cũng học được. Trần Điệp đi thay trang phục do đoàn làm phim cung cấp, sau đó theo sự sắp xếp đi vào thử vai. Hạ Anh chờ ở bên ngoài, đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Trần Điệp đi ra, vì thế cô tới cửa hàng đối diện mua khăn tắm. Lúc trở về, Trần Điệp đã ra, một mình chờ ở bên ngoài. Cô đã thay lại quần áo của mình, chỉ là tóc, cánh tay và cổ vẫn còn ướt. Hạ Anh lập tức chạy tới, cầm khăn tắm cuốn lấy cô. Nơi này không chuẩn bị máy sấy tóc cho các cậu sao, Hạ Anh nhíu mày hỏi. Chuẩn bị rồi, Trần Điệp không nhìn được hắt hơi một cái, nhưng nhiều người quá, dù sao gió thổi cũng khô. Tớ thấy gió thổi cậu đến bị cảm thì có, hạ anh không khách khí, trực tiếp cuốn khăn tắm lên đầu cô, chỉ lộ ra một đôi mắt, cảm giác thử vai thế nào. Trần Điệp nhún vai, khá ổn, vậy thì không thành vấn đề, hạ anh hiểu cô rất rõ. Về phương diện diễn xuất, đúng là Trần Điệp có năng lực và hiểu biết, ở trường luôn được giáo viên khen ngợi. Mỗi lần biểu diễn bài tập lớn cuối kỳ hỏi cô biểu hiện thế nào, cô cũng phản ứng như vậy, kết quả thành tích đều gần như tuyệt đối, không chỉ là hoa khôi học viện, mà còn là một học bá trong truyền thuyết, chẳng qua trong học viện điện ảnh này, có không ít người bắt đầu nhận phim từ năm 2, mặc dù có phim thần tượng trên mạng tìm tới Trần Điệp, nhưng đã bị cô cự tuyệt. Hạ Anh đoán rằng điều này có liên quan tới người bạn trai tính tình không tốt, ham muốn chiếm hữu cực mạnh kia. Hạ Anh dùng khăn tắm lau khô tóc cho Trần Điệp xong, lúc này Trần Điệp bịt mũi hắt hơi một cái. Tớ nói rồi mà cho cậu không cần sấy tóc để ra ngoài bị trúng gió luôn hạ anh tức giận nói trần điệp tự biết mình đuối lý vì thế ngoan ngoãn cúi đầu chịu giáo huấn sau khi nói lời tạm biệt với hạ anh trần điệp trực tiếp trở về biệt thự tây dao tiểu thư đã về dì trương lau tay lên tạp về vui mừng nên đón cô cô ăn cơm trưa chưa, chưa có muốn tôi đi làm chút gì không con ăn qua rồi dì đi nghỉ ngơi đi dì trương trần điệp hít hít mũi cảm thấy không ổn hình như cô thật sự có dấu hiệu bị cảm lạnh phía sau còn rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho tốt nghiệp, Trần Điệp không muốn vào thời điểm then chốt này lại bị bệnh. Cô lập tức lên tầng chuẩn bị ngủ một giấc để toát mồ hôi, chỉ là buổi sáng nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp Văn Lương, không ngờ trong giấc ngủ tiếp tục gặp anh, quả thực là âm hồn không tan. Trần Điệp đến Yển Thành lúc 16 tuổi, vừa mới học xong lớp 10 ở Trấn Nhỏ, sau này trường học cũng là Văn Lương sắp xếp cho cô, khi đó, Văn Lương 22 tuổi, năm hai đại học được đưa đến quân doanh 2 năm, còn phải tiếp tục học xong hai năm còn lại có điều cũng rất ít khi thấy anh đi học văn lương cứ như vậy ngồi trước mặt cô hỏi vẫn muốn đi học chứ vì thế trần điệp liền ngoan ngoãn đi đến trường học mà anh sắp xếp một ngôi trường tư thục tốt nhất yển thành tất cả đều là con cháu nhà giàu học ở đó nhưng lúc ấy đại khái văn lương không ngờ trần thư viện thiên kim giả mạo của trần gia cũng học ở đây trước đó trần điệp đã gặp qua cô ta vì thế nên lập tức nhận ra nhau trần thư viện tự nhiên sẽ không nhắc tới chuyện này mà trần điệp cũng lười nói nhưng trần thư viện vẫn không nhịn được đi khi dễ trần điệp khi đó cô ta là người đứng đầu lớp lôi kéo các cô gái khác cùng nhau cô lập cô làm bẩn ghế và ném sách của cô xuống hồ một buổi chiều tan học trần điệp từ văn phòng trở về lớp học phát hiện áo khoác của mình toàn là dấu chân bên ngoài trời mưa ô của cô cũng bị gãy cô ngồi một mình trong lớp ông lấy ô và khóc cuối cùng không còn cách nào khác khóc xong cô định cầm bộ đồng phục bẩn kia chạy tới ga tàu điện ngầm, không nghĩ vừa xuống lầu thì gặp Văn Lương che ô đi tới. Cô không nghĩ rằng Văn Lương sẽ đến đón cô tan học. Mặc dù cô sống cùng với Văn Lương, nhưng rất ít khi gặp được anh. Bên ngoài đột nhiên nổi gió, mưa xối xả trút xuống, ánh mắt Văn Lương dừng lại trên bộ đồng phục của cô, cất bước đến gần, kéo đồng phục ra, lạnh lùng hỏi, ai làm? Trần Điệp không nói gì. Mẹ nó, tôi đang hỏi em đấy, anh đột nhiên nổi giận, cả người phẫn nộ quần áo do ai làm lần đầu tiên trần điệp tận mắt nhìn thấy bộ dáng tức giận của anh bị anh dọa đến rơi nước mắt nghẹn lời nói trần thư viện cô ta còn làm gì em trần điệp không giấu giếm đem tất cả những chuyện trần thư viện làm từ đầu năm học đến nay nói rõ ràng cho văn lương biết ngay sau đó văn lương dẫn cô trở lại lớp học tự mình dạy cho cô một tiết học gọi là ăn miếng trả miếng sáng sớm hôm sau văn lương dẫn theo trần điệp chặn người ở cổng trường trần thư viện đến muộn cổng trường đã không còn người, Văn Lương cầm gậy chặn trước mặt cô ta. Khi đó, Văn Lương nổi danh trong giới thượng lưu là kẻ điên vô lại, không kiên nể gì, ai cũng không quản được anh. Đã thế khóe lông mày còn có vết sẹo đáng sợ, dù là cha của Trần Thư Viện cũng kiên kỵ anh vài phần, chứ đừng nói đến cô ta. Lúc này, chân cô ta mềm nhũng muốn quỳ xuống, Văn Lương cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói, chỉ có chút bản lĩnh này, lấy đâu ra can đảm dám bắt nạt người con gái của tôi. Trần Điệp đứng ở phía sau anh ngẩn người, người con gái của tôi. Tối hôm qua, Văn Lương đã làm chỗ ngồi của Trần Thư Viện trở thành một mớ hỗn độn, thậm chí còn hơn cách cô ta làm với Trần Điệp, từ từ cảnh cáo xong liền thả cô ta vào trường. Anh ném cây gậy vào đóng cỏ, phủi tay rồi bỏ vào túi, xoay người nhìn Trần Điệp, sau này cô ta lại bắt nạt em thì cứ nói với tôi. Anh nói rất tùy ý, cũng không chút để tâm, khiến mũi Trần Điệp lúc ấy chua xót, nhìn cô lại muốn rơi nước mắt, Văn Lương không kiên nhẫn nhíu mày, khóc quái gì lắm thế có cái gì để khóc đâu trần điệp sợ anh tức giận vội vàng hít vào nhìn xuống không khóc lại sợ như vậy còn chưa đủ học theo văn lương hai tay nhét vào túi nâng cầm lên vẻ mặt khổ sở học theo dáng vẻ kiêu ngạo văn lương cười khẽ một tiếng đồ ngốc về sau trần điệp nghĩ tính tình cô biến thành bây giờ đại khái thật sự là do văn lương từng chút dạy bảo vậy tôi đi vào nhé trần điệp kéo dây đeo cặp sách chỉ vào cổng trường ừm văn lương đáp một tiếng bỗng nhiên gọi cô lại không hiểu sao hỏi một câu tên mụ của em là gì trần điệp sửng sốt cha mẹ nuôi trước kia gọi cô là a linh cái tên này ở thị trấn nhỏ bé của cô rất phổ biến nghe không hay có chút quê mùa nếu nói ra khẳng định văn lương sẽ muốn cười cô trần điệp bỏ chữ a linh linh chữ linh nào văn lương hỏi cô dừng lại thay đổi giọng nói của mình linh trong chim sơn ca linh linh chim sơn ca nghe khá hay văn lương nhướng mày nâng cầm về phía cổng trường đi học đi, Linh Linh. Trần Điệp nhìn anh, trái tim bỗng nhiên đập mạnh một cái. Cô không nói lời tạm biệt, không hiểu sao cảm thấy nặng nề không giải thích được, xoay người chạy vào cổng trường. Chạy thật xa mới dừng lại quay đầu nhìn Văn Lương, anh đã đi rồi. Trần Điệp đứng lại, giơ tay chậm rãi sờ lên lòng ngực mình, ngón tay dùng lực đè xuống, cảm nhận từng nhịp đập dữ dội, giống như lưỡi dao sắc bén hết lần này đến lần khác sắp phá nát xương. Mê mang tỉnh lại từ giấc mơ. Trần Điệp cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Ngủ một giấc không đổ mồ hôi, còn mơ thấy văn lương, hiệu lực này đại khái có thể trực tiếp giày vào cô đến phát sốt. Bên ngoài trời đã tối, Trần Điệp nhìn đồng hồ, 9 giờ rồi, cô ngủ quá lâu, cô ngồi dậy, vốn muốn ngồi lâu thêm một chút, bỗng nhiên thấy buồn nôn, chạy vào phòng tắm nôn gần hết những gì có trong bụng, cả mật cũng sắp nôn ra. Trần Điệp choáng váng, mơ hồ xuất hiện ảo giác, cô với tay lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, gọi điện cho Văn Lương, không bao lâu sau anh bắt máy, "Ừ", thanh âm của Văn Lương truyền đến, âm thanh xung quanh anh rất ồn ào, không biết là ở quán bar hay bữa tiệc nào. Trần Điệp Định nhờ anh trở về mua thuốc giúp cô, nhưng lời nói đến miệng lại đổi thành, "Tối nay anh có về tây giao không?" Văn Lương thờ ơ, "Nói sau đi." Trần Điệp thản nhiên ừ một tiếng, nghe thấy tiếng trêu chọc của anh, trực tiếp cúp điện thoại. Văn Lương ném điện thoại di động trở lại bàn, một đám người bên cạnh nói chuyện chắc không phải tiểu mỹ nhân nhà văn tổng chúng ta thúc giục anh về nhà đấy chứ ha 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 văn tổng cũng là người bị kiểm tra điện thoại cuộc sống này không giống với những người độc thân như chúng ta thật là sao không đưa vị mỹ nhân kia tới bữa tiệc này xung quanh một đám người rất ồn ào văn lương không nghe được gì cẩn thận nghiền ngẫm giọng nói vừa rồi của trần điệp cầm lấy bộ âu phục đứng dậy tôi đi trước ây tiệc còn chưa kết thúc đâu văn lương không quay đầu lại rời đi mọi người cũng quen với việc văn lương không có quy củ không gọi được anh không phải tập đoàn ôn viễn xảy ra chuyện chứ đi vội vậy chắc là về nhà với cô vợ nhỏ rồi một người thảnh thơi nói tôi vừa nhìn thấy văn lương ghi chú cuộc điện thoại kia sự tò mò của mọi người được khơi dậy được lưu là gì linh linh người kia ái mùi nhíu mày hai chữ lặp lại mọi người quả nhiên không nghĩ tới hình tượng văn lương cùng với cái ghi chú thân mật này không liên quan dù chỉ một chút hiện tại đối với vị kim ốc tàn kiều sinh ra kính nể trần điệp cúp điện thoại rồi tiếp tục ngủ chỉ là buổi chiều ngủ lâu như vậy không còn buồn ngủ nữa nhưng đầu óc lại choáng váng mơ hồ muốn ngất xỉu về sau cô căn bản không biết mình đang ngủ hay tỉnh táo cho đến khi cửa phòng ngủ bị kéo ra mơ hồ nghe được một chút tiếng của văn lương trần điệp nghĩ xem ra bây giờ đang ngủ rồi nhưng sao hôm nay văn lương âm hồn bất tán thế muốn quấy nhiễu cô trong mộng một giây sau bả vai cô bị nắm lấy kéo ra khỏi giường trần điệp mê man mở mắt nhìn thấy văn lương tức khắc không phân biệt được là mộng hay thực phòng ngủ không bật đèn ánh trăng chiếu vào mặt anh mờ mịt không rõ văn lương cau mày bị bệnh gọi điện thoại sao không nói cổ họng trần điệp đau nhức nói không nên lời anh đưa thuốc cảm vừa mua ở dưới tầng vào miệng cô trần điệp cúi đầu nhấp một ngụm nhất thời đắng đến mức cả khuôn mặt nhăn lại văn lương nhìn biểu cảm của cô lúc này mới nở nụ cười đặc biệt mua loại không đường trần điệp trừng mắt nhìn anh thật vất vả mới đè vị đắng xuống quay đầu không uống quá đắng giọng cô khàn đến kỳ cục so với ban nãy trong điện thoại còn khàn hơn rất nhiều văn lương khẽ nhíu mày uống xong sẽ tốt thôi sao anh biết tôi bị cảm trần điệp hỏi trong điện thoại tôi còn nghe không ra ư văn lương liếc nhìn cô một cái cổ họng khàn thì đừng nói khó nghe anh đưa cốc kề miệng cô một lần nữa uống hết trần điệp nghiêng đầu tỏ vẻ cự tuyệt văn lương chật chật một tiếng không kiên nhẫn ngửa đầu cho thuốc vào trong miệng mình ấn ót trần điệp rồi đưa thuốc truyền cho cô trên người anh còn có mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt trộn lẫn mùi thuốc cây nồng trần điệp nuốt thuốc xuống ở trên giường không ngừng ho khan chỉ có chút vị đắng này đã chịu không nổi ai dạy em giả tạo như vậy văn lương cười nhạo cô trần điệp ho xong từ mặt đến cổ đều đỏ lên hồi phục hô hấp xong liền muốn mắng người văn lương lau vết thuốc trên khóe miệng cô thấy cô tức giận thì muốn nói gì đó, trực tiếp che miệng cô, ấn trở lại gối, im lặng, đừng lây nhiễm cho tôi, uống thuốc xong, tác dụng của thuốc lần nữa quét sạch cơn mệt mỏi. Trần Điệp nằm xuống tiếp tục ngủ, nghe tiếng văn lương cầm đồ ngủ đi đến phòng ngủ phụ tắm rửa quay về phòng, cô nửa tỉnh nửa mơ, mơ hồ cảm giác được eo mình bị ông ông kéo kéo vào lòng người nọ, trên người văn lương vẫn còn vương mùi thuốc lá sau khi tắm, cơ thể được làm ấm, trở nên quyến luyến, phản phất chút dịu dàng sau đó một đôi tay khô và ấm áp sờ lên trán rồi sờ mặt cô vén sợi tóc qua phía sau tai sáng hôm sau trần điệp tỉnh lại thì đã cảm thấy thoải mái hơn tối hôm qua đổ nhiều mồ hôi nên cô vào phòng tắm tắm rửa xong xuôi liền khoác áo ngủ đi xuống tầng văn lương ngồi trước bàn ăn trên bàn bày đầy tài liệu sống mũi còn đeo cặp kính kính mắt mang đến cho người ta cảm giác hình ảnh của một học sinh xuất sắc chẳng qua ở trên mặt văn lương chỉ có thể đem vẻ độc ác của anh giấu đi một hai phần cả người trở thành lưu manh giả danh tri thức đang viết chữ in hoa giờ này mà vẫn còn ở nhà trần điệp nhướng mày có phần kinh ngạc đi xuống lầu văn lương nghe thấy tiếng động ngước mắt ra hiệu cho dì chu mang nhiệt kế sang đây trần điệp nhận lấy nhiệt kế đè lên lưỡi mấy lần vừa kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống thì bị văn lương nắm lấy cổ tay kéo sang cô ngã vào lòng anh cánh tay theo bản năng choàng qua cổ anh văn lương dễ dàng giữ lấy cô chỉ bằng một tay tay còn lại sờ trán cô có dễ chịu hơn không này bỏ tôi ra, Trần Điệp cắn nhiệt kế nói không rõ, anh không thèm nói chuyện, chỉ khiến cô yên ổn ngồi trên đùi, cầm lấy ngón tay cô chơi đùa. Năm phút sau, Trần Điệp lấy nhiệt kế ra, đã hạ sốt rồi, Văn Lương lấy bát cháo trắng ở bên cạnh, đặt thì vào trong tay cô, hôm nay đừng ăn đồ có nhiều dầu mỡ, như vậy sao tôi ăn được, cô vừa nhấc eo định từ đùi anh đứng dậy, lần nữa bị đè trở lại, Văn Lương ở phía sau cô cười nhẹ, giọng nói của người đàn ông rất trầm, cách lòng ngực truyền tới ông một tí thôi trần điệp quay đầu lại nhìn anh một cái không thể làm gì khác ngoài việc ngồi trên đùi anh ăn cháo dì chu một bên từ phòng bếp cầm hai để đồ ăn sáng đi ra đặt trên bàn ăn thấy tâm trạng của văn lương hôm nay không tồi cười nói nếu cháo nhạt quá thì tiểu thư trộn với cái này ăn đi vốn dĩ dì chu theo văn lương từ biệt thự của anh đến đây dì chăm sóc văn lương từ lúc còn bé đến giờ đã quen nhìn thấy dáng vẻ tức giận của văn lương Bây giờ lại thấy đại thiếu gia ông Trần Tiểu Thư ăn sáng vô cùng thân mật như này thì làm sao không thể xúc động, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Từ trước đến nay gì chưa từng thấy vẻ mặt vui vẻ của thiếu gia. Trần Điệp lên tiếng cảm ơn, múc lấy một thì cháo, đồng thời hỏi, hôm nay anh không đến công ty sao, tí nữa sẽ đi, anh nhàn nhạt lên tiếng, cùng tôi tới công ty không? Trần Điệp liếc anh, anh bị điên à, cự tuyệt từ chối, không đi, để tránh tình huống xấu hổ khi gặp phải người nhà họ Trần, Trần Điệp rất ít khi cùng anh đến nơi công cộng, mà Văn Lương cũng hoàn toàn không thích người khác nhìn cô chầm chầm, vả lại cuộc chiến danh lợi còn có vài thủ đoạn hèn hạ, vì vậy, hầu như không ai biết về hai người họ. Văn Lương tùy theo ý cô, vỗ mông cô, đứng dậy, Trần Điệp đứng dậy, anh đi lên tầng, mặc âu phục, thắt cà vạt lần nữa rồi đi xuống, tôi đi đây. Khi ăn Trần Điệp rất chăm chú, không ngẩng đầu lên, chỉ lên tiếng đáp lại, không biết Văn Lương có nghe thấy hay không, anh đi đến bên cạnh, Trần Điệp ngẩng đầu, chớp chớp mắt hỏi, sao thế, cô đúng là mỹ nhân có khí chất, hơn nữa với dây áo của chiếc váy ngủ màu trắng bạc, làn da trắng nõn càng trở nên nổi bật, bên phải xương quai xanh còn có một dấu răng của anh, đã nhạt đi rất nhiều. Văn Lương nhìn cô, ít hầu dâng lên rồi hạ xuống, đầu lưỡi liếm qua khóe môi cô. Trần Điệp sửng sốt, kề sát mặt nhìn anh, trận to mắt, lông mi gần như chạm vào má anh. Văn Lương lần nữa đứng thẳng dậy, đã lớn rồi mà ăn cháo vẫn còn để dính miệng. Trần Điệp, vậy anh có thể ăn sao? Cô kinh ngạc, cô và Văn Lương ở chung một chỗ đã lâu, ngoại trừ một vài lần, chỉ hôn môi lúc phát sinh thân mật, khỏi phải nói bây giờ còn có dì Chu đang đứng bên cạnh. Trần Điệp liếc nhìn dì Chu, dì ấy cúi đầu rũ mắt, nhưng không giấu được ý cười ở khóe môi. Văn Lương lấy giấy ăn lau miệng rồi rời đi. Trần Điệp ăn sạch bát cháo, dì Chu rất nhanh thu dọn xong, đem bát vào phòng bếp. Trần Điệp quét mắt, cầm lấy chén thuốc còn sót lại, đưa cho dì ấy đem vào trong ôi để tôi để tôi dì chú vội vàng nhận lấy cười hỏi buổi trưa tiểu thư có muốn ăn cơm ở nhà không muốn ăn gì trần điệp không ạ à, buổi trưa con phải ra ngoài một chuyến dì thu dọn phòng bếp một chút rồi nghỉ đi nhé đi tìm thiếu gia sao tôi biết thiếu gia thích ăn gì để tôi làm chút gì đó cho tiểu thư mang đi dì chu cười hiếp mắt nhiệt tình nói thiếu gia thấy tiểu thư mang đến nhất định sẽ rất vui trần điệp vẫn không biết vì sao vì chu từ nãy đến giờ giống như là fan cp của hai người nhưng nói về cô và văn lương bất quá cũng chỉ là cảnh đẹp ý vui với tính cách của anh thì phụ nữ chỉ như sở thích mà thôi không phải trần điệp lúng túng nói còn đến trường một chuyến ồ năm tư rồi mà vẫn còn bận nhiều việc à cũng không có gì trần điệp công môi con đi tìm giáo viên hướng dẫn giáo viên hướng dẫn của trần điệp là một trong những giáo viên giỏi nhất trong học viện điện ảnh đại ngưu đã có không ít diễn viên nổi tiếng ở tuyến một tuyến hai hiện nay đều được bà ấy dạy bảo, kể cả rất nhiều biên kịch, đạo diễn cũng đều gọi bà một tiếng lão sư. Ứng thư xem Trần Điệp là một học sinh vừa yêu vừa ghét, về mặt diễn xuất cực kỳ có tài năng và phong cách, nhưng hết lần này tới lần khác quá mức kiêu ngạo. Trước kia có web drama tìm cô nhưng đều bị từ chối, yêu thích tài năng của cô, nhưng cũng đau lòng khi cô không biết trân trọng tài năng của chính mình. Đến đây, ứng thư ngồi trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn cô, bà ấy hiện giờ đã sáu mươi mấy tuổi, nhưng phong độ nghệ thuật vẫn như xưa vâng lão sư nghe nói hôm qua em đi gặp đạo diễn phùng của bộ phim kia ứng thư hỏi trần điệp hơi dừng lại cô đã biết rồi tôi và phùng trí quen biết đã lâu tối qua còn tìm tôi hỏi thăm em tôi đưa mấy video biểu diễn lúc thi cuối kỳ lần trước của em cho ông ấy xem ứng thư nhấp một ngụm trà xem ra phùng trí cũng rất thích em nét mặt đó khả năng là rất lớn trần điệp nhịn không được bật cười thật vậy sao lừa em làm gì Ứng thư nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười không có chút nào là giả, bà rất thích biểu diễn của cô, nhưng dù sao cũng cảm thấy có chút mơ hồ không chắc, hình như tôi chưa từng hỏi em chuyện này, sao ạ? À? Tại sao trước đây lại chọn ngành biểu diễn? Trần Điệp im lặng, không một tiếng động cũng không có tiếng thở. Tại sao trước kia chọn ngành biểu diễn chứ? Bởi vì văn lương, khi cô còn học trung học, văn lương trong mắt cô cao cao tại thượng, hào quang sáng ngời, không thể nào với tới, nhưng lại nhìn không được muốn vươn tay ra muốn thử xem có cách nào gần anh thêm chút cô cũng muốn tỏa sáng muốn được anh nhìn thấy nhưng bây giờ không phải rồi hiện tại cô chỉ muốn chứng minh tự mình có thể tỏa sáng hoặc còn có chút tâm tư muốn anh nhìn mình với cặp mắt khác xưa bởi vì muốn đứng trước màn ảnh trần điệp nói muốn nghe người ta khen ngợi được người ta yêu mến ứng thư cười gật đầu có ý nghĩ này trong đầu thì không thành vấn đề bà kéo ngăn kéo ra lấy bản sao luận văn tốt nghiệp trước kia đưa cho cô tôi đã gửi bản thảo cho em việc thông báo không thành vấn đề trần điệp cảm ơn lão sư ạ à. từ phòng làm việc của ứng thư đi ra trần điệp gọi hạ anh cùng nhau đi đến nhà ăn ăn trưa vừa đến đã nhận được tin nhắn của văn lương văn lương không ở nhà ăn cơm trần điệp ăn ở trường văn lương đang ốm đừng chạy loạn khi nào về nhà trần điệp chuẩn bị về trần điệp nhét điện thoại vào túi hạ anh đang gọi điện thoại cho bạn trai bạn trai của cô ấy đã nộp đơn vào một trường cao đẳng ở mỹ tháng 10 năm nay sẽ đi nước ngoài. Mấy ngày gần đây còn về quê ở phía nam, hai người nóng lòng nắm bắt hết thảy mọi cơ hội để nói chuyện điện thoại. Trần Điệp ngẫm lại một chút về quan hệ của mình và Văn Lương sau này sẽ thay đổi, dường như cũng không còn giai đoạn mặn nồng yêu đương nữa. Ra khỏi cửa nhà ăn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng huyết sáo xa xa ở trạm gác, sau đó một giọng nam vang lên, Hồ Điệp, biệt danh này chỉ có vài người bạn thân gọi, Trần Điệp vừa nghe tiếng liền biết là ai, cô ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, cậu về nước khi nào thế? Cuối cùng Hà Anh cũng tắt điện thoại, cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Gia Mậu giơ một ngón tay cái, cảm xúc mãnh liệt dâng lên, con trai, Phương Gia Mậu là bạn trung học của Trần Điệp, thi đại học kinh tế tài chính đối diện trường bọn cô, sau này tình cờ hạ Anh và anh quen biết nhau, chẳng qua là năm ba đại học anh trở thành sinh viên trao đổi nước ngoài, Phương Gia Mậu từ cửa sổ xe nhớ lại, vừa mới về hôm qua. Đi chơi không, tôi không đi được, hạ Anh lắc lắc di động, bạn trai tôi sắp đến rồi, tôi đi đón anh ấy đây. Cô ấy nói xong, vừa hỏi han vài câu vừa đánh xe đi ra trạm xe. Phương Gia Mậu nhìn về phía Trần Điệp, cậu thì sao? Anh anh không đi, tôi đi làm gì? Cái đệt, Phương Gia Mậu mắng, tôi cảm thấy cậu thật sự không có lương tâm. Trần Điệp, tiểu gia đặc biệt tới đón cậu, đón tôi. Thực ra có buổi tụ họp lớp trung học, cậu không tham gia nhóm sao? Mập bọn họ bảo tôi đến đón cậu, học lớp trung học tôi đi làm gì? trần điệp không tham gia nhóm trung học là món quà của trần thư viện ban tặng cô ta là chủ nhóm nên người khác mời trần điệp vào nhóm một lần thì sẽ bị kiết ra một lần mấy người có quan hệ tốt với nhau tụ họp không ít công chúa và hoàng tử tiểu gia không có hứng cung phụng bọn họ phương gia mẫu nói hồi trung học mặc dù văn lương đã cảnh cáo trần thư viện sau này không được làm gì trần điệp nhưng mối quan hệ của bạn bè trong lớp với trần điệp vẫn là kết nhóm xa lánh cô mà khi đó phương gia mậu thấy cô rất khó kết bạn anh lượng một vòng không ít bạn học đi qua đều yên lặng nhìn bọn họ nhanh lên hoa khôi nếu cậu còn không lên xe thì tôi cũng bị nhìn chằm chằm trần điệp tôi đang chuẩn bị về nhà phương gia mậu ra vẻ không sao vậy để tôi đưa cậu đi bây giờ sống ở đâu hả trần điệp chần chừ hai giây không muốn nói ra nơi ở trong chớp mắt xoay người lên xe cậu có chắc trần thư viện kia không ngốc chứ phương gia mậu dựng thẳng bốn ngón tay tôi lấy cái đầu đẹp trai của mình ra đảm bảo được phương gia mậu nghiêng đầu đi chứ ừ phương gia mậu khởi động xe mở cổng trường lúc sau thấy trần điệp nở nụ cười cậu vẫn không thay đổi chút nào so với lúc ấy trước đây thời điểm trần điệp vừa mới chuyển đến phương gia mậu có hai ấn tượng về cô xinh đẹp yếu đuối ngay cả khi bị những cô công chúa hư hỏng khác bắt nạt cũng không phản kháng chỉ là không biết từ khi nào gương mặt xinh đẹp nhưng không thú vị gì dần dần trở nên kiêu ngạo vì vậy lúc giận hay lúc cười đều bắt đầu trở thành dư vị còn mãi, giống như bây giờ. Cuộc hẹn của Phương Gia Mậu và bạn học được tổ chức ở một biệt thự mới mở, anh lấy chìa khóa phòng ở bàn lễ tân, cùng Trần Điệp lên thang máy. Ngày hôm qua tôi gặp Trương Bạn, trước đây từng theo đuổi cậu, là cái tên mập chết tiệt đó, nghe nói cậu từ hôm đó đã trở nên thoải mái hơn, vừa là hoa khôi, lại còn nổi tiếng trên mạng, Phương Gia Mậu cười, tôi cũng không rõ việc này lắm, không còn nhiệt huyết từ lâu rồi, Trần Điệp chớp mắt, đó là hai ba năm trước, thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra. Trần Điệp quể oải rũ mắt xuống, mơ màng đi theo phương gia mậu ra ngoài, nhưng anh lại đứng ở trước cửa thang máy không nhúc nhích. Trần Điệp vẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ những gì, mãi cho đến khi phương gia mậu không nhìn được câu mày, xuống trước, lên sau đều không hiểu sao. Cô ngước mắt thấy Văn Lương liền giật mình, mà Văn Lương đã chuyển ánh mắt từ người cô sang phương gia mậu, ánh mắt có chút khinh thường và dễu cợt, hút một hơi thuốc lá, nở nụ cười, đến lượt anh dạy tôi, văn lương ngậm điếu thuốc, vẽ vô lại ngắm vào tận xương cốt, anh chỉ cần đứng trước thang máy thôi đã đủ toát ra tính tàn bạo của bản thân. Nếu không phải còn có một cô gái mặc xà tinh, dáng người mảnh khảnh, yếu ớt đứng bên cạnh thì nhìn anh giống như chỉ cần một giây sau liền xông lên đánh nhau. Đáng tiếc Phương Gia Mậu cũng là một thiếu gia kiêu ngạo, nghe anh nói giống như bị chọc cười, con mẹ nó anh là ai? Tôi văn tổng, cô gái nũng nịu kéo kéo cánh tay anh, dáng thân thể lên, ngài tức giận với người như vậy làm gì trần điệp nghe thấy cảm giác xương cốt đều xóp giòn cả rồi quả nhiên người ta mới là hồ ly tu luyện ngàn năm đạo hạnh của mình vẫn chưa đủ sâu đạo hạnh phẩm chất và tư cách tốt đẹp ở con người từ tận đáy lòng cô vương ra một ngón tay cái cho người ta văn lương nghiêng đầu vô cảm liếc người phụ nữ đang dính người lấy điếu thuốc từ trong miệng ra buông tay chỉ một câu này tức khắc khiến hồ ly kia sợ tới mức vội vàng buông lỏng tay nhếch miệng cười sụp mi thuận mắt mà lùi sang một bên văn lương nhìn về phía trần điệp đi ra phương gia mậu bắt lấy cổ tay cô rất có khí khái anh hùng nói có việc gì thì hướng đến tôi này văn lương nhìn tay hai người ngón trỏ gõ rất tàn thuốc ngưng một giây đột nhiên nổi giận trực tiếp nắm cổ áo anh ta đâm vào vách thang máy vang lên một tiếng phanh lửa giận của anh luôn đột nhiên đến khiến người ta không kịp chuẩn bị thang máy lung lay thật mạnh trần điệp bị dọa đến thét chói tai văn lương Phương Gia Mậu nghe thấy âm thanh của cô, kinh ngạc nhìn cô, Văn Lương nhẹ nhàng nhếch môi, nắm cổ anh vứt qua một bên, kéo Trần Điệp ra khỏi thang máy, tìm một chỗ gần đó nói chuyện, cánh cứng cáp rồi, học được cách lừa gạt tôi, Văn Lương rủ mắt nói, vốn dĩ phải đi về, tình cờ gặp bạn học, Trần Điệp hướng Phương Gia Mậu hất cầm, bạn học cấp 3, khả năng là anh không ấn tượng, Văn Lương chẳng muốn nghe cô giới thiệu, đi về nhà, không, Trần Điệp phản bác ngay lập tức, đầu lưỡi Văn Lương lướt qua răng cấm, lần nữa trở về trạng thái mưa gió, lặp lại lần nữa, tôi nói không, Trần Điệp nhìn bộ dáng cô gái đáng thương phía sau, nhếch môi, xem ra văn tổng còn có việc bận, tôi cũng không quấy rầy nữa, văn lương kéo người vào trong ngực, giơ tay xoa mặt cô, ghen. Trần Điệp vừa muốn phủ nhận, anh đã vân vê vành tai cô, xoa nắng đến cực kỳ mập mờ, hạ cổ xuống, khoảng cách rất sát, hơi thở gần trong gan tất dáng người và tính cách đều kém xa so với em, văn lương căn bản không quan tâm cô gái kia nghe thấy, khàn giọng cười, ghen cái gì, xung quanh còn có hai người đang nhìn, Trần Điệp đẩy anh ra, văn lương chật một tiếng, một tay trực tiếp kẹp chặt cô, cúi đầu cắn môi cô, anh cố ý đấy. Một lát sau, anh mới đứng thẳng người lên lần nữa, kẻ điên trời sinh, nhìn vết son bị hôn trên môi cô, thỏa mãn công môi, anh đưa tay xoa môi, mu bàn tay dính một mảng màu đỏ dày đặc, sau đó dùng ngón trỏ móc vào chiếc túi nhỏ trần điệp đeo trước ngực lấy xong môi bên trong ra bỏ vào túi mình tối nay sẽ trả lại cho em anh mập mờ nói sau đó xoay người rời đi cô gái vội vàng theo sau lại dừng lại quay đầu oán hận trừng mắt nhìn trần điệp chó điên trần điệp nặng nề thở ra giơ tay vuốt tóc dài ra sau đầu nhìn phương gia mậu đang khiếp sợ đứng một bên nhúng vai nở nụ cười người vừa rồi là phương gia mậu hỏi văn lương tổng giám đốc tập đoàn ôn viễn trần điệp nói bạn trai tôi, Phương Gia Mậu càng nhìn càng khiếp sợ, ấp úng một hồi lâu, thật vất vả mới nghẹn ra được một câu, "Hèn gì tôi cứ cảm thấy quen mắt, tôi chưa từng thấy tổng giám đốc Ôn Viễn gì, cấp 3, người giáo huấn Trần Thư Viện là anh ấy?" Phương Gia Mậu bừng tỉnh, ngã người ra sau, "Vậy cậu và anh ta từ khi học cấp 3 đều, không, sau khi tốt nghiệp trung học." Phương Gia Mậu gật đầu, lập tức lấy điếu thuốc ra nhét vào miệng, dùng sức hút vào. Trần Điệp nhìn bộ dạng của anh liền cảm thấy buồn cười muốn chửi thì chửi đi không cần kiềm chế đâu phương gia mậu lập tức nói anh ta con mẹ nó đúng là tên đần trần điệp gật đầu cậu quá hàm súc rồi đây là kẻ điên phương gia mậu thấy cô cũng không để ý lại mắng một trận phòng của bọn họ ở cuối hành lang bên trong có phòng vệ sinh trần điệp đi vào lau khô vết sông môi bị lem lúc ra ngoài phương gia mậu đứng bên tường còn dùng vẻ mặt khó tin sống không còn gì hối tiếc anh tự như được giác ngộ thấy trần điệp đi ra liền hỏi hóa ra cậu thích loại kẻ điên như này. Trần Điệp dừng chân, cuối cùng thản nhiên đáp, đúng, tôi chính là thích kẻ điên như vậy. Trong phòng giống như lời phương gia mậu, đều là mấy người bạn cấp 3, không có những kẻ hay đi chung với Trần Thư Viện. Vừa đẩy cửa bước vào, mọi người đồng thời tồ lên, ây da, hoa khôi của chúng ta cuối cùng đã tới. Bây giờ muốn hẹn cậu cũng khó thật đấy, quả nhiên vẫn là muốn mậu gia tự mình đi đón. Trần Điệp cười cười ngồi xuống. Mọi người rôm rã trò chuyện, Trần Điệp tham gia cũng không nhiệt tình lắm, chỉ khi được hỏi, cô mới nói vài câu. "Đúng rồi Hồ Điệp, sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì? Vào giới giải trí sao?" "Ừ, nếu như có cơ hội sẽ đi đóng phim." Mấy người cười vang, trêu chọc, "Tôi đây phải xin chữ ký cậu sớm một chút, nếu không sau này trở thành đại minh tinh rồi thì cậu càng không có thời gian để gặp bọn tôi." Trần Điệp cũng vui đùa đáp, lập tức ký cho cậu 10 cái. Mọi người trò chuyện một lát rồi bắt đầu đánh bài, Trần Điệp thì không tiếp tục cùng những bạn nữ khác nói chuyện phím. Đến chạng vạn tối, mọi người đều lười đi lại, gọi cơm vào phòng ăn. 8 giờ, Trần Điệp đứng dậy chuẩn bị về nhà, trước tiên là vào toilet. Lúc nãy bị văn lương nháo một trận, song môi cũng bị cướp đi, hại cô không có cách nào trang điểm lại. Trần Điệp rửa tay xong, lúc đi qua một phòng chợt nghe thấy vài tiếng động nhỏ. Cô theo văn lương lâu như vậy, độc hại đã sâu, vừa nghe thấy liền đoán được đại khái bên trong đang làm gì, nhưng vẫn theo bản năng nghiêng đầu nhìn vào cảnh tượng thật khó coi, vài người đang vào một khối. Trần Điệp giật mình, cô vừa định rời đi, Phương Gia Mậu và ba người khác ở sau lưng cô kệ vai sát cánh đi tới, lưu manh huyết sáo, hồ điệp của chúng ta đang nhìn cái gì đấy. Một người trong đó theo hướng cửa phòng nhìn vào trong, lập tức ồ lên, chơi lớn vậy, cũng được nhỉ. Phương Gia Mậu trận mắt trắng, nhàm chán, đi cái gì, xem một chút. Một lần nữa Phương Gia Mậu bị kéo trở lại, lúc lão đảo không quên dùng khuỷu tay khóa cổ Trần Điệp, kéo cô túng trở về. Một đám người trong phòng làm việc này mà ngay cả cửa cũng không khóa, bốn người theo quán tính đụng phải, cũng không biết ai tìm điểm chống đỡ lại và đúng tay cầm cửa. Quanh một tiếng, bốn người đồng loạt ngã vào. Trần Điệp bị siết đến mức thiếu chút nữa ngất đi, lại ngã một phát, đầu ván mắt hoa còn chưa kịp định thần, lại nghe một trận gào thét sau lưng. Cảnh sát đây! Dùng tay ông đầu lại. Lần lượt đứng dậy quay vào tường mau, Trần Điệp, từ sáng sớm hôm nay, tất cả mọi việc đều phát sinh theo hướng kỳ dị. Nửa giờ sau, họ tên, Trần Điệp, giới tính, nữ, ở đó làm gì, đi ngang qua, cảnh sát đối diện nhướng mày, đi ngang qua còn có thể ngã vào trong. Trần Điệp không chút do dự chỉ tay vào Phương Gia Mậu cũng đang làm ghi chép ở một bên, bị cậu ta kéo vào, Phương Gia Mậu cũng mắng, tiếp tục chỉ qua bên cạnh, tên mập này kéo tôi, cảnh sát, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến quá trình mấy người này ngã vào, đương nhiên không nghi ngờ bọn họ và mấy kẻ áo rách quần manh bên trong có quan hệ chỉ là việc này có tính chất đặc thù là như thế này những người vừa rồi các người nhìn thấy đều đang trong tình trạng phê ma túy chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến vụ buôn lậu ma túy đang bị theo dõi gần đây cảnh sát nói các cô cậu còn đang đi học sao tất cả mang căn cước ra đây tôi sẽ liên hệ cho người giám hộ của các cô cậu đầu ngón tay trần điệp dừng lại một chút lấy thẻ căn cước trong túi ra cảnh sát tiếp nhận lại ngẩng đầu nhìn cô, không phải người bản địa, phải, 16 tuổi tới đây đi học, lúc trước Trần gia đưa cô đến Yển Thành, trên đường đều bị văn lương đánh gãy, thành ra quê quán vẫn như cũ. Cha mẹ có ở đây không? Không ở, có bạn bè bảo lãnh không? Cho tôi phương thức liên lạc đi. Trần Điệp Trúc di động ra, lấy số hạ anh đưa cho anh ta, cảnh sát kia vừa muốn ghi chép lại, mấy bàn của cục cảnh sát lại vang lên. Anh ta buông bút tiếp điện thoại, xin chào, đồn cảnh sát Yển Thành đây. Người nọ trong điện thoại không biết nói cái gì, cảnh sát bên này vội vàng đứng lên, dạ dạ, Trần Điệp, là, Điệp, phát âm như vậy sao, có ạ, à. đang ở đồn cảnh sát của chúng tôi đây. Trần Điệp ngẩng đầu, điện thoại của đồn cảnh sát dường như đã có tuổi, hiệu quả cách âm không tốt, cô nghe được giọng Văn Lương. Nửa giờ trước, Văn Lương đi vào văn phòng, cụ Hoàng đang ngồi trên ghế salon, nghe thấy tiếng động liền nhiên đầu lại, sắc mặt nhất thời trở nên giận dữ, Văn Lương. Anh đang làm cái gì đây? ông ta đem một phong thư hung hăng ném lên bàn, văn kiện bên trong rơi ra, thông báo về việc sắp xếp nhân sự. Cù Hoàng với tư cách là nguyên lão sáng lập tập đoàn Ôn Viễn, trong tay nắm 15% cổ phần công ty, đảm nhiệm vị trí giám đốc chi nhánh, vậy mà tên nhãi tranh này thì hay rồi. Trực tiếp thông báo vị cổ đông là hắn đã bị sa thải. Trợ lý theo sau đi vào, đặt hai chén trà lên bàn. Văn Lương ngồi trên ghế salon, bộ dáng lười nhát, cù đổng, uống ngụm nước trước đi. Văn Lương, anh tiếp quản công ty muốn thay máu một trận tôi cũng không có nói thêm gì anh xem tôi là quả hồng mềm sao mặc cù hoàng đỏ lên anh tốt xấu gì cũng phải gọi tôi một tiếng chú vâng chú cù văn lương thuận theo nói hiện tại tôi làm như vậy là đang giúp chú cù hoàng vừa muốn phát cáu sau đó nhìn thấy trợ lý lương đem một phần tài liệu đặt trước mặt hắn quét mắt liếc một vòng ngay lập tức tay chân đều trở nên lạnh cống tham ô công quỷ trộm cắp công vụ số tiền này có thể xử phạt rồi Tôi đã điều tra, những số tiền này của chú Bọc bên trong cổ phiếu không thể lấy ra, chỉ cần tôi trình báo, e là tối nay chú cụ phải ăn cơm trong đồn cảnh sát. Văn Lương lại rút ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, nếu chú cụ có thể ký lên bản văn kiện này, những chuyện này sẽ không có người nào biết, công quỹ bị thiếu hụt tôi sẽ bổ sung thay chú. Văn thị chủ trì tập đoàn Ôn Viễn đã trải qua mấy lần thu mua cỡ lớn dần dần trở nên lớn mạnh, xúc tu duỗi hướng ra nước ngoài trở thành tập đoàn xí nghiệp số một số hai trong nước văn hoài viễn có hai đứa con trai văn lương là con trai trưởng do người vợ đã mất của văn hoài viễn sinh ra về sau lại cùng người vợ mới sinh thêm con trai nhỏ tên là văn kiện đối với gia tộc lớn mà nói việc có mẹ hay không đã quyết định hoàn toàn số phận của hai đứa trẻ văn hoài viễn bị ảnh hưởng bởi chuyện chăn gối mỗi ngày nên xác thực càng yêu quý con trai nhỏ của mình hơn một chút đương nhiên văn lương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người nửa đời bướng bỉnh khó thuần, âm tình bất định, như giả thú hoang dã lớn lên, khi còn trẻ thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện, gây ra không biết bao nhiêu tai họa, tâm tình không ổn định, thành công làm văn hoài viễn đối với anh mất hết kiên nhẫn, dứt khoát đem người ném vào quân đội rèn luyện, vốn tưởng rằng, hai năm sau sẽ biết thu liễm một chút, nhưng ngay buổi tối ngày đầu tiên anh rời doanh trại lại nghe trợ lý báo cáo, đại thiếu gia nhặt được một cô gái lạ ở ven đường, đem về chỗ ở của mình đây là làm cái loại chuyện khốn nạn gì? Văn Hoài Viễn đối với đứa con trai trưởng này thật sự là ngày càng bất mãn, chỉ là ông không chịu được đột nhiên bị bệnh, Văn Kiền còn đang học lớp 9, cổ đông hết lần này tới lần khác ngấp nghé muốn bỏ đá xuống giếng để cướp lấy quyền lực, không có biện pháp đành tạm thời đem quyền lực giao vào tay Văn Lương. Không ngờ, anh ra tay hung ác, ánh mắt vừa độc đáo vừa quyết đoán, mấy lần đầu tư nhằm ổn định tình hình công ty, hai năm sau, lột từng tầng từng lớp của công ty, đổi máu cũ thay máu mới, toàn bộ vị trí quan trọng trong công ty được thay thế bằng những người mới làm việc cho anh, rút củi dưới đáy nồi của cha ruột mình, rút củi dưới đáy nồi, kế sách thứ 27 trong tam thập lục kế. Nôm na là khi tình hình đang nước sôi, lửa bỏng thì phải làm cho dịu đi bằng cách biến to thành nhỏ, nhỏ thành không, rất nhanh. Tin tức Văn Lương lấy được 15% cổ phần công ty từ tay Cù Hoàng Lan truyền nhanh chóng. Mọi người sôi nổi nghị luận văn tổng đây là muốn sáng quyền đoạt vì sao, ngửi được hương vị gió tanh mưa máu rồi, nhưng đối với văn tổng mà nói, nếu hợp tác liên hôn thì công ty này còn không phải của anh ta à, không phải văn tổng đã có bạn gái sao, tin đồn nói là đã ở bên nhau nhiều năm rồi, hả? Lời đồn đó có thật không vậy, A Lê đã từng gặp qua, đại khái là nửa năm trước, buổi tối A Lê quay lại lấy đồ. Nhìn thấy văn tổng của chúng ta ôm cô ấy lên trên bàn làm việc để nói chuyện, chật chật, tuyệt quá chu kỳ thông ngăn mọi người lại nơm nớp lo sợ bước vào văn phòng văn tổng văn lương nâng mắt nhìn trần tiểu thư cô ấy chu kỳ thông âm thầm hít một hơi thật sâu bị đưa đến đồn cảnh sát rồi viên cảnh sát trước mặt trần điệp cúp máy nói bạn trai cô một lát nữa sẽ đến trần điệp nhướng mày một lát nữa cảnh sát dừng lại anh ấy nói hiện tại không đi được sẽ đến muộn một chút trần điệp nhẹ nhàng cười hai tiếng trong lòng tự nhủ vị cảnh sát này quả nhiên là vì dân phục vụ còn băn khoăn đến cảm nhận của cô nữa cô nghe văn lương nói rõ ràng trước cứ tạm giam lại màn đêm bắt đầu chìm xuống thành phố ban đêm dần dần tiến vào thời điểm ồn ào náo động cha mẹ của mấy người khác rất nhanh đã tới hùng hùng hổ hổ ký tên xong xuôi liền mang người đi trần điệp cũng không bị nhốt vào cô ngồi trên ghế điện thoại đã hết pin cô chán đến chết dựa vào một bên tóc dài đen bóng theo chiếc cổ hơi nghiêng của cô mà rủ xuống để cổ trần trắng nõn sáng lên trần điệp bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó khi cô nói với hạ anh là mình muốn chia tay hạ anh còn thuyết phục cô rằng cô ấy cảm thấy bạn trai cô khá tốt không đến mức phải chia tay lúc ấy trần điệp nói cô không muốn vì văn lương mà đánh mất chính mình cô đã thay đổi quá nhiều vì anh rồi văn lương không thích con gái hay khóc cô dần dần không còn hay khóc nữa văn lương thích con gái có cá tính vì thế không biết từ lúc nào cô ngày càng giống anh nhưng lại chỉ có thể hờn dỗi trước mặt anh thế mà văn lương trước mặt cô vẫn là dáng vẻ kia kiêu ngạo lạnh lùng tàn nhẫn vui buồn thất thương lúc vui vẻ sẽ nói những lời dỗ dành khiến trái tim người ta muốn tan chảy nhưng lúc tức giận thì mặc kệ không quan tâm cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy cô làm bộ làm tịch văn lương nhíu mày mắng cô một câu cô cố ý chọc anh tức giận văn lương dứt khoát cho cô thời gian bình tĩnh tuy bên ngoài có rất nhiều người nói rằng văn lương và nàng kiều giấu trong nhà vô cùng ân ái nếu không cũng sẽ không giữ mối quan hệ này nhiều năm như vậy Người đẹp nhiều vô số mà chưa bao giờ thấy anh coi trọng ai khác. Ở trong giới làm ăn kinh doanh hỗn loạn, đây có thể coi như một chuyện tình đẹp, nhưng Trần Điệp biết không phải như vậy, trong mối quan hệ này, Văn Lương quá thản nhiên cũng quá kiêu ngạo. Tùy hứng không phải là tình yêu, điên cuồng mất kiểm soát mới là yêu, một tình yêu thật sự, giống như lúc trước, Trần Điệp như mất trí đêm khuya leo lên giường anh, còn Văn Lương, từ sau câu nói ban đầu đi theo tôi, được Trần Điệp gật đầu đáp ứng kia, chỉ coi trần điệp như đồ vật khiến anh an tâm thoải mái anh có ham muốn chiếm hữu và bảo vệ cô nhưng không liên quan đến tình yêu chỉ là đối với một người điên như anh đồ vật của mình sẽ không muốn bị người khác đụng vào trần điệp dùng sức vùi đầu vào trong cánh tay bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cảnh sát gọi trần điệp cô ngẩng đầu lên vóc người văn lương cao lớn đang cúi người ký tên vào sổ của cảnh sát sau đó anh đứng thẳng người dậy liếc mắt nhìn trần điệp một cái không có biểu cảm gì rồi nhanh chóng đi ra cửa. Trần Điệp xách túi lên đi theo ra ngoài, Văn Lương đang đứng trên bậc thang phía trên, ngậm điếu thuốc giữa môi, tay khép lại châm lửa. Làn khói trắng nhạt bay từ giữa mày anh hướng lên trên như ẩn như hiện, anh thở ra một luồng khói, quay đầu nhìn Trần Điệp. Hàng mi đen nhíu lại, từ trên xuống dưới khép ánh đèn mờ nhạt, đói không, anh nhàn nhạt hỏi. Trần Điệp bỗng thấy chua xót ở mũi, vừa rồi một mình nằm sắp trên bàn suy nghĩ miên man, cô còn muốn bỏ mặt tất cả, lập tức chia tay với anh, nhưng bây giờ lại vì một câu đói không. Tràn ngập hương vị này của anh mà những suy nghĩ đó đã tan thành mây khói, thật không có tiền đồ, cô vô thức gật đầu, ừm, đi ăn cơm tối, anh nói rồi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đi xuống bậc thang. Trên đường đi, hai người đều im lặng. Xe chạy qua một con đường nhỏ, Văn Lương bỗng nhiên mở miệng nói, dừng xe ở đây, Chu Kỳ Thông nhìn xung quanh không thấy nhà hàng nào có thể ăn, chần chừ hỏi lại, nơi này à ừ chu kỳ thông dừng xe bên đường trần điệp xuống xe đánh giá xung quanh một lượt trái tim bỗng nhiên đập mạnh hai cái nơi này văn lương mặc áo sơ mi tay áo sáng tới khuỷu tay trên cổ tay trái có một chiếc đồng hồ tinh xảo vạt áo sơ mi ngay ngắn trong lưng quần thân hình cao lớn vượt trội anh như vậy thật không phù hợp với nhà hàng nhỏ cũ nát kia anh sải bước đi trước vén rèm cửa đi vào trần điệp nhanh chóng theo sau cô thích văn lương đến mức nào ư chính là cái ngày văn lương dẫn cô đi vào đây ngày đầu tiên cô đến thành phố này ngày đầu tiên cô gặp anh lần đầu tiên anh dẫn cô tới đây ăn trong nháy mắt đã khiến cô quên hết những ấm ức phải chịu đựng sao lại đến đây ăn cơm trần điệp ngồi cạnh anh hỏi quên rồi văn lương nhìn cô một cái xem menu lần nữa lần đầu tiên gặp đã đưa em đến đây ăn cơm không quên trần điệp dùng sức mím môi nghiêng người nhìn về phía menu rất nhanh gọi bốn món gọi xong cô cố đè nén nụ cười trên miệng, đây là những món chúng ta ăn lần đó. Nụ cười bị che giấu trên môi nhưng lại hiện lên trong đôi mắt cô, đôi mắt cô rất đẹp, sáng ngời lại rất quyến rũ, lúc này tràn ngập ý cười nên sáng lấp lánh, dù là ở nhà hàng cũ kỹ nhưng như có một tầng ánh sáng bao quanh. Văn Lương nhìn cô thêm một chút, ngọn lửa tức giận kia vì vậy mà biến mất. Anh nhích lại gần, giơ tay nhéo nhéo mặt cô, cô gái nhỏ, anh thông thả nói. Trần Điệp ngẩn ra, Cô không nhớ rõ Văn Lương gọi cô như vậy từ khi nào, chắc là khi cô còn học trung học, đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Trần Điệp leo lên giường anh, quan hệ giữa hai người họ trở nên mập mờ không rõ ràng, Văn Lương không còn gọi cô như vậy nữa. Trần Điệp chớp chớp mắt, ừm, anh lại nhéo nhéo mặt cô, gần đây em rất không thành thật. Trần Điệp nhất thời phản ứng không kịp, đành phải giải thích, không phải đã nói với anh rằng Phương Gia Mậu là bạn cấp 3 của tôi sao, hôm nay có một buổi gặp mặt bạn học cũ, tôi rảnh rỗi không có việc gì nên tới vào đồn cảnh sát là chuyện ngoài ý muốn anh cũng biết mà đối với việc này văn lương chỉ khẽ cười một tiếng không đúng cô khẩn trương thành thật giải thích sự việc với anh làm gì chứ trần điệp nhanh chóng phản ứng lại quay sang chăm chọc anh chính anh cũng ở cạnh người đẹp đó thôi như thế mà gọi là người đẹp à văn lương nhướng mày văn lương thờ ơ nói chỉ tham dự sự kiện thôi là em không muốn đi cùng tôi rất nhanh bà chủ cửa hàng đã bưng bốn đĩa thức ăn còn nóng hổi tới hai mặn một nhạt một canh đây là những món cơm nhà giản dị cách nấu cũng đơn giản trên mặt còn phủ một lớp dầu mỏng bà chủ nhìn trang phục của hai người liền biết rằng đây là người không giàu thì cũng có quyền trong tay sự xuất hiện của họ ở nhà hàng nhỏ này khiến bà không dám chậm trễ sợ đắc tội người ta đây đều là mấy món ăn gia đình tôi tự tay nấu rau xanh là trồng trong vườn phía sau đấy bà chủ lau tay trên tạp về câu nệ nói hai người nếm thử có quen hay không. Văn Lương rút một đôi đũa từ trên giá đưa cho Trần Điệp, nhàn nhạt nói cảm ơn bà chủ. Văn Lương lúc ăn cơm rất yên lặng, không thích nói chuyện. Ngày hôm nay sau khi tham gia sự kiện liền trở về công ty xử lý chuyện của Cù Hoàng, nhìn thì như bất chợt có ý định nhưng thực tế đã chuẩn bị từ lâu, cho nên cơm tối còn chưa ăn, bây giờ thật sự cảm thấy mệt mỏi. Trần Điệp thực ra đã ăn tối rồi, hơn nữa còn là diễn viên chuyên nghiệp 4 năm nên đối với bữa khuya có chút không muốn ăn ăn được mấy miếng đã buông đổ xuống. Bà chủ nhà hàng đi ra ngoài vứt rác trở về, thấy cô không động đũa thì dè dặt hỏi, đồ ăn không hợp khẩu vị của cô sao? Không phải, Trần Điệp xua xua tay, lễ phép cười với bà, là cháu sợ béo, đồ ăn rất ngon ạ. À. Bà chủ ư ư đáp lại rồi ông nhóc con vừa đùa dẫn vừa đi vào bếp, văn lương, vừa nãy ai kêu đói, giờ chỉ ăn có chừng đó. Trần Điệp nghĩ tới vừa rồi mình vì nghe Văn Lương hỏi một câu đói không, thiếu chút nữa đã trao nước mắt liền cảm thấy rất mất mặt, cô vợ như không nghe thấy, cúi đầu mở điện thoại, điện thoại vừa mới mở lên đã bị văn lương lấy đi, anh bắt lấy bàn tay cô, kéo lên đùi mình, ăn cùng tôi, tôi ăn no rồi, vậy thì nhìn tôi ăn, văn lương thản nhiên nói. Trần Điệp cảm thấy trên trán mình dán ba dấu hỏi chấm cùng câu hỏi, anh bị làm sao vậy, có điều nhìn văn lương ăn cơm quả thật rất có cảm giác thèm ăn, anh ăn miếng lớn, có chút không giống những công tử thanh nhã, ăn hết sạch bát cơm, uống thêm hai ngụm canh xong thì đứng dậy ra ngoài trả tiền, ra khỏi quán, đường bên này cấm đổ xe nên Chu Kỳ thông đổ xe ở đường bên kia. Trần Điệp và Văn Lương đứng trước vạch kẻ ngang cho người đi bộ đợi đèn đỏ, đã muộn rồi, xung quanh đây lại không có các điểm vui chơi giải trí cho nên rất yên tĩnh, xe cộ qua lại cũng thưa thớt. Những suy nghĩ nhỏ bé của Trần Điệp dần dần biến mất, cô cúi đầu nhìn bàn tay của Văn Lương bên cạnh rồi sau đó liếc mắt nhìn dây giày trắng của mình bị tuột từ bao giờ. Trần Điệp ngồi xổm xuống, văn lương cúi nhìn. Hôm nay cô mặc quần dinh ngắn, lúc ngồi xuống mép quần co lên lộ ra một mảng da thịt tinh tế trắng nõn, có chút chói mắt. Ánh đèn đường chiếu xuống, giống như một miếng ngọc, anh nhẹ nhàng nhíu mày. Trần Điệp vừa định buộc dây giày thì đã bị nâng bả vai kéo cả người lên. Văn Lương lùi lại vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nâng chân cô lên. Trần Điệp mất trọng tâm, thân mình hơi đảo, ngã về phía sau, ngồi lên băng ghế dài màu xanh. Văn Lương cúi đầu, ngón tay thon dài rất nhanh đã buộc lại dây dậy cho cô. Trái tim Trần Điệp đột nhiên đập thình thịch, chớp chớp mắt. Mắt cá chân vẫn bị anh nắm trong tay, ngón tay anh hơi nóng, còn hơi thô ráp, cô bất chợt muốn thu chân về, lại bị Văn Lương kéo lấy. Anh dương mắt, đáy mắt đen thẳm, vết sẹo nơi khóe mắt càng thêm lạnh thấu xương. Văn Lương, Trần Điệp gọi tên anh dám cùng đám bạn vô tích sự đó của em náo loạn đến mức vào đồn cảnh sát lần nữa thì anh bất chợt nở nụ cười lưu manh cực độ xem ông đây còn đi cứu em hay không văn lương buông chân cô ra xoay người lại trước vạch kẻ sang đường đèn đã chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại lần nữa chuyển đỏ trần điệp chỉ cảm thấy mắt cá chân bị anh chạm đến nóng cả lên trái tim cũng đập vừa nhanh vừa mạnh cô quay lại đứng bên cạnh anh những tình cảm nhỏ bé bị chôn sâu dưới đáy không ngừng trào lên như những bọt khí trong đồ uống có ga Văn Lương, ư, ừ, cô hít sâu một hơi, anh sẽ thích tôi chứ. Một chiếc xe thể thao tiếng động vô cùng lớn chạy vèo qua với tốc độ rất nhanh. Vài sợi tóc của Trần Điệt bị thổi bay lên, câu nói mỏng manh kia cũng theo đó mà bị cuốn bay. Văn Lương không nghe rõ, gì cơ, dũng khí để hỏi câu đó chỉ có một, vô cùng quý giá. Hỏi ra khỏi miệng cô liền tỉnh ngộ, sự kiêu ngạo và lòng tự trọng lại dâng lên, người như Văn Lương thì làm sao hiểu được thích là gì, cô lắc đầu, không có gì. Một tuần sau, Trần Điệp nhận được cuộc gọi thông báo cô đã vượt qua buổi thử vai nữ chính của tác phẩm Trăm Hoa. Lúc nhận được điện thoại thì mặt trời chỉ vừa lên, Trần Điệp mới rời giường vào phòng tắm rửa mặt thì nhận được điện thoại, đối phương vừa nhấc máy là đã thông báo chuyện này. Trần Điệp ngẩn ra mấy phút mới kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì bên kia đã cúp máy. Chính xác, là sự thật đó. Việc thủ vai này, lục xuyên và giáo viên hướng dẫn của cô có nói cô có khả năng rất lớn, nhưng để giành được nhân vật này thì không dễ dàng cô thực sự có chút vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng sau khi ăn mặc đơn giản gồm áo thun cùng quần jean thì cô xuống tầng dì trương vừa mới chuẩn bị cơm trưa bày biện sẵn trên bàn ngẩng đầu thấy cô xuống nói tôi vừa định gọi tiểu thư xuống ăn cơm vâng hôm nay con ngủ quên một tí trần điệp vén mái tóc dài đã được cột cao lộ ra chiếc cổ tinh tế cô ngồi vào bàn ăn dì trương nhìn cô cười nói hôm nay tâm tình tiểu thư có vẻ tốt trần điệp công môi dạ hôm nay thiếu gia còn đặc biệt dặn dò buổi trưa làm nhiều món tiểu thư thích ăn nói là dạo này tiểu thư gậy quá vì trương nói tay cầm đũa của trần điệp hơi khựng lại bây giờ nghe thấy lời như vậy thật không dễ chịu chút nào tự do tự xây dựng sự nghiệp diễn xuất là bước đầu để cô chia tay với văn lương cô đã ký một hợp đồng với văn lương khi kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc loại quan hệ này sẽ kéo dài đến lúc cô tốt nghiệp đại học hiện giờ đã sắp đến rồi trần điệp ăn đơn giản rồi ra cửa không đi xe có tài xế đưa đón mà tự đi đến trạm tàu điện nằm rồi ngồi tàu điện nằm đến gặp nhà sản xuất gia ngu là công ty điện ảnh thành lập đã lâu đời mấy năm gần đây có trong tay không ít tác phẩm gây sốt phòng vé một sinh viên sắp tốt nghiệp có thể nhận được cành ô liu của gia ngu thật không dễ trần điệp hít sâu một hơi đi vào cổng đến trước quầy lễ tân cô đưa danh thiếp ra đối phương nhìn lướt qua rồi tươi cười nói tiểu thư đi theo tôi dựa vào danh thiếp phùng trí đưa cho cô thuận lợi vào công ty nhân viên lễ tân đưa cô đến phòng tổng giám đốc bên trong có một người phụ nữ xinh đẹp khoác bộ tây âu sang trọng là trần điệp sao vâng ạ à, trợ lý bưng hai ly trà vào hiện tại cô đã ký hợp đồng với công ty quản lý nào chưa tổng giám đốc điều hành hỏi cô vẫn chưa khó trách hôm nay cô trực tiếp đến đây trong giới giải trí mà đơn phương độc mã không có quản lý thì rất ít cô ấy uống ngụm trà rồi nói tiếp bất quá chờ lúc bộ phim hoàn thành thì khẳng định cô sẽ nhận được cành ô liu của công ty tổng giám đốc điều hành làm việc rất nhanh gọn không nói nhiều lời vô nghĩa mà trực tiếp đến máy in lấy ra một bản hợp đồng đưa đến trước mặt trần điệp đây là hợp đồng của công ty đối với diễn viên mới cô ấy nói cô nhìn qua một chút xem có hài lòng không trần diệp vâng một tiếng lúc cô còn học năm nhất là thời điểm văn lương bắt đầu xử lý chuyện ở tập đoàn ôn viễn cô ở biệt thự tây giao có nhìn qua dáng vẻ của văn lương lúc xem hợp đồng khi ấy cô rất thích Văn Lương, hoàn toàn là một thiếu nữ ngây thơ mang theo sự sùng bái cùng ái mộ đối với anh, quan hệ ám muội không rõ ràng nhưng cũng làm cô hạnh phúc một cách khó tả. Cô ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, ghé đầu qua xem, Văn Lương túng cổ áo cô kéo ra, em xem không hiểu đâu, có gì mà xem không hiểu, Trần Điệp bất mãn khi bị anh xem thường. Văn Lương khẽ cười, động tác đơn giản ông cô ngồi trên đùi mình, cũng không quan tâm đó là hợp đồng cơ mật của công ty, vậy em nhìn xem hợp đồng này có chỗ nào không hợp lý trần điệp cũng nghiêm túc xem xét một chút lỗi cũng không tìm ra em thấy rất tốt văn lương đuổi cô em qua bên kia chơi đi không đúng à anh khó có lúc kiên nhẫn ông cô giảng giải rõ ràng mấy lỗ hỏng bên trong bản hợp đồng đó cho cô nghe sau đó nói đầu óc như em bị người ta bán còn giúp người ta đến tiền ấy sau đó trần điệp cuốn lấy anh nói muốn học cách xem hợp đồng này đã được vài năm quay lại hiện tại thì cô đã năm tư Sắp tốt nghiệp mất rồi. Khi ấy, Trần Điệp mới 18 đã tự tay viết bản hợp đồng giữa anh và cô bằng những kiến thức vụn vặt mình vừa học được. Những hàng chữ trong đó dường như đang toát lên nét kiêu ngạo của một cô gái 18 tuổi. Văn Lương là người tuyệt đối không thiếu phụ nữ, cho nên một điều khoản Trần Điệp yêu cầu anh và cô duy trì mối quan hệ yêu đương 4 năm kia, trong mắt anh thấy thật buồn cười. Lúc ấy, anh cảm thấy cô chính là thi đại học xong nhàn rỗi nên như trẻ con kiếm việc đùa vui thôi, cũng chỉ mắng cô một câu chỉ biết quậy phá, không nhìn kỹ càng mà chấm bút ký tên, anh không biết, khi ấy Trần Điệp không phải có suy nghĩ muốn lợi dụng anh trải đường sự nghiệp sau này cho cô, mà cô chỉ muốn dùng ý nghĩ trẻ con này để trói buộc anh bên người mình, dù chỉ là 4 năm. Trần Điệp vẫn cứ tưởng, chỉ cần 4 năm là cô có thể khiến Văn Lương thật lòng yêu chính bản thân cô, nhưng anh như một con sói hoang dã, cùng vọng tự đại, ngạo mạn độc tôn, không ai có thể thuần phục, ngược lại, cô càng ngày càng không còn là chính mình nữa văn lương văn lương lại là văn lương trần điệp dùng sức lắc lắc đầu nghiêm túc xem bản hợp đồng bản hợp đồng này cũng không hoàn toàn bình đẳng cho hai bên có điều người ta là công ty danh tiếng điều khoản có nghiêng thì cũng bình thường trần điệp xem xét kỹ lưỡng xác định những bất cập đó trong tầm kiểm soát của mình ý nói phần lợi của bên công ty nhiều hơn của trần điệp vì thế cô đặt bút ký tên vào bản hợp đồng bên kia trong phòng ba tối tăm một người đàn ông đang ngồi vắt chân lên bàn rượu Tay cầm điếu thuốc, khói thuốc dày đặc lượn lờ trong không trung. Mọi người xung quanh đều biết Văn Lương đang khó chịu, cực kỳ khó chịu, cảm giác như trong phút chốc có thể xông lên đánh người. Chỉ có tiêu thức, người có quan hệ thân thiết với Văn Lương một chút thì biết được lý do vì sao tâm tình đại gia lại kém như vậy. Nhắc đến thật đau đầu, Văn Lương với em trai kia Văn Kiện có cùng ngày sinh nhật, buổi chiều vừa nhận được cuộc gọi từ ông cụ bảo anh mời đại gia này đến nhà dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của Văn Kiện vào ngày mai. Nghe xong thật là đắng mồm, không ai dám chọc anh ở thời điểm này cả, đi nói chuyện với Văn Lương bây giờ chẳng khác gì chọc ổ kiến lửa. Trong ba lúc này có mấy vị mỹ nhân, trong số đó có một ánh mắt đang hướng thẳng tắp đánh giá anh, một lát sau thì đứng dậy đi xuyên qua đám người rồi ngồi vào bên cạnh Văn Lương. Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, đúng là nữ hiệp dũng cảm, dám hướng hồng súng mà qua, phó sanh đưa ly rượu về phía Văn Lương, dựa qua, mềm mại nói, Văn Tổng không có tâm trạng uống rượu sao giọng nói mềm ngọt như nước hầm xương khiến ai nghe thấy cũng mát rượi trong lòng văn lương chỉ nhíu mày không kiên nhẫn nhìn sang cô là ai từ trước đến nay tính tình anh vẫn vậy luôn không cho người ta một chút mặt mũi nào phó sanh sửng sốt không ngờ văn lương lại không nhớ rõ cô cắn cắn môi vẫn là bộ dạng nũng nịu mấy ngày hôm trước ở hội nghị internet em đi cùng với ngài văn lương nhớ đến ngày đó trần điệp cùng một tên con trai từ thang máy đi ra còn vào đồn cảnh sát anh nghiêng đầu mặt lạnh đi cả người toát lên vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến hung tàn phó sanh có nghe qua danh tiếng của văn lương nên giờ phút này cũng không dám hé răng nói thêm lời nào nhưng cũng không thể không thừa nhận văn lương là mẫu đàn ông đối với phụ nữ rất có lực hấp dẫn trí mạng anh cuồng giả ngạo mạng toát ra khí thế duyên ngã độc tôn khiến ai nấy đều mộng tưởng cảnh vùi anh dưới chân sẽ kinh diễm đến cỡ nào cho đến khi văn lương đứng dậy đi ra ngoài một người đàn ông bên cạnh hỏi anh đi đâu Văn Lương không quay đầu mà xua xua tay tiếp tục bước đi, Phó Xanh do dự hai giây rồi đi theo sau, Văn Lương từ nhà vệ sinh bước ra, có người phụ nữ đang đứng bên ngoài, trông đã uống khá nhiều, cả người phong tình quyến rũ, ánh mắt ướt ác nhìn anh, Văn Tổng, cô ta nhẹ giọng gọi anh, Văn Lương quét mắt một cái rồi đi ngang qua, hiện tại ngài sẽ về sau, Phó Xanh chú ý tới anh đang cầm theo hộp thuốc lá, để em đưa ngài ra ngoài, cút, quả thật một chút mặt mũi cũng không cho, Phó Xanh nhìn trân trân, không nói được lời nào nhìn văn lương bước ra cửa cô chợt nhớ đến lần đó văn lương kéo tay một người phụ từ trong thang máy ở biệt thự nghĩ anh là loại đàn ông có hứng thú với cô gái không nghe lời mình thế là cô ta to gan chạy lên ông lấy cánh tay văn lương còn chưa kịp nói gì đã bị văn lương hung hăng hất tay ra cô ta ngã đập vào tường anh vừa uống rượu xong nhưng nét mặt lại lạnh lùng có vẻ phong lưu tàn nhẫn bả vai phó sanh bị va đập mạnh vào tường chưa kịp cảm nhận cơn đau đã bị văn lương dùng sức túng tóc anh kéo tóc ép cô ngửa mặt lên nhìn muốn tôi ngủ với cô anh nói chuyện lưu manh hành động thì côn đồ nhưng phó xanh lúc này lại mặt đỏ tim đập càng lúc càng nhanh cổ họng nóng khô nói không nên lời không phải cô nhìn thấy cô ấy sao văn lương nói phó xanh sửng sốt nhớ đến người phụ nữ kia văn lương đã uống khá nhiều ánh mắt hơi mơ màng ngã ngớn đảo qua lại cơ thể cô ta mà tay đang nắm tóc cô ta cũng không thả lỏng chút nào, phó sanh bị anh ép phải ngẩng đầu, cả người cứng đờ. Anh khinh miệt chăm chọc nói, cho nên cô nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ ngủ với cô à. Anh đứng dậy, phủi phủi tay, mắt cũng lười liếc nhìn, cút xa một chút, phó sanh bị lời này kích động đến đỏ mắt. Mỹ nhân xinh đẹp như cô từ trước đến nay chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy từ đàn ông. Cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, cũng không còn hứng thú ở lại đây nữa, định ra bàn sách túi ra về vừa mở cửa ra liền thấy văn lương đang đứng một bên anh còn chưa đi dáng vẻ lười nhác dựa lên tường mắt rủ xuống nghe điện thoại phó sanh nghe được anh hỏi hiện giờ em đang ở đâu thanh âm thả lỏng ẩn chứa chút dịu dàng phó sanh nhịn không được nghiêng khóe mắt nhìn anh nghe được anh thấp giọng cười anh đến đón em giọng cười nhẹ trầm ấm phát ra bộ dáng hoàn toàn khác lúc nãy chọc lòng người không khỏi ngứa ngáy một trận lúc nhận được cuộc gọi của văn lương trần điệp đang ở trong trung tâm thương mại sau khi ký hợp đồng đóng phim hồi chiều, cô nhận được thông báo chuyển khoản, là thù lao diễn trong phim tuyên truyền mừng kỷ niệm 80 năm thành lập trường, số tiền này còn khá lớn. Ngày mai là sinh nhật văn lương, sau khi do dự một hồi, Trần Điệp liền bắt taxi đến trung tâm thương mại chọn quà cho anh. Trước đây sinh nhật cô, Văn Lương cũng sẽ tặng quà, váy hoặc túi sách, vô cùng phù hợp với sở thích của con gái, nhìn kiểu gì cũng không giống anh tự chuẩn bị. Trần Điệp đoán chắc là nhiệm vụ anh giao cho nữ trợ lý mà sinh nhật văn lương, cô cũng đã trả lễ, chỉ là chi phí ăn uống cũng đến từ văn lương, giống như mượn hoa để dân Phật vậy, rất không ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên cô có thể dùng tiền của mình chọn quà cho văn lương. Trần Điệp dạo một vòng mà chưa tìm được món quà hợp ý mình, chợt nghe một đôi trai gái nói chuyện bên cạnh. Cô gái khoát tay chàng trai, thân mật nói, em nghe nói ở tầng 6 có một cửa hàng đồ handmade mới mở, có thể tự tay làm những món quà nhỏ, chúng ta cùng đi đi. Trần Điệp suy nghĩ một chút, im lặng đi theo. Cửa hàng thủ công mỹ nghệ mới khai trương vào đầu tháng này, được bạn bè truyền tai nhau rầm rộ, việc kinh doanh rất ho. Trần Điệp vừa bước vào, nhân viên cửa hàng đã chào hỏi, xin chào, cô muốn chọn quà sao, ừm, um, là tặng cho ai? Cha mẹ, bạn thân hay bạn trai? Đột nhiên Trần Điệp không thể nói anh là bạn trai, lúc đầu cô và Văn Lương cũng rất bối rối, nhưng thật ra, họ chưa bao giờ nói rõ mối quan hệ bạn trai bạn gái, chưa kể hợp đồng cũng sắp hết hạn. Cô khựng lại, "Anh trai, Văn Lương hơn cô 6 tuổi, được anh nuôi dưỡng sau năm hai cao trung, nói là anh trai cũng không sai. Thế à, cô đẹp như vậy nhất định anh ấy cũng là một anh chàng đẹp trai." Cô nhân viên ngọt ngào khen ngợi, "Ở cửa hàng chúng tôi có thể tự làm tượng đất sét, ghép Lego, làm tranh đính đá, đơn giản hơn chút thì có thể làm vòng tay." Sau khi nghe cô ấy giới thiệu, Trần Điệp mới nghiêm túc quan sát một vòng trong cửa hàng, đa số là các cặp tình nhân hoặc các bà mẹ dắt con đi làm đồ thủ công cũng có những cô gái đến một mình như cô chỉ là trên mặt họ đều nở nụ cười thỏa mãn hạnh phúc có lẽ đang muốn âm thầm tạo bất ngờ cho bạn trai nghĩ lại mối quan hệ giữa mình và văn lương trần điệp không khỏi rùng mình suy nghĩ của cô trôi về đêm cô choáng váng bởi hai món mặn một rau và một canh đó còn có cái câu cô không nhịn được mà hỏi ra anh sẽ thích tôi chứ cô trần điệp đáng chết không thể không có cốt khí như vậy nữa tiện nghi cho tên đàn ông chó chết kia Trần Điệp nắm chặt nắm đấm làm công tác tư tưởng, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Văn Lương gọi, cô trượt chân, cứ như bị bắt quả tang tại chỗ, điện thoại cũng suýt nữa thì tuột khỏi tay rơi xuống đất. Alo, cô nghe máy, giọng của Văn Lương nhún mùi rượu, bây giờ em đang ở đâu? Trung tâm thương mại nhất thái, Trần Điệp nhìn xuống, vô thức chọn lựa mẫu vòng tay trên kệ trước mặt, thực sự khá tinh tế. Mua sắm xong chưa? Anh lười biến nói, tôi đến đón em, hả? Trần Điệp sửng sốt một chút, có chuyện gì sao, không có gì. Trần Điệp cảm thấy trạng thái của anh hình như là lạ, chưa kịp nghĩ kỹ thì đầu kia đã cúp máy. Cô cất điện thoại vào túi sách, nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh chớp lấy thời cơ nói, thứ mà cô cầm trên tay là vòng tay dành cho nam có thể làm trong cửa hàng chúng tôi, có hương gỗ thoang thoảng. Rất nhiều cô gái cũng sẽ làm một chuỗi cho bạn trai hoặc anh trai, nếu cô có nhu cầu thì qua bên kia trả phí là có thể tự làm luôn à. Trần Điệp lập tức đặt vòng tay xuống, tôi nghĩ rồi, vâng, anh ấy có vẻ không xứng với vòng tay tôi tự làm. Cuối cùng, Trần Điệp mua một bộ âu phục ở tầng 3, nhãn hiệu này Văn Lương vẫn thường mặc, bộ cô mua là bộ mới nhất trong quý này, cái giá đắt đỏ trực tiếp chém đứt hơn nửa tiền lương của cô, thật sự là đau thịt. Mang theo túi đồ xuống dưới, Trần Điệp đi mua ly nước lạnh. Ly nước lạnh vừa được làm xong liền nhận được liên hoàn gọi đoạt mạng của Văn Lương, đơn giản lưu loát nói một câu, đi ra. Trần Điệp tức giận chỉ muốn trả lại bộ đồ, tính khí này mà xứng nhận quà sinh nhật sao? Nhưng cuối cùng cũng lười chạy lên tầng 3, cầm ly nước lạnh bước ra khỏi trung tâm thương mại, Trần Điệp từ xa đã nhìn thấy Văn Lương đang dựa vào thành xe, miệng ngậm thuốc lá, đến gần hơn một chút đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Trần Điệp trợn mắt, anh lái xe tới đây, em lái thay đi, anh cục mắt xuống, dời tầm mắt từ trên mặt cô sang tay cô, trong tay em là cái gì? Trần Điệp theo bản năng muốn giấu đồ ra sau lưng, tay vừa động lại đưa tới trước mặt anh, tôi mua cho anh văn lương nhướng mày quà sinh nhật văn lương bất động hai giây sau đó cong môi cười dùng ngón trỏ kéo miệng túi liếc mắt nhìn hôm nay không phải sinh nhật tôi tặng trước văn lương cầm lấy túi xoay người bỏ vào trong xe không thể tặng trước đây là quà hôm nay sinh nhật tặng riêng trần điệp nhưng đây là tôi dùng tiền thù lao mua cho anh thứ khác tôi mua không nổi trần điệp tức giận nói anh có biết nói lý hay không thù lao quay phim ừm phim tuyên truyền của trường đó Văn Lương đưa tay lên xoa xoa tóc cô, thông thả nói, có tiền đồ, anh nặng nề hút điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, sau đó thở ra, hất cầm về phía bờ sông trước mặt, đi một lát, Trần Điệp ném túi vào xe, chạy chậm đến bên cạnh Văn Lương. Khi đi ngang qua một sạp táo, Trần Điệp dừng lại, chọn hai quả, dùng điện thoại di động quét mã QR để thanh toán. Văn Lương đứng đằng trước cách cô mấy bước, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, cô cảm ơn người bán hàng rong, từ chối lấy túi, tay cầm hai quả táo chạy tới nhét một quả vào tay văn lương đây quà sinh nhật của anh văn lương dễu cợt trung tâm thương mại nhất thái mới được xây dựng cách đây vài năm vị trí rất tốt cạnh sông mùa hè vào ban đêm gió sông thổi qua rất dễ chịu rất nhiều người xung quanh cũng hay tới đây tản bộ cả trần điệp và văn lương đều có ngoại hình nổi bật dù ở thành phố lớn phồn hoa cũng là tồn tại bắt mắt trên đường đi rất nhiều người quay đầu lại nhìn trần điệp lấy áo lau quả táo rồi cắn một miếng âm thanh giòn tan, nước trái cây ngọt ngào sảng khoái tràn ngập khoang miệng, văn lương lẩm bẩm, nhóc con bẩn thiểu. Trần Điệp không ngại, lại cắn thêm một miếng, hồi bé tôi còn đi hái củ ấu, lấy áo lau một chút là có thể ăn. Chuyện của cô ở trấn nhỏ trước kia, Văn Lương đã rất lâu không nghe thấy cô nhắc tới. Ấn tượng duy nhất của khi đó là ngày nhìn thấy Trần Điệp ở ngoài nhà ga, cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh địa phương đã cũ, một đường bôn ba, quần áo đều bị nhăn nhúm, đôi mắt đặc biệt trong veo, liếc một cái là có thể nhìn thấy đáy mắt, Văn Lương đưa cô về nhà hoàn toàn là ngoài ý muốn, anh thấy đám người nhà họ Trần khó chịu, ban đầu chỉ định đùa giỡn một chút, nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại thật sự gật đầu muốn rời đi cùng anh. Sau khi đưa Trần Điệp về nhà, Văn Lương không dành nhiều thời gian cho cô, phần lớn thời gian anh đều không về biệt thự, bình thường đều là dì Trương chăm sóc cô. Sau đó, Trần Điệp dần sửa cái tật yếu đuối và hèn nhát kia, cũng trổ mã trở nên thanh tú xinh đẹp hơn cho đến đêm kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học của cô văn lương trở về vừa mới tắm xong tắt đèn cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài cô để chân trần bước vào không nói lời nào leo lên giường anh lúc đầu văn lương còn đuổi cô về phòng ngủ nhưng cô gái nhỏ hình như đã hạ quyết tâm cứ ở trên giường của anh không rời thường xuyên qua lại một chút ý tứ cũng trở nên rõ ràng văn lương không phải thánh nhân cũng không chịu bất kỳ sự quản thúc nào chuyện nên xảy ra cũng thuận theo tự nhiên mà xảy ra. Anh trầm thấp cười, đặt tay lên vai cô kéo người về phía mình. Trần Điệp bị anh kéo vai đập vào ngực anh, chớp mũi quanh quẩn mùi rượu bị nhiệt độ cơ thể anh hung nóng, người cũng có chút nóng theo. Ngay sau đó, Văn Lương lười biến dài giọng gọi cô, bảo bối, giọng khàn khàn, trầm thấp, mang đậm hóc mon nam tính. Trần Điệp ngẩng đầu mới phát hiện khóe miệng anh công lên một độ công xấu xa, rất không đứng đắn, còn chưa kịp phản ứng lại nghe anh nói, Hồi đó em thật hăng hái. Sau ba giây, Trần Điệp mới hiểu ẩn ý trong lời nói của anh. Tuy đã đi theo anh bị đầu độc bốn năm, nhưng mặt mày vẫn nóng lên. Đây là tiếng người à. Trần Điệp choáng váng nhất cánh tay đang đặt trên vai cô của anh, mặt không cảm xúc hất ra, bước nhanh mấy bước về phía trước cách xa anh. Văn Lương không đuổi theo, kinh ngạc cười một tiếng, thu lại bàn tay vừa bị vứt bỏ, lẳng lặng đi sau lưng cô. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để tản bộ, bất tri bất giác đã đi được một đoạn loáng thoáng nghe thấy ở trung tâm thể thao bên đường đối diện không ngừng truyền tới tiếng nhạc nhịp trống cùng với tiếng thét chói tai bất tri bất giác vô tình không nhận ra trần điệp nhìn chằm chằm về hướng đó một hồi mới nhớ ra lúc trước hạ anh đã từng nói qua chuyện này với cô hôm nay ở trung tâm thể thao có một buổi hòa nhạc của ban nhạc tróc cô quay đầu nhìn văn lương có buổi hòa nhạc anh nhàn nhạc ừ trần điệp có thể cảm giác được tâm trạng của anh khác thường mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng đại khái có thể đoán nó liên quan đến sinh nhật của anh. Sinh nhật của anh và Văn Kiền diễn ra vào cùng một ngày, tính ngày, năm nay Văn Kiền đã tốt nghiệp trung học, chắc là sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi. Trần Điệp thở dài trong lòng, cảm thấy mình nhất định là hóa thân của Phật sống, đối với tên khốn kiếp này thật sự quá tốt. Được một lúc thì dỗ dành anh, đi xem không, Trần Điệp nhìn anh hỏi, đi đâu, buổi hòa nhạc, Trần Điệp chớp chớp mắt, tôi biết một chỗ có thể xem văn lương không có hứng thú gì nhưng cũng không động đến hứng thú của cô nhấc chân đi cùng cô trần điệp học cao trung ở ngay bên cạnh trung tâm thể thao trước đây khi đi học cô cũng từng đi nghe hòa nhạc tính cách của cô lúc đó so với bây giờ khác nhau một trời một vực tiết tự học buổi tối bị bạn cứng rắn lôi kéo len lén đi nghe hòa nhạc vào cuối tuần trường học đóng cửa một mảnh tối thui trần điệp dẫn văn lương đứng ngoài hàng rào bãi tập của trường từ nơi cao nhất của kháng đài trong sân có thể nhìn thấy màn hình lớn của buổi hòa nhạc bên kia, cô nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó, chỉ cần leo một chút là được, cô nhớ trước kia bên ngoài có một cái trụ đá có thể dẫm lên, sao bây giờ lại không có, thần kỳ là chớp mắt một cái, văn lương đã tung người nhảy lên ung dung vượt qua tường rào. Trần Điệp, cô nhớ ra văn lương đã từng huấn luyện trong quân doanh hai năm, độ cao này đối với anh hẳn là dư sức, cô ngẩng đầu lên, văn lương đang ngồi trên tường rào sau lưng phản chiếu một vần trăng tròn anh cúi người vần trăng tròn trong tầm mắt của trần điệp đã hoàn toàn bị anh che lấp chỉ còn lại một mình văn lương sau đó anh cười khinh thường còn không biết xấu hổ nói em dẫn tôi tới văn lương vươn tay về phía cô nắm lấy cổ tay cô dùng sức kéo cô lên trần điệp giật mình tưởng chỉ mượn lực leo lên thôi không ngờ vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất tay bị kéo đi còn chưa kịp phản ứng đã có cảm giác không trọng lực khi rơi khỏi bức tường cô hét lên không đau, ngã trên người văn lương, anh điên rồi à. Ngã bị thương thì làm sao đây, Trần Điệp đánh anh một chút. Mềm, văn lương lợi ích ý nhiều, có xung quanh tường thường không được dọn dẹp, mùa hè mọc rất cao, rơi xuống cũng rất mềm. Trần Điệp bò dậy khỏi người anh, văn lương ngồi dậy, chăm một điếu thuốc mới ngẩng đầu liếc nhìn cô, thở ra một làn khói, em còn chưa vỡ mật mà. Trần Điệp bị anh làm cho hoảng sợ lại bị mỉa mai, giận mà không thể xả, quay đầu bỏ đi cô thật đúng là ngu ngốc mới đi quản tâm tình anh tốt hay không tốt. Văn Lương ngồi tại chỗ hút thêm vài hơi thuốc rồi mới đứng lên, Trần Điệp đã nhanh nhẹn đi đến chỗ cao nhất của khán đài, ánh sáng màu xanh da trời từ trung tâm thể thao cách đó không xa chiếu lên mặt cô, làn da cô như trở nên trong suốt. Văn Lương bước lên hai bước đứng cạnh cô, quả nhiên có thể nhìn thấy màn hình lớn của buổi hòa nhạc. Trước đây em từng đến đây xem, Văn Lương hỏi. Trần Điệp hừ một tiếng, lười để ý. Văn Lương khó hiểu, câu mày, em lại khó chịu cái gì, tôi tốt bụng dẫn anh đi xem mà anh lại có thái độ này, tôi có thể không tức giận sao, miệng Trần Điệp liến thoáng, liếc mắt, nói xin lỗi, anh khẽ suy, tôi cho em một cái dập đầu, chó má, miệng chó không mọc được ngà voi. Trần Điệp ngoảnh mặt ngồi xuống bật thềm, có thể nghe thấy tiếng nhạc từ cách đó không xa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giờ phút này tôi mới cảm thấy tỉnh táo, một số lời nói đã không cần giữ lại phép thuật ở thế kỷ mới sáng lạng rực rỡ này không còn được chào đón nữa dùng hết tâm tư yêu em nhưng nó giống như một trò hề này tôi phải đi đây cuộc đối thoại của ngày hôm qua không còn quan trọng nữa tôi đã thấy khung cảnh đẹp nhất lời bài hát nhạc và lời văn lương cô đột nhiên lên tiếng mấy ngày trước tôi đi thử vai bộ phim mới của đạo diễn phùng trí trực tiếp có kết quả văn lương quay đầu lại chuyện khi nào không lâu mới ký hợp đồng buổi chiều ông đây không nuôi nổi em trần điệp cau mày anh đừng nói như vậy nữa được không, cô không có từ nào để hình dung, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, hơi nâng cầm, anh đừng xem thường tôi, không có anh tôi vẫn có thể sống tốt, em học được chút ngạo mạn này ở đâu, học từ anh đấy, cô oán thầm. Trần Điệp bị anh nói tức giận không chịu được, đang định nổi bảo thì điện thoại của anh reo lên, Văn Lương nghe máy, nói chưa được mấy câu đã cúp, nhưng Trần Điệp nghe hiểu, có lẽ là báo cáo sơ lược cho anh về hoạt động của trung tâm thể thao đêm nay. Trần Điệp trợn to mắt, ban tổ chức tìm người đầu tư là anh, ừm, Trần Điệp ngay người, vậy tại sao chúng ta phải trèo tường nghe từ xa, chẳng phải có thể thoải mái vào sân sao? Văn Lương ngồi trên bậc thềm, khuỷu tay chống về phía sau, ngoẹo đầu liếc cô một cái, không phải là em dẫn tôi đi à, gió ấm đêm hè nhẹ nhàng thổi tới, vậy thì anh nói anh là nhà đầu tư đi. Chúng ta suýt nữa đã bị ngã, Văn Lương cau mày, bị cô càm ràm đến mức đau đầu, khóe miệng lại nhếch lên, giọng nói như bị gió thổi đi, lãnh đạm uy hiếp, em nói nhảm thì lát nữa tự nhảy ra ngoài, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sáng sớm hôm sau, Trần Điệp bị một cuộc gọi đánh thức, lúc này Văn Lương đang ngủ, cô có thói quen nằm nghiêng người khi ngủ, ngực Văn Lương dán vào sau lưng cô, cánh tay cách lớp chăn bông ông eo cô, hạ anh gọi đến, alo, Trần Điệp ngái ngủ, dường như hạ anh đang làm nũng, hồ điệp, sao thế, Trần Điệp hiếp mắt cười, cậu vẫn còn nhớ tới tớ không phải mấy ngày nay đều ở cùng bạn trai à, Hạ Anh bất ngờ không kịp phòng bị bắt đầu khóc lóc. Trần Điệp ngừng lại, cơn buồn ngủ biến mất, hoàn toàn trở nên tỉnh táo, xảy ra chuyện gì rồi, giọng Hạ Anh nghẹn ngào, hứa chí nhiên đúng là một thằng khốn. Trần Điệp ngồi dậy, cô bật dậy, nệm nảy lên, văn lương nằm bên cạnh cao mày hừ một tiếng, vừa ông eo cô kéo lại. Trần Điệp vỗ mu bàn tay anh, hạ giọng, đừng làm phiền, tôi đang nghe điện thoại. Văn Lương từ từ nhắm mắt như cũ tay cũng dừng lại có vẻ hạ anh không nghe thấy tiếng động bên cô nức nở nói tiếp hôm qua tớ xem điện thoại của anh ta mới biết hứa chí nhiên và phạm yên đã ở bên nhau ba tháng bọn họ còn nhận được thư nhập học từ cùng một trường lượng thông tin như này thật sự hơi lớn hứa chí nhiên là bạn trai sắp đi du học của hạ anh mà cái tên phạm yên này hình như có chút quen tai trần điệp mù mờ chớp mắt phạm yên là cô chưa kịp hỏi hạ anh lập tức nói chính là tiện nhân ở bên cạnh Trần Thư Viện. Trần Điệp nhíu mày, cô không ưa Phạm Yên, vì cô ta là bạn của Trần Thư Viện lúc nào cũng cố ý gây khó cô. Đại hội sinh viên ngày hôm nay tớ không muốn tham dự, Hạ Anh khóc nức nở, đôi cậu nam nữ đó nhất định đến, mất mặt lắm, sao không đi, ở đâu có quy tắc làm tiểu tam lại có thể ngẩng cao đầu như vậy, Trần Điệp vén chăn xuống giường, tớ đi cùng cậu, ngắt điện thoại xong, Trần Điệp vào phòng tắm rửa mặt, vừa thoa lo chuẩn bị trang điểm. Văn Lương đẩy cửa đi vào, giọng anh khàn khàn vẫn chưa tỉnh ngủ, sao thế, bạn trai của bạn tôi ngoại tình, Trần Điệp nói, sáng nay học viện có đại hội dành cho toàn thể sinh viên năm cuối. Văn Lương lờ mờ đáp lại, không thèm để ý đến tình hình, đi đến bên cạnh cô lấy bàn chải đánh răng. Tốc độ của anh rất nhanh, Trần Điệp trang điểm được một nửa thì anh đã rửa mặt xong. Trần Điệp nhìn thời gian, tăng tốc độ, cuối cùng tô một lớp sau môi, thay đồ ngủ bước nhanh xuống tầng. Văn Lương đang ngồi trước bàn ăn sáng, tôi không ăn, phải đến sớm nếu không không kịp mất, Trần Điệp nói. Tí nữa tôi đưa em đi, Văn Lương dương mắt nhìn cô, lại đây ăn sáng. Trần Điệp, tôi thật sự không muốn ăn, trong thời gian quay phim hình tượng vai diễn cần phải giảm cân, Văn Lương, lại đây. Anh không đồng ý, người lái xe nhất định cũng sẽ không đưa cô đến trường, Trần Điệp đứng hình hai giây, không thể làm gì khác, không ăn nhiều. Thấy Văn Lương ăn xong liền bỏ thì xuống lập tức đi theo. Chu Kỳ Thông đã chờ sẵn ở bên ngoài anh không được xem là tài xế mà là một trong những trợ lý của văn lương bình thường buổi sáng không có cuộc họp thì tài xế lái xe không cần chu kỳ thông tự mình chạy xe đến trần điệp tính toán thời gian sáng sớm đã phải chờ đợi công việc này cũng thật mệt chu kỳ thông dừng xe ở phía ngoài nhà đa năng giống phòng thể chất ở trường học nhưng rộng rãi và có nhiều chức năng hơn thường là nơi thi đấu thể thao trần điệp nhìn xung quanh rồi thấy hạ anh hai mắt cô ấy đều sưng đỏ Cô biết rõ quá trình bên nhau của Hạ Anh và Hứa Chí Nhiên, khi xưa Hứa Chí Nhiên theo đuổi Hạ Anh hơn nửa năm, bây giờ quay đầu lại đã cùng nữ sinh khác dây dưa, thật không thể tin nổi, bạc tình bạc nghĩa, cô không khỏi nghiêng đầu nhìn văn lương. Người đàn ông đang nhắm chặt mắt ngủ ngon lành, ấn đường hơi nhíu lại, hiện ra vẻ lạnh nhạt và bất cận nhân tình, tính tình quá dị, hành vi không hợp thường tình người khác, ha ha, trận điệp mở to mắt xem thường, xuống xe, đóng sầm cửa lại cô kéo hạ anh đi vào hội trường từ cửa sau phía dưới là đám người rộn ràng nhốn nháo đông nghiệp toàn bộ sinh viên tốt nghiệp đều đang ở hội trường lớn nhất hàng sau không còn chỗ hai người đứng ở phía trước thật trùng hợp đúng lúc hứa chí nhiên và phạm yên bước lên bậc thang đối diện trần điệp nhàn nhạt liếc nhìn hai người họ không phản ứng gì nhiều ngược lại phạm yên lộ ra vẻ khinh miệt kiêu căng ngạo mạn nâng cầm siết chặt cánh tay hứa chí nhiên khi va vào vai của trần điệp cố tình khịt mũi quả nhiên là tiểu tam còn lấy đó làm điều tự hào trần điệp không tài nào chịu nổi chặn ngang túng lấy cánh tay cô ta đẩy lên bàn chân phạm yên đứng không vững hai tay chật vật tìm nơi chống đỡ một cái tác nhanh chóng giáng xuống một tiếng bóp vang lên cả hội trường ầm ĩ hoàn toàn yên tĩnh không phải vì cái tác của trần điệp mà là bởi vì lúc này viện trưởng đi vào phía sau là một thân hình cao lớn một người đàn ông với dáng vẻ anh tuấn trần điệp ngẩng đầu không khỏi sửng sốt vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh, ánh mắt không tránh khỏi dừng ở trên người cô, sau đó hiểu được tình hình trước mặt, còn có phần hứng thú mà chớp mi mắt. Trần Điệp, sao Văn Lương lại đến học viện? Cô chưa kịp phản ứng, viện trưởng đã quát lên, Trần Điệp. Em đang làm cái gì vậy? Phạm Yên bị choáng váng, chuỗi động tác của Trần Điệp quá nhanh, không có chút cảnh báo nào, chờ viện trưởng lên tiếng trách mắng, hứa chí nhiên mới hồi hồn, anh ta vội vàng đỡ Phạm Yên. Câu mày nhìn về phía Trần Điệp, cậu đánh người làm gì trần điệp cười nhẹ đúng lúc hội trường yên tĩnh cậu đi quá giới hạn làm gì cậu trên mặt hứa chí nhiên không nén được tia tức giận một bên không biết tranh cãi ra sao một bên che chắn cho phạm yên ở phía sau nổi giận với trần điệp đột nhiên anh ta giơ tay lên viện trưởng người đàn ông nãy giờ vẫn đứng ở cạnh viện trưởng cả người tỏa ra vẻ không dễ đụng lên tiếng chỉ hai chữ còn mang theo ý cười cũng đủ khiến người khác cảm nhận được trong đó có cảm giác áp bách hứa chí nhiên không biết phải làm sao bàn tay giơ lên thế nhưng lại không dám đánh tiếp văn lương cười cười trước tiên ngài nên xử lý một chút đi viện trưởng bước đến bên cạnh bọn họ đều sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn còn gây chuyện tôi nghĩ các em không muốn tốt nghiệp nữa phải không ngón trỏ của viện trưởng chỉ vào từng người trần điệp em là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc mà dám đứng trước mọi người ăn hiếp bạn học có phải quá kiêu ngạo không hà anh bên cạnh bắt đầu khóc nức nở vành mắt đỏ chói muốn kiềm chế nhưng không nhịn nổi cổ họng nghẹn ngào giáo sư chuyện này đừng trách trần điệp cô hít hít mũi rũ mắt từng giọt nước mắt rơi thẳng xuống mặt đất là là em và bạn hứa chí nhiên có vấn đề về tình cảm nên mới xảy ra chuyện này đều do khả năng nhìn người của em kém không nhìn ra bạn hứa lén lút để bạn phạm yên mê hoặc khiến bọn em chia tay đã thế còn ở bên phạm yên ba tháng rồi mọi người xung quanh nghe liền hiểu những việc vừa xảy ra bắt đầu bàn tán sôi nổi trên mặt Hứa Chí Nhiên và Phạm Yên không nén được giận, lúc đỏ lúc trắng. Trần Điệp quay đầu lại nhìn mắt Hạ Anh, bỗng nhiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phúc chí tâm linh, khi vận may đến thì người ta linh hoạt không ngoan hơn. Cô hít sâu một hơi cùng Hạ Anh thành cặp chị em đáng thương, "Giáo sư, em cũng không đúng, là tính tình em quá kém, không nhìn được liền động thủ." Trần Điệp sụt sịt mũi, hình như cũng muốn khóc. Xung quanh vang lên tiếng các chị em bên vực kẻ yếu ánh mắt nhìn về phía hứa chí nhiên và phạm yên tràn ngập khinh thường trần điệp cúi đầu tỏ vẻ đáng thương chuyện tình cảm quả thực là ta tình ngư nguyện em và hạ anh bất lực vì cậu ấy ngoại tình nên đánh người em chỉ muốn phạm yên không tỏ vẻ khoe khoang cậu và bạn trai cậu được tạo hóa gây dựng đều xấu những người khác còn lâu mới nghĩ tới chuyện dành người với cậu ban đầu viện trưởng tưởng trần điệp thành tâm xin lỗi sau khi nghe xong mới phát hiện cô căn bản chính là mỉa mai người ta ngay cả hạ anh lúc nãy còn khóc nức nở cũng ở bên làm nền, hơn nữa hiệu quả lộ rõ. Bây giờ tất cả mọi người ở hội trường đang xôn xao chỉ vào hứa chí nhiên và phạm yên bàn tán chê cười, nghe xong mấy câu nói cuối cùng của Trần Điệp thì đều cười phá lên. Ở khoa biểu diễn lăn lê bò lết 4 năm trời, nước mắt của Hồ Ly làm sao có thể tin. Từ nãy đến giờ văn tổng vẫn đứng ở phía sau, nét mặt của viện trưởng không nén nổi cơn giận, giận dữ quát, Trần Điệp, Trần Điệp trút hết sự bất mãn xong, trong lòng dễ chịu không ít dạ em còn nghĩ tới chuyện tốt nghiệp không viện trưởng chỉ vào cô tí nữa đại hội kết thúc thì ở lại gặp tôi đại hội sinh viên khóa này nội dung rất đơn giản đơn giản là báo cáo một chút tình hình về ba khía cạnh của việc đi nước ngoài làm việc cùng với sắp xếp cho lễ tốt nghiệp vào thứ sáu hạ anh trải qua sự việc ban nãy cuối cùng một chút nhớ nhung hứa chí nhiên đều hoàn toàn phai mờ bây giờ buồn nôn như ăn phải rùi vậy khóc không nổi chỉ còn ghê tởm khó mà nghĩ ra vì sao mình lại ở bên anh ta suốt ba năm trời. À, lúc sau hạ anh tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài, cũng may là chúng ta phối hợp ăn ý, không thì mất mặt, cậu có cái gì mà mất mặt, có mất mặt thì cũng là hai người bọn họ, Trần Điệp chậm rãi ông hai má nói, đánh cô ta một cái là quá nhẹ rồi, bỗng nhiên hạ anh nở nụ cười, cậu chính là nữ hoàng trong lòng tớ. Trên khán đài, viện trưởng chiếu xong slide cuối của PowerPoint, bắt đầu giới thiệu người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Tất cả mọi người phía dưới đã chụp không ít ảnh. Trần Điệp quể oải dương mắt, vị này là tổng giám đốc của tập đoàn Ôn Viễn, Văn Lương Tiên Sinh, chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong 5 năm, chủ yếu bồi dưỡng văn hóa sản nghiệp nhân tài, những nhân tài có thể trực tiếp nhận chức vào ngành công nghiệp giải trí trung và cao cấp của tập đoàn Ôn Viễn mới xây dựng, viện trưởng Hạ Con Chuột, phía sau màn hình lớn xuất hiện số di động và email, đây là phương thức liên lạc của Văn Lương Tiên Sinh mọi người có ý định có thể liên lạc, Hạ Anh bị hứa chí nhiên làm buồn bực trong lòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên khán đài, đột nhiên đứng hình. Này này, đây không phải anh chàng đẹp trai lần trước chúng ta thấy ở quán ba sao, Hạ Anh mở to mắt, lại nhìn về phía màn hình, đẹp trai thế mà đưa thông tin liên lạc, không chừng sẽ bị quấy rầy mất, bây giờ cô một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, lẩm bẩm nói, cũng không biết đã có bạn gái hay chưa. Nếu như gặp phải Phạm Yên 2.0 thì chẳng phải quá thiệt sợi dây thừng không có khả năng làm hại con người nhưng vì nó giống rắn giống sự ám ảnh của bản thân bản thân sợ rằng một ngày nào đó sợi dây thừng giống con rắn kia sẽ quay lại cắn mình trần điệp buồn cười nói phương thức liên lạc này không phải của anh ta có thể là của trợ lý hả trần điệp liếm môi dưới đoán mò ra vậy hà anh gật gật đầu tập đoàn lớn như thế nhất định có nhân sự phụ trách chuyên môn chẳng mấy chốc đại hội sinh viên khóa này đã kết thúc mọi người sớm đã không còn kiên nhẫn lắng nghe ào ào đứng dậy rời đi bây giờ cậu tính sao hả hồ điệp viện trưởng nhất định sẽ giáo huấn cậu hạ anh nhíu mày hỏi không vấn đề gì cũng không phải lần đầu bị giáo huấn trần điệp cười cười với cô ấy không phải cậu còn có việc à về trước đi nhé cô nói xong liền mở điện thoại đi xuống cầu thang tiến đến phía trước mọi người rời đi nhanh chóng hội trường rộng rãi chỉ còn lại một mình sinh viên trần điệp cô đi đến trước mặt viện trưởng đứng yên trước tiên viện trưởng trừng cô một cái sau đó chuyển hướng sang văn lương văn tổng ngài về thế nào không vội tôi đang chờ người văn lương thản nhiên nói viện trưởng hỏi một chút chờ người ở trường chúng tôi ư trần điệp lén nhìn trộm vâng văn lương nâng cầm hướng về phía cô viện trưởng không cần để ý đến tôi ý là có thể bắt đầu giáo huấn rồi trần điệp viện trưởng đẩy mắt bắt đầu dạy dỗ trần điệp tôi biết chuyện này là do đạo đức hai nam nữ sinh đó có vấn đề nhưng đây không phải là lý do để em đánh người dạ hơn nữa còn ở trước mặt mọi người thậm chí là làm trò trước mặt văn tổng em sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của học viện viện trưởng vỗ bàn em nói em xem lúc đầu nhận sai thì tốt rồi em còn cố tình giả bộ ủy khuất chăm chọc người ta bên cạnh văn lương thả lỏng dựa vào ghế cong môi khẽ cười một tiếng nháy mắt viện trưởng đã cảm thấy mất hết mặt mũi khó hợp tác xây dựng trường học doanh nghiệp ngày đầu tiên tổng giám đốc đến đã gặp cảnh học sinh đánh nhau thật đáng xấu hổ em có biết xấu hổ không trần điệp trần điệp biết muốn nhanh chóng kết thúc thì phải nghe theo lời giáo huấn vì thế ngoan ngoãn trả lời xấu hổ ạ à, em rất hối hận cơn giận của viện trưởng cũng giảm bớt đến đây xin lỗi văn tổng trước đã trần điệp tại sao ạ à, bởi vì em phá hủy hình tượng của học viện chúng ta trần điệp nâng mắt nhìn về phía văn lương ánh mắt người đàn ông như đang đùa cợt nhìn một lượt từ chân đến mặt cô sau đó chậm rãi chớp mắt bắt gặp ánh mắt của cô anh cũng không có ý định cùng cô nói chuyện trong mắt trần điệp hiện ra hai chữ rõ ràng cứu tôi trần điệp nhìn anh hít một hơi thật sâu văn tổng văn lương khẽ nhướng mày chậm rãi ừ trần điệp đè nén xúc động muốn trợn trắng mắt bình tĩnh nói đánh người ở trường học là tôi không đúng làm anh chê cười rồi không cần xin lỗi tôi quả thật là cậu nam sinh kia không đúng văn lương đứng lên vậy sao anh không nói sớm cô đã nói xong lời xin lỗi anh còn nói câu vuốt mông ngựa đây là hành vi nghệ thuật gì đây? Văn Lương nghiêng người về phía trước đồng thời giơ tay lên. Trần Điệp không khỏi mở to hai mắt, theo bản năng lùi về phía sau một bước, anh nhẹ nhàng nâng tay đặt lên vai cô, nhưng rất nhanh thu hồi, kẹp một sợi tóc màu đen, ngón tay hơi lạnh nhẹ sượt qua gò má cô. Anh làm động tác này quá tự nhiên, giống sự quan tâm của trưởng bối có kinh nghiệm xã hội đối với vãn bối còn đang ở trường học. Viện trưởng khoát khoát tay bảo, được rồi, Trần Điệp. Em ra ngoài trước đi, sau này muốn làm diễn viên phải học cách khống chế cảm xúc, em đã hiểu, cảm ơn viện trưởng. Trần Điệp nói xong liền xoay người đi ra khỏi giảng đường, đại hội đã kết thúc được một thời gian, toàn bộ nhà đa năng không còn ai. Vừa nãy trong lúc Văn Lương xoay người thì thấp giọng nói một câu bên tai cô, ở bên ngoài chờ tôi một lát, Trần Điệp trợn mắt, chờ cái rắm. Một giây cô cũng không ở lại, đi thẳng ra khỏi nhà đa năng, Chu Kỳ Thông đang đứng bên cạnh xe, vừa thấy cô đi liền gọi lại, Trần Tiểu Thư trần điệp dừng bước mặt trời bên ngoài rất chói chang cô hiếp mắt mày liễu nhíu lại nhìn qua có chuyện gì chu kỳ thông đưa cô tài liệu trong tay cái này dành cho cô lát nữa văn lương sẽ ra anh tự mình đưa cho anh ấy đi tôi còn có việc đây là văn tổng bảo tôi giao cho cô chu kỳ thông bình tĩnh giải thích liên quan tới việc hứa chí nhiên làm giả ga cùng với việc môn học bị treo trần điệp sửng sốt chậm rãi chớp chớp mắt nhận lấy tài liệu từ trong tay anh ta mở dây buộc ra bên trong có ba tờ giấy A4 gọn gàng ngay ngắn, ghi chép rõ ràng ga của hứa chí nhiên trong 4 năm đại học, ở thành tích hệ thống sinh viên đột nhiên tăng lên 80 thứ hạng, thậm chí còn có hai môn học chuyên ngành quan trọng bắt buộc bị treo lại, nhưng ở phía sau lại tự động biến thành trạng thái ưu tú. Cô há miệng thở mạnh, văn lương cho người đi tra cái này khi nào, giao tin nửa giờ trước, trên tờ giấy cuối cùng thậm chí còn ghi rõ ràng mật mã khiến người ta hoa cả mắt. Là địa chỉ ít đứng phía sau chỉnh sửa thành tích và cách thức cụ thể sao anh tra ra được những thứ này chu kỳ thông khiêm tốn nói tôi là thạc sĩ khoa học máy tính vừa hay có chút chuyên môn về công nghệ trần điệp đang cúi đầu nhìn kỹ văn lương đi tới lười biến ông ngang eo cô thấp giọng chỉ có lấy chút đồ ra mới có thể ngoan ngoãn chờ tôi cô hỏi anh tra làm gì văn lương kéo cô vào trong xe ngồi vào theo rồi đóng cửa xe lại em đánh nó thì có ích lợi gì phơi bày những thứ này ra đủ để nó không thể tốt nghiệp cũng không thể xuất ngoại được giọng văn lương rất nhạt nhắm mắt lại dưỡng thần trần điệp cẩn thận xem qua trong đó việc đứng sau chỉnh sửa kết quả thành tích hẳn là không phải việc một sinh viên như hứa chí nhiên có thể làm được ai giúp cậu ta sửa cô hỏi chu kỳ thông lái xe ra khỏi học viện kiểm tra ai đi người dùng là giáo viên trực tiếp của học viện trần điệp chụp ba tấm ảnh gửi cho hà anh hỏi cô dự định làm thế nào hà anh không lập tức trả lời trần điệp cất điện thoại di động nghiêng đầu nhìn văn lương một cái tính tình văn lương khá kiêu ngạo và ác liệt làm việc có phần tàn nhẫn nhưng anh căn bản không thèm để hứa chí nhiên vào mắt bây giờ tự dưng tốn công tốn sức đi điều tra chuyện này thật không giống tác phong của anh trần điệp chợt nhớ tới vừa rồi ở giảng đường hứa chí nhiên xông lên muốn đánh cô thì bị văn lương lên tiếng cắt ngang là vì điều này sao cô từ nhỏ đã có một thói quen xấu đó là thích cắn ngón tay buộc một tiếng không biết văn lương đã mở mắt từ khi nào vỗ vào cổ tay cô ầm cúi mang theo giọng mũi có chút không kiên nhẫn nói đừng cắn trần điệp biểu môi cô hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ vừa rồi chu kỳ thông lái xe vào bãi đổ xe dưới tầng hầm của tập đoàn ôn viễn đến công ty làm gì trần điệp nghiêng đầu hỏi hôm nay là sinh nhật văn lương vốn dĩ cô tưởng rằng sau khi đưa cô về biệt thự tây giao văn lương sẽ về nhà chính của văn gia ừm có một số việc phải xử lý trần điệp đi theo anh sáu năm số lần đến đây chỉ đến trên một bàn tay. Hôm nay là thứ ba, gần giờ ăn trưa, nhân viên trong tập đoàn vẫn đang bận rộn, Trần Điệp đi theo văn lương vào thang máy, trong lúc lên tầng cao nhất còn dừng lại vài lần. Mỗi người đều gật đầu chào văn tổng, sau đó ánh mắt thăm dò chuyển đến Trần Điệp bên cạnh văn lương. Văn lương nghiêng đầu hỏi, trưa nay ăn gì? Trần Điệp gần như trong nháy mắt cảm nhận được lỗ tai của mấy người xung quanh lập tức dựng thẳng lên nghe ngóng, cô chậm rãi đáp, gì cũng được, tôi có một cuộc họp, em tự mình ăn gì đó, hoặc gọi người đi mua. Trần Điệp gật đầu. Nghĩ thầm anh có cuộc họp thật đúng lúc, cô có thể an tâm không ăn mà giảm cân. Tin đồn về việc văn tổng mang theo một cô gái đến công ty rồi còn hết lòng quan tâm đến vấn đề cơm trưa lập tức lan truyền khắp nơi. Buổi trưa trong can tên công ty, mọi người đều bàn tán chuyện này. Cô tin không, văn tổng vậy mà cũng quan tâm người khác đấy, có điều cô gái kia cũng được lắm, nhìn rất xứng đôi với văn tổng nhé tôi ở trong thang máy cùng bọn họ đã được tận mắt thấy khí chất đó tự cảm thấy chính mình không xứng đáng làm người nói nhảm có thể làm văn tổng coi trọng thì sao có thể là người bình thường được mà cô gái đó là ai nhỉ chẳng lẽ là vị kim ốc tàn kiều trong truyền thuyết kia của văn tổng sao đáng tiếc chỉ có mỗi a lê từng gặp qua vị kiều chưa từng xuất hiện kia cũng không biết có phải người hôm nay không nếu thật sự là cùng một người thì cô ấy cũng quá lợi hại đi nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên cạnh văn tổng nếu tôi là Văn tổng cũng bị sướng chết mất, vóc dáng kia làn da kia thật không gì sánh được. Trần Điệp không biết sự ngưỡng mộ của mọi người trong công ty đối với cô, chỉ biết Văn Lương từ lúc đến công ty là không hề thấy bóng người. Cô ở một mình trong văn phòng của Văn Lương không có việc gì làm. Đói bụng nhưng hết lần này đến lần khác đều phải nhịn để giảm cân. Hạ Anh đã trả lời tin nhắn của cô. Cô ấy chính là người dám yêu dám hận, buổi sáng còn vì bị hứa chí nhiên phản bội mà khóc lóc sau khi đại hội kết thúc đã hoàn toàn mất hết tình cảm, cho dù có cũng biến thành hận, đương nhiên phải khiến anh ta không thể tốt nghiệp, tớ thật sự là mù mắt mới đi coi trọng cái tên cặn bã từ đầu đến chân ấy, mẹ nó, để cho Phạm Yên một mình đi nước ngoài xem có chịu đựng được tình yêu xuyên biên giới không. Về việc làm thế nào để tung ra tin tức hứa chí nhiên giả mạo thành tích thì rất đơn giản. Trần Điệp ở học viện có danh xưng Hoa Khôi nên nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người buổi sáng ra mặt ở trước toàn thể học sinh trong trường đánh người, hiện giờ trang thông tin của trường đã sớm nổi lên vô số tin đồn. Trần Điệp đăng bài viết mới gồm 3 tờ A4 kia. Rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người, tôi đệt, đây là thứ gì vậy, hẳn là dưa siêu lớn nha, hứa chí nhiên thật là mẹ nó giỏi, ngoại tình cùng Phạm Yên còn dám giả mạo thành tích, chủ cột là thần thánh phương nào thế? Từ đâu mà lấy được chứng cứ kẻ đứng sau chỉnh sửa thành tích của hứa chí nhiên từ mấy năm trước? rất có thể là người cố chấp theo đuổi nào đó của hoa khôi trường mình, lúc ấy ở trong giảng đường hứa chí nhiên suýt chút nữa thì tác hoa khôi, có lẽ là vì tình yêu báo thù đó, đệt, quá là sung sướng đi. Buổi sáng đánh cậu nữ xong, buổi chiều giết chết cậu nam. Ai thấy phải nói một câu hoa khôi của trường thật trâu bò. Nếu đây là sự thật, hiện tại hứa chí nhiên đứng thứ sáu trong khoa, chiếm suất cuối cùng, bạn cùng phòng của tôi đứng thứ bảy, vì anh ta không cách nào bảo vệ nghiên cứu sinh, lại vì áp lực quá lớn của thiên nhiên cứu sinh cũng không thành công nên hiện tại như đang chuẩn bị cho thế chiến thứ hai. Này mẹ nó dựa vào cái gì chứ? Tôi là bạn cùng lớp của hứa chí nhiên, tôi còn thấy kỳ quái tại sao ga của cậu ta lại bỗng nhiên cao như vậy. Rõ ràng nhớ cậu ta còn có một môn học bị treo, chuyện này trường học không đưa ra một câu trả lời thuyết phục thật không được. Phải cẩn thận điều tra, nói không chừng mọi thứ cũng không phải tự cậu ta làm, phải hủy bỏ bằng cấp, hủy bỏ bằng cấp một chuyện này rất nhanh đã trở thành chủ đề nóng bỏng để bàn tán còn có người vì chuyện này mà mở riêng một tô đối với chuyện ngoại tình mọi người vốn chỉ khinh thường hiện tại lại có việc giả mạo kết quả học tập mọi người khó có được khi đồng tâm hiệp lực có người gửi tin nhắn lan truyền ra khắp vòng bạn bè có người gửi email cho giáo viên gửi thư cho viện trưởng chờ đến khi chạng vạn văn lương mới kết thúc cuộc họp trở về văn phòng hứa chí nhiên đã bị tung ra rất nhiều hành vi xấu xa dưới áp lực của dư luận nhà trường lập tức ra mặt nói sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc tâm trạng trần điệp cực kỳ tốt ngay cả khi nhìn thấy văn lương cũng vô cùng thoải mái anh ăn cơm không trần điệp hỏi anh ăn văn lương kéo cà vạt ra dây dây huyệt thái dương đúng rồi trần điệp vui vẻ chia sẻ với anh chuyện hứa chí nhiên làm giả ga náo loạn rất lớn có thể sẽ thật sự không tốt nghiệp được văn lương ngước mắt nhìn cô một cái cô gái nhỏ một tay nâng má một tay cầm điện thoại di động ngón cái trượt trên màn hình nụ cười có chút vui sướng khi người gặp họa mắt hồ ly xinh đẹp đuôi mắt dài hẹp quyến rũ văn lương không hiểu sao cũng cười nó dám giơ tay trước mặt em không tốt nghiệp được còn quá nhẹ tay trần điệp trượt trên màn hình điện thoại chợt dừng lại ngẩng đầu nhìn anh nhưng văn lương đã cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện ba ngày sau sự kiện này đã lan rộng trong giới học thuật nhà trường vì loại bỏ ảnh hưởng của sự việc đã nhanh chóng ra thông báo xử phạt không chỉ hủy bỏ bằng cấp mà còn xử lý việc cho hứa chí nhiên thôi học còn vị phó giáo sư đã cấu thành tội nhận hối lộ lạm dụng quyền lợi cá nhân thì bị cách chức và chuyển về cho bộ giáo dục xử lý ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được offer trước đó xin được cũng theo đó mà mất hiệu lực mấy ngày nay hứa chí nhiên và phạm yên trở thành đề tài thường ngày của mọi người trong trường ngày đó tại đại hội sinh viên phạm yên còn vênh váo tự đắc bây giờ nghe nói ngay cả học viện cũng không dám đến việc này còn bị ba mẹ cô ta biết được bị dạy dỗ một trận lập tức chia tay hứa chí nhiên vượt qua chuyện bị bạn trai cũ cắm sừng vết thương trong lòng hạ anh cũng biến mất không còn vết tích không có tình yêu cũng không có hận chỉ có trào phúng và hả hê khi người khác gặp họa từ sau khi trần điệp ký hợp đồng quay bộ phim trăm hoa liền không có tin tức gì nữa mà cô cũng không phải là người có tính cách quá nhiệt tình nếu người khác không chủ động tìm đến cô cũng sẽ không liên lạc sáng nay lần đầu tiên nhân viên đoàn làm phim liên lạc với cô nói là trùng hợp nằm chính tề thừa của Trâm Hoa cũng đang ở Yển Thành. Nhân dịp này tổ phim chính thức mở một buổi hội thảo kịch bản, tề thừa tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ, thần tượng phái thực lực, diện mạo thanh tú nội liễm, lượng phan đông đảo. Trần Điệp vừa đến hội thảo thì tình cờ gặp anh ta. Đương nhiên tề thừa sớm biết nữ chính là ai, nhìn gương mặt mới như cô lập tức nhận ra, cười gật đầu chào hỏi. Trần Điệp lễ phép gật đầu, xin chào tiền bối tề, tề thừa cười rộ lên như ánh mặt trời, gọi tên tôi là được rồi tại hội thảo phó đạo diễn và biên kịch đều có mặt bạn học trần điệp mang theo hào quang gia nhập nghe bọn họ nói qua hình thức hội thảo nên cũng không quá xa lạ đạo diễn nói khái quát về các đặc điểm của từng nhân vật các xung đột nút thắt trong toàn bộ bộ phim và sắp xếp cho các cảnh quay sắp tới hội thảo nghiên cứu kết thúc trần điệp đi theo đám người ra ngoài cô đứng ở ngã tư ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu loan lỗ trên mặt cô cô đứng trong ánh mặt trời ấm áp duỗi thắt lưng lấy điện thoại ra xem, thời gian còn sớm, không vội trở về, đèn xanh dành cho người đi bộ ở đối diện sáng lên, cô bước vào quán cà phê đối diện. Một ly latte, cảm ơn, Trần Điệp đứng trước quầy phục vụ nói, cô nhận lấy phiếu nhỏ, tìm chỗ ngồi xuống rồi nhìn ra cửa sổ một cách vô định. Một chiếc Porsche vừa vặn dừng ở cửa, Trần Thư Viện xuống xe, cùng đi với cô ta là một người phụ nữ chừng 40 tuổi, bà được chăm sóc rất tốt, làn da sáng bóng dưới ánh mặt trời, hầu như không tìm thấy một nếp nhăn, mặc một bộ đồ màu be giản dị và váy mỏng, đi một đôi giày cao gót màu đen, tay sách túi hên, hai người cười rất vui vẻ. Trần Thư Viện đang khoát tay người phụ nữ làm nũng, lông mi Trần Điệp khẽ trung động, cô thu hồi tầm mắt rất nhanh, người phụ nữ đó là mẹ của Trần Thư Viện, cũng coi như là mẹ ruột của cô. Trần Thư Viện lắc lắc cánh tay Lâm Thuyên, an tâm thoải mái làm nũng, chẳng phải là con sắp tốt nghiệp sao, vì thế tháng trước con đã mua rất nhiều quần áo, dùng hết hạn mức mà ba cho mất rồi. Lâm Thuyên véo mũi cô ta, con cũng đừng tìm cớ, con tốt nghiệp cũng không có việc làm, sao lại cần mua quần áo, hơn nữa, quần áo của con còn ít à, ui, Trần Thư Viện mất hứng nhíu mày, mẹ, được rồi, được rồi, tổ tông, Lâm Thuyên rút thẻ từ ví tiền ra đưa cho cô ta, tính tình này, không thuận theo con thì con liền nháo, giống như khi còn bé vậy, Trần Thư Viện nhận lấy thẻ, lập tức vui vẻ, ông lâm thuyên một cái mẹ là tốt nhất hai người hẹn nhau đến thẩm mỹ viện lâm thuyên hất cầm về phía quán cà phê trước tiên đi mua một ly uống đi trần thư viện gật đầu bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trần điệp bước chân trần thư viện chậm lại không muốn lâm thuyên nhìn thấy trần điệp vội vàng kêu lên mẹ sao thế sắp đến giờ hẹn rồi mẹ đi qua thẩm mỹ viện trước đi con đi mua hai tách cà phê mang lên lâm thuyên cũng không cự tuyệt nhìn đồng hồ gật đầu vậy con mau đi đi, ly của mẹ thêm sữa không thêm đường, con biết rồi. Trần Thư Viện nhìn Lâm Thuyên từ bên kia đường đi thẳng lên thang máy mới xoay người đi vào quán cà phê. Mặc kệ đã qua bao lâu, Trần Thư Viện vẫn luôn khắc sâu ấn tượng đối với ký ức lúc bé ở trạm xe lửa. Cô ta từ nhỏ đã được hâm mộ, ngậm thì vàng lớn lên, áo đưa tận tay cơm dân tận miệng, lại đột nhiên biết rằng cô ta vốn không phải là con ruột trần gia mà ông nội và cha sau khi biết được lập tức chuẩn bị đi đón người con gái ruột kia trở về tuy khi đó trần thư viện còn nhỏ nhưng không phải cái gì cũng không biết hơn nữa còn nghe được người giúp việc trong nhà nói chờ thiên kim đại tiểu thư thực sự trở về lâu dần sự đối đãi với con gái ruột và người con không cùng huyết thống kia chắc chắn không giống nhau thậm chí đã điều tra được gia đình chân chính của cô ta rất nghèo sống ở khu ổ chuột phía bắc thành phố có khi cô ta sẽ bị đưa trở về Trần Thư Viện bị dọa chết khiếp, vì vậy, ngày hôm đó, cô ta liều mạng chạy đến nhà ga xe lửa, cô ta nhìn thấy Trần Điệp, thiên kim thật sự, cô gái kia mặc áo ngắn tay cùng với váy ngắn nhăn nhúm, quần áo rất sạch sẽ, nhưng từ xa đã có thể cảm nhận được đó là vải kém chất lượng. Một đôi mắt đen như mực không phù hợp với thành phố này, Trần Thư Viện khinh thường trong lòng, cứ thế ngồi ở cửa ga vừa khóc vừa nháo, dù sao Lâm Thuyên cũng coi cô ta như con ruột, như bảo bối mà cưng chiều mười mấy năm, sao có thể không đau lòng rơi nước mắt theo thậm chí rõ ràng cũng muốn cứ như vậy coi như không biết gì mà tiếp tục sống tiếp nhưng trần lão gia tử rất cố chấp kiên trì muốn huyết mạch trần gia nhất định phải nhận tổ quy tông sau đó trần thư viện nghĩ nếu không phải ngày đó văn lương dẫn trần điệp đi cuối cùng trần điệp cũng sẽ được đưa về trần gia trần điệp bị tên điên văn lương kia mang đi trần gia đi đòi người lại bị đuổi về trần lão gia tử vì thế mà nổi giận thiếu chút nữa cao huyết áp mà vào bệnh viện chuyện này sau đó thế nào trần thư viện không biết chỉ biết cuối cùng cũng không giải quyết được trần thư viện thở phào nhẹ nhõm nhưng ảnh hưởng của trần điệp đối với cô ta không theo đó mà biến mất từ cao trung đến đại học bọn họ đều là bạn học trần điệp quá xinh đẹp đi đâu cũng mang theo hào quang vì thế cô ta bắt đầu ghen tị như điên mới đầu cô ta nghĩ ít nhất trần điệp đi theo một văn lương không được yêu thương ở văn gia cuối cùng cũng chẳng làm nên chuyện gì ai biết qua hai năm Văn Lương đã dùng các loại thủ đoạn hèn hạ mà khống chế toàn bộ tập đoàn Ôn Viễn, thậm chí Lục Xuyên, người cô ta thích 4 năm cũng có quan hệ không tồi với Trần Điệp, còn nguyện ý nói giúp Trần Điệp trên diễn đàn trường. Người như Lục Xuyên, tuy ôn hòa nhưng chưa bao giờ cuốn mình vào loại chuyện này, có đôi khi Trần Thư Viện cảm thấy bản chất của anh vô cùng lạnh lùng, nhưng anh ấy lại ra mặt vì Trần Điệp. Sau khi Trần Thư Viện lấy hai cốc cà phê, không nhịn được vẫn đi về phía Trần Điệp, đập cốc cà phê lên bàn cà phê vì thế mà lắc lư tận miệng cốc, ánh mặt trời chiếu lên mặt trần điệp, cô lười biến dựa vào lưng ghế, chậm rãi ngước mắt lên, chậm rãi nhướng mày nhìn về phía trần thư viện. Cô làm động tác này khiến người ta vô cùng tức giận, giống như trong mắt tất cả đều là dễu cợt và khinh thường. Toàn bộ chuyện của hứa chí nhiên và phạm yên đều là cô làm đúng không? Trần thư viện đứng trước mặt cô hỏi. Trần điệp thẳng thắn thừa nhận, nếu không thì sao? Không biết xấu hổ, không phải cô vẫn giả bộ như bạch liên hoa ở trước mặt lục xuyên ư, khoác lên một bộ da giả tạo rồi đi đâm sau lưng trong ngoài bất nhất vẻ ngoài và tâm hồn không giống nhau trần điệp cười rộ lên công mắt nhìn qua chẳng hề tức giận tôi xử lý chậm một chút ngộ nhỡ bị lục xuyên biết chẳng phải anh ấy lại muốn vì tôi mà vướng vào vũng nước đục này sao cô nhẹ nhàng mở to mắt nhìn lông mi chớp chớp chuyện này nhiều quá cũng không tốt tôi đầy thương hại cô nghe cô nói như chuyện đương nhiên trần thư viện từ trên cao nhìn xuống tức giận nói không nên lời lòng ngực phập phồng, hung dữ trừng cô, cô đừng giác vàng lên mặt mình. Trần Điệp nhếch môi, cầm lấy cà phê khẽ nhấp một ngụm. Trần Thư Viện, cô không phải là tiểu tình nhân của Văn Lương à, bảo tới liền tới bảo đi liền đi, có tư cách gì cười nhạo người khác chứ. Trần Điệp dừng lại, vô thức dùng lực, cô là đồ nhà quê một mình tới đây, mấy năm nay thoải mái như vậy không phải là vì ngủ với Văn Lương sao. Trần Thư Viện cười lạnh một tiếng, cô thật sự coi mình là bạn gái của anh ta à cô nhìn ngược lại xem văn hoài viễn có đồng ý cho cô vào văn gia hay không cô ta còn chưa dứt lời đột nhiên hét lên trần điệp trực tiếp hất cốc cà phê trong tay lên mặt cô ta cà phê nóng bỏng theo má và tóc của cô ta chảy xuống trên quần áo cũng để lại vết bẩn màu nâu nâu loang lổ chật vật không chịu nổi trần thư viện hoàn toàn ngây người môi khẽ nhếch lên trên lông mi đều đọng nước cảm giác được cà phê đang men theo cổ trượt xuống ngọt dính khó chịu cô ta ngước mắt lên một cách khó tin đột nhiên hét lớn, Trần Điệp, lý trí của cô ta mất hết, nhào về phía Trần Điệp, nhưng lại bị đè ngược lại vào trong ghế. Bàn tay Trần Điệp đặt lên trán cô ta, ấn người cô ta xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống chăm chọc, mấy năm nay cô sống thoải mái lắm đúng không? Nếu Văn Hoài Viễn không đồng ý, thì cùng lắm tôi trở về Trần Gia, Trần Điệp cười khẽ, cô nói xem. Mắt Trần Thư Viện trợn trừng, cùng lúc đó, Trần Điệp bị một bàn tay nắm lấy bả vai dùng lực kéo ra sau mấy ngày nay cân nặng của cô giảm rất nhiều, trọng tâm bất ổn đồng thời còn hạ đường huyết mà trước mắt tối sầm lại, cánh tay xẹt qua khung tranh trên tường, trong nháy mắt một cơn đau đớn truyền tới, cũng may trước khi ngã được người đỡ. Trần Điệp nghiêng đầu nhìn, là một người đàn ông, cô thấp giọng nói cảm ơn, không sao chứ viện viện, Lâm Thuyền rút ra mấy tờ giấy lau sạch cà phê trên mặt Trần Thư Viện, sau đó đi giày cao gót bước nhanh đến trước mặt Trần Điệp trần điệp không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy lâm thuyên ở khoảng cách gần như vậy cô không vô tri đơn thuần đến mức vì huyết thống mà xem lâm thuyên là mẹ nhiều năm như vậy cô gần như không nhớ tới vị mẹ đẻ này nhưng dù sao cũng có chút cảm giác khác thường mất tự nhiên không đứt trần điệp bình tĩnh nhìn lâm thuyên bước nhanh tới vẻ mặt tức giận sau đó giơ tay lên cao lúc cái tát rơi xuống trần điệp không trốn cũng không kịp phản ứng may mà người đàn ông bên cạnh cô chặn lại người đàn ông nắm cổ tay lâm thuyên cười có chút khinh thường chậm rãi nói mợ đang ở bên ngoài mợ trần điệp dừng một chút lâm thuyên cũng phản ứng lại nhìn xung quanh một lượt nhíu mày bà ta lạnh lùng nói trần điệp tôi hy vọng cô rõ ràng cô không phải người trần gia chúng tôi con gái tôi chỉ có một mình viện viện cô cũng không cần lấy những lời đó để dọa con bé lâm thuyên dừng một chút nhìn trần điệp từ dưới lên trên cười một tiếng cô bây giờ như này so với tên điên văn gia kia cũng không khác biệt lắm nghe tôi khuyên một câu biết rõ vị trí của mình đừng để cuối cùng chọc giận cả hai nhà trần văn trần điệp thẳng thắn nhìn lâm thuyên buồn cười hỏi ngược lại bây giờ trần gia do bà làm chủ tôi có thể về trần gia hay không lời bà nói không tính chắc chắn bà rõ ràng nhất chuyện trần lão gia tử nhận định tôi mới là huyết mạch trần gia về sau vẫn tới tìm tôi hy vọng tôi trở về trần điệp đi về phía trước một bước kéo tóc ra sau tai huống chi cổ đông lớn nhất của ôn viễn hiện tại chính là văn lương văn hoài viễn đã sớm bị mất quyền lực cho nên trần điệp kề sát vào bên tai lâm thuyên nhẹ giọng nói trần gia và văn gia muốn cái nào tôi mới là người tính ngay sau khi trần điệp nói xong những lời này người đàn ông bên cạnh gọi lâm thuyên là mợ bật cười thành tiếng rất không đúng lúc cơn giận của lâm thuyên bị anh ta chen ngang bà ta còn chưa nói gì trần thư viện phía sau đã xử lý sạch sẽ cà phê dính trên tóc và mặt khóc lóc thúc thích đi lên trước mẹ, chúng ta đi thôi, đừng cãi nhau với người như cô ta. Trần Điệp thật muốn vỗ tay khen ngợi, khóc đến lê hoa đái vũ, còn có bộ dạng tuổi thân lại hiểu chuyện, xứng đáng được nhận danh hiệu ảnh hậu. Lê hoa đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa xuân, Lâm thuyên ông bả vai Trần Thư Viện, dắt cô ta ra ngoài, không thèm cho Trần Điệp dù chỉ là một cái liếc mắt. Trần Điệp nhìn bóng lưng hai người, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô đi nhờ nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch chỗ cà phê bị đổ ra sàn nhà, nói xin lỗi với họ, khi quay trở lại lấy túi sách thì thấy người đàn ông kia vẫn ở đó. Lúc này Trần Điệp mới nghiêm túc nhìn anh ta, tay trang trên người ngay ngắn, chỉnh chuông nhưng không hề cứng nhắc, lộ ra khí chất hiền hòa lại có chút cà lơ cà phất phơ. Thấy Trần Điệp đang nhìn mình, anh ta nói, tôi là Trần Thiệu. Trần Điệp không có hứng thú gì với người Trần Gia, thản nhiên gật đầu. Trần Thiệu nói, vị công chúa kia thật khiến cho người ta chán ghét nhỉ. Trần Điệp nghe ra anh đang nói đến Trần Thư Viện, anh ta tiếp tục, mẹ cô ta cũng vậy chỉ có hai người đó thực sự ngu ngốc tự cho mình là công chúa trần điệp đẩy cửa ra khỏi quán cà phê anh ta cũng đi theo ánh mặt trời chói mắt cô giơ tay che mắt quay người nhìn anh ta vừa rồi cảm ơn anh không cần cảm ơn anh lơ đến nói dù sao cô cũng coi như là em họ chung dòng máu với tôi trần điệp thật sự hoài nghi có phải đầu óc của vị anh họ trần gia này có vấn đề hay không bây giờ cô đi đâu có cần tôi cho đi nhờ một đoạn không anh ta rất nhanh đã tỏ ra quen thuộc, đáng tiếc Trần Điệp lạnh lùng, không cần, cô nói xong liền đi sang bên kia đường, lười gọi tài xế đến đón nên chặn một chiếc taxi đi về biệt thự Tây Giao. Trên xe, Trần Điệp ngồi ở ghế sau, tự tráng lên cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài vùng vụt lướt qua, dáng vẻ cô an tĩnh lại chăm chú, có một số việc đã qua quá lâu, bây giờ nhớ lại cảm thấy cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận. Từ bé cô được cha mẹ nuôi nhận nuôi ở thị trấn nhỏ, cô chưa bao giờ cảm thấy cha mẹ nuôi đối xử với mình không tốt dù không quá cưng chiều nhưng cũng không hề tệ bạc vậy mà họ lại thoải mái coi như không có gì mà đem bán cô cho người của trần gia cuối cùng vào ngày bị mang đi trần điệp nhìn tấm ảnh ba người chụp chung treo trên tường nhà cũ không nói một câu nào đi theo người của trần gia một bên là cha mẹ nuôi vì tiền bỏ rơi cô một bên là cha mẹ ruột chưa từng gặp mặt chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi việc trong lòng trần điệp không muốn theo bên nào cả đến yển thành cô đi ra nhà ga, đập vào mắt chính là mấy tòa nhà cao ốc mà trước nay cô chưa từng thấy và những con đường giao nhau chằng chịt. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với thành phố này là phồn hoa và lạnh lẽo. Ấn tượng thứ hai chính là văn lương. Thiếu niên đột ngột xuất hiện, vẻ mặt nghênh ngang không ai bị nổi, đứng ngay trước mặt cô như một vị thần trẻ tuổi. Anh hỏi, đi theo tôi không? Trần Điệp không chút do dự gật đầu. Tài xế lái xe thẳng đến trước cửa biệt thự Tây Giao thì dừng lại. Trần Điệp nói cảm ơn rồi xuống xe, đẩy cửa vào nhà dì trương đang nấu cơm tối ngoài hương thơm của thức ăn còn có hương vị ngọt thanh của trái cây trộn lẫn mùi thơm của sữa rất kích thích vị giác à tiểu thư về rồi dì trương vừa quay người liền nhìn thấy cô vội vàng từ trong bếp đi ra lau bàn tay dính bột mì bây giờ có thể ăn cơm tối ngay dì bỗng dừng bước rồi bước nhanh tới kéo tay trần điệp có chuyện gì thế sao lại có nhiều máu như này lúc này trần điệp mới phát hiện ra tay mình bị thương chắc là lúc bị Lâm Thuyên đẩy, lòng bàn tay cọ sát vào khung tranh lồng kính trong quán cà phê. Khi đó, lòng bàn tay cô có cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhưng trên đường trở về cũng không phát hiện đã bị thương, máu tươi đỏ thẩm dính nửa lòng bàn tay. Dì Trương cao mày, rất nhanh đi vào phòng chứa đồ lấy hòm thuốc ra. Nào, đến đây băng bó một chút đã, đừng để bị nhiễm trùng. Trần Điệp lấy ghế dựa ngồi xuống cạnh dì. Dì Trương xử lý rất thành thạo, vừa thổi nhẹ nhẹ vừa lấy cồn sát trùng, cuối cùng từ hòm thuốc lấy ra một cuộn băng gạt không cần cuốn băng đâu gì trương cũng không nghiêm trọng trần điệp nói cái này phải băng lại hiếm khi dì trương tỏ thái độ cứng rắn nếu không lỡ đụng vào cái gì sẽ bị nhiễm trùng băng lại ít ra cũng chống thấm nước trần điệp nhìn dì một cái dì đã gần năm mươi tuổi bình thường ít được chăm sóc khóe mắt đầy nếp nhăn mái tóc có vài sợi màu vàng không khỏe mạnh dì đang chuyên tâm cúi đầu cuốn băng gạt trên bàn tay cô mái tóc dậy che đi nửa bên mắt trần điệp im lặng một lúc dì băng bó thật thành thạo dì trương cười rộ lên con trai tôi khi còn bé mỗi ngày đều gây chuyện hôm nay bị thương chỗ này ngày mai bị thương chỗ kia đều do một tay tôi bôi thuốc cho nó con dì bao nhiêu tuổi rồi lớn hơn cô vài tuổi đang học nghiên cứu sinh dì trương nói đến đây thì trên mặt không giấu được chút tự hào cũng không biết là nó giống ai nữa tôi và ba nó đều chưa tốt nghiệp trung học cơ sở nó cứ như vậy học lên đến nghiên cứu sinh trần điệp cười cười rất thông minh cô hít mũi nhìn về phía nhà bếp trong bếp có món gì vậy ạ à? dì trương cất hộp thuốc đi vào phòng bếp lấy ra một chiếc bánh là bánh táo cô nếm thử đi vỏ bánh giòn xốp, phía trên các vừng, bên ngoài còn bọc một lớp trứng gà vàng ống vừa bẻ đôi thì nhân bơ bên trong chảy ra cùng với táo cắt hạt lựu mùi vị ngọt thanh dì còn có thể làm bánh này ư trần điệp cắn một miếng lớp vỏ ấm nóng bên ngoài liền rơi ra cô vội vàng đưa tay đỡ lấy lần đầu tiên tôi làm đó dì trương gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng vốn là con gái nhỏ của tôi nói muốn ăn nhà tôi lại không có lò nướng nên định làm ở đây một chút trần điệp nhanh chóng ăn hết một chiếc ngon lắm ạ à, dì trương cười rộ lên may quá tôi làm nhiều lắm để lại cô cho dùng làm điểm tâm không cần không cần dì mang về cho con gái dì đi con đang giảm cân nên không ăn nhiều đồ ngọt trần điệp nói cô gầy như vậy còn giảm cân gì chứ con sắp vào đoàn làm phim rồi gầy một chút lên hình mới đẹp. Lần đầu tiên dì trường nghe cô nói đến việc đi đóng phim, lập tức trợn tròn mắt rồi rất nhanh lại cười rộ lên, cô thật giỏi. Trần Điệp nhìn đồng hồ, dì mau đi đưa bánh cho con gái đi, dì Trương liên tục đáp lại hai tiếng, tháo tạp dề, bỏ bánh táo vào trong hộp, cuối cùng vẫn để lại cho Trần Điệp một hộp, vừa ra khỏi nhà bếp thì vừa vặn nhận được một cuộc gọi, là con gái bà gọi đến. Mẹ tới rồi đây, tiểu tổ tông, con cứ như là dục nợ vậy, canh tên trường học nhiều đồ ngon không ăn cứ nhất định đòi ăn bánh táo, dì Trương vừa trách móc vài câu vừa không ngừng mỉm cười, không phải mẹ đang nhanh chóng đến sao, đảm bảo bánh vẫn còn nóng cho con ăn, dì Trương cúp điện thoại, chào Trần Điệp rồi đi ra cửa. Trần Điệp nhìn bóng lưng dì, thu hồi tầm mắt, không nhìn được lại cầm một chiếc bánh táo, bữa tối đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, hai bộ bát đũa, Văn Lương vẫn chưa về. Từ trước tới nay hai người cũng không thường xuyên cùng nhau ăn tối, phần lớn thời gian văn lương đều về rất muộn có khi ăn bên ngoài rồi mới về nhưng hôm nay không hiểu sao trần điệp lại không muốn như vậy phòng khách rộng lớn yên tĩnh không tiếng động ngay cả hương vị bánh táo ấm áp trong không khí cũng dần tiêu tán đi trên bàn ăn hình chữ nhật chỉ có một mình cô cô bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu tay phải trần điệp cuốn băng gạt lấy đồ cũng không tiện lấy điện thoại tự trong túi ra tìm số của văn lương chung reo lên hai tiếng đầu dây bên kia đã nghe máy hai người ở cùng nhau nhiều năm mỗi lần trần điệp gọi cho anh anh nhận máy sẽ không chủ động lên tiếng mà chờ trần điệp nói trước khi nào thì anh về văn lương cười giọng điệu nhẹ bẩn nhớ tôi trần điệp dùng sức đè ép khóe môi ngồi ở mép bàn ăn giơ tay đè lên mí mắt từ một tiếng rất nhẹ hôm nay sẽ về muộn đừng chờ tôi anh nói trần điệp lại từ một tiếng cúp điện thoại cô buồn chán nhìn thức ăn trên bàn trong chốc lát mâm cơm tinh xảo xinh đẹp nhưng cô hoàn toàn không muốn ăn cái cảm xúc không rõ là bực bội hay chán ghét lập tức trào lên. Cuối cùng cô lấy ra một hộp mì ramen khi đi siêu thị tùy tiện mua, rót nước nóng vào rồi cầm lên tầng. Quan cảnh xung quanh Tây Giao khá tốt, không có tòa nhà cao tầng nào, nhìn ra ngoài có thể thấy ánh đèn sáng lên từ xa, ẩn trong bóng đêm mênh mông vô tận. Lần thứ hai tỉnh lại, đã là 10 giờ đêm, bên cạnh cô không có ai. Trước khi đi ngủ cô lại ăn một miếng bánh táo, ngay cả răng cũng quên. Hiện tại vị ngọt vẫn còn vương nơi cổ họng rất khó chịu. Trần Điệp trời giường, sau khi đánh răng súc miệng xong lại xuống tầng dưới lấy một chai nước lạnh. Nước lạnh theo cổ họng đi xuống, cuối cùng cũng cuốn sạch vị ngấy trong miệng, thoải mái hơn nhiều. Nằm xuống giường, Trần Điệp bỗng nhớ tới lời Lâm Thuyên nói ban ngày. "Trần Điệp, tôi hy vọng cô nhớ rõ, cô không phải là người của Trần gia, tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là Viện Viện." tuy từ trước tới nay trần điệp chưa từng xem lâm thuyên là mẹ nhưng cô cũng không biết mình bị làm sao chỉ là bỗng nhiên cảm thấy vô nghĩa bị trần gia mang đến thành phố hào nhoáng này không có ý nghĩa gì cùng trần thư viện cãi nhau nhiều năm như vậy cũng không có ý nghĩa gì tiếp tục ở bên cạnh văn lương cũng không có ý nghĩa gì sắp tới là lễ tốt nghiệp cũng đã đến ngày hợp đồng hết hạn trần điệp không chắc văn lương còn nhớ bản hợp đồng kia hay không nhưng cô có thể đoán được nếu cô không chủ động nhắc đến nó Văn Lương cũng sẽ không nhắc đến. Cô đối với Văn Lương mà nói là bình hoa đủ đẹp mắt, tính cách có thể phù hợp với anh, sẽ không hạn chế hay đòi hỏi gì nhiều hơn ở anh, rất thích hợp để giữ lại bên cạnh. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến thích hay yêu cả. Tính cách của Văn Lương giống như trời sinh sẽ không yêu người khác. Càng gần ngày hết hạn hợp đồng, trong lòng cô càng thường xuyên dao động. Ngày đó từ đồn cảnh sát đi ra Văn Lương dẫn cô đi ăn cơm, còn có ngày hai người ngồi ở bậc thềm nghe buổi hòa nhạc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng nhu hòa của văn lương và cả việc anh vì hứa chí nhiên giơ tay định đánh cô mà đặc biệt sai người đi điều tra tin tức đều làm cho trần điệp sinh ra dao động cô nghĩ có khi nào vài năm nữa văn lương sẽ thật sự thích cô tính cách kiêu ngạo cứng rắn này của cô là do văn lương một tay tạo ra cũng bởi vì tính cách đó mà trần điệp quyết định rời khỏi anh trần điệp nằm ở trên giường có thể ngửi được thoang thoảng mùi dầu gội mà văn lương dùng từ chiếc gối bên cạnh quanh quẩn ở xung quanh cô trần điệp xoay người quay lưng về phía đó, lúc này Văn Lương đã trở về, dưới tầng vang lên tiếng khóa xe, rất nhanh sau đó là tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra, anh không bật đèn, đi đến bên mép giường, mặt giường lún xuống, một hơi ấm đến gần từ phía sau Trần Điệp, cánh tay anh vòng qua ôm lấy thắt lưng cô, "Tắm rửa chưa?" Trần Điệp hỏi, "Còn chưa ngủ à?" Văn Lương xoa xoa mặt cô, anh vốn lo lắng nếu đi tắm bây giờ sẽ đánh thức Trần Điệp, thấy cô vẫn chưa ngủ liền đứng dậy đi vào phòng tắm rất nhanh đã tắm xong đi ra. Nệm lại lúng xuống, văn lương cúi người xuống, đôi môi nóng rực hôn cô, ngón tay mơn trớn tai cô. Đối với loại chuyện này, từ trước đến nay văn lương tuyệt đối có kiểm soát. Văn lương, trần điệp nhiên đầu né tránh môi anh, cô nhìn vào mắt anh trong bóng tối, chậm rãi nói. Anh còn nhớ hợp đồng mà năm đó tôi ký sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học không? Động tác văn lương không dừng lại, thay đổi tư thế thoải mái tiếp tục hôn cô, chỉ mơ hồ từng, một tiếng. Trần Điệp nhấc chân dãy dụa vài cái, lúc này Văn Lương mới chật một tiếng, hai tay chống sang bên cạnh cô đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô, làm sao vậy, tôi sắp tốt nghiệp rồi, Trần Điệp nhìn anh nhẹ giọng nói. Văn Lương trầm mặt một lát, đứng dậy với hộp thuốc lá châm một điếu, lười biến ngã lưng trên giường, cười như không cười, sau đó thì sao, cô đáp lại rất nhanh, sau đó, hợp đồng hết hạn, Văn Lương nhả một ngụm khói, cả khuôn mặt đều chìm trong làn khói xanh trắng, anh rủ mắt, giọng điệu lạnh xuống, trần điệp không phải cái gì cũng có thể nói tôi rất nghiêm túc trần điệp dùng sức mím môi bỗng nhiên không dám nhìn anh cô quay mặt lại nói văn lương ở cùng với anh thực sự quá mệt mỏi rồi hư vô mờ mịt như gió như mây căn bản không bắt được muốn rời khỏi tôi anh lãnh đạm hỏi trần điệp gật đầu anh khẽ cười vậy bây giờ em còn ngủ với tôi để làm gì trái tim trần điệp nặng nề nhảy lên hai cái nhịp tim nhanh chóng bất ổn giống như là muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài cô từng nghĩ sau khi cô và văn lương chia tay anh sẽ phản ứng thế nào có lẽ bởi vì mất đi dục vọng khống chế của mình mà nổi giận có lẽ sẽ rất bình thản gật đầu đồng ý nhưng không nghĩ tới anh lại như vậy bình tĩnh nhưng cũng là trào phúng lòng tự trọng của cô giống như quả bóng bay bị chọc thủng nhanh chóng xẹp xuống trần điệp từ trên giường ngồi dậy sốt chăn lên muốn đi tay vừa lộ ra văn lương liền chú ý tới một lớp băng gạt trắng xóa trong nháy mắt anh nhíu mày túm cổ cô kéo về phía sau Trần Điệp đập đầu vào gối, thân thể nảy lên nệm hai cái, tay bị sao thế? Trần Điệp trầm mặt, văn lương lạnh giọng, cả người như chìm vào trạng thái tàn bạo như mưa rền gió cuốn, ai làm? Lâm Thuyên, Trần Điệp không giấu anh, ai? Văn lương nhất thời không nhớ được tên này là ai? Mẹ của Trần Thư Viện, văn lương không hỏi vì sao, cười lạnh một chút, kẹp điếu thuốc, đám người Trần Gia đúng là âm hồn bất tán, anh kéo tay phải đang cuốn băng gạc của Trần Điệp, dừng một chút, gỡ băng gạc ra, nhìn vết trầy xước dài 3cm kia, nhíu mày, dứt khoát ném băng gạt dính máu đi, ngày mai tôi sẽ băng lại cho em. Lông mi trần điệp trung lên, không hiểu được anh bỗng nhiên bình tĩnh lại là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, văn lương ông cô trở về, nâng cánh tay ông eo cô, giống như trấn an hôn lên gáy cô, được rồi, về muộn một chút liền náo loạn với tôi, ngày mai tôi sẽ đi đòi lại cho em. Văn lương nằm xuống, kéo chăn lên, giọng nói mang theo mệt mỏi khàn khàn, ngủ đi đừng náo loạn với ông đây sau khi trần điệp nghĩ kỹ cũng ý thức được văn lương đang lầm tưởng những lời cô nói vừa rồi đều là vì ở bên ngoài chịu ủy khuất cho nên trở về liền giận dỗi với anh thậm chí cũng không quan tâm sau khi cô gặp lâm thuyên đã xảy ra chuyện gì anh quá tự đại cũng quá kiêu ngạo không có cách nào lý giải được người lúc trước không chút do dự gật đầu đi theo anh tại sao bây giờ lại muốn rời đi trần điệp há miệng vốn định nói nhưng cổ họng dâng lên một cơn đau nhói đành phải im lặng ngày hôm sau hôm nay văn lương có một buổi đấu thầu cần phải tham gia lúc chuẩn bị ra khỏi cửa trần điệp còn chưa dậy vì thế dặn gì trương lát nữa băng bó cho cô đến địa điểm tham gia đấu thầu lần đấu thầu này là hai hạng mục xây dựng công trình xem như là một miếng thịt béo bở không ít công ty có mặt văn tổng đây là tình hình chung về các doanh nghiệp cạnh tranh chu kỳ thông đưa tư liệu qua văn lương tùy tiện nhìn lướt qua và lần liền đặt sang một bên hạng mục anh coi trọng từ trước đến nay luôn ra tay tàn nhẫn và chuẩn xác cũng xác thực là nhờ có sự quyết đoán cướp thức ăn từ miệng cọc này không ai có thể đoạt được gì từ anh từ lúc văn lương vừa mới bắt đầu tiếp nhận ôn viễn chu kỳ thông đã nhìn ra rất nhanh người chủ trì lên sân khấu đọc hồ sơ dự thầu dựa theo trình tự đấu thầu phát biểu phái chu kỳ thông đi lên văn lương đã sớm coi trọng hạng mục khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trong buổi đấu thầu lần này chuẩn bị đầy đủ báo giá cũng đủ để phá vỡ phòng tuyến trong lòng các nhà thầu khác rất nhanh đã thành công giành được hạng mục kia. Văn Tổng, bây giờ chúng ta trở về công ty sao? Sau khi kết thúc, Chu Kỳ thông hỏi, không phải còn có đợt thứ hai à? Dòng điệu Văn Lương bình tĩnh, không vội trở về, hạng mục thứ hai mở thầu. Trải qua vài cuộc cạnh tranh tăng giá, Trần Khoa dơ bản, 5.54 tỷ, xung quanh xào sạc vang lên tiếng nghị luận, nhưng không ai dơ bản nữa. Văn Lương hít mắt, nhìn về phía Trần Khoa, con trai duy nhất của Trần Lão Gia Tử cũng là chủ tịch tập đoàn Trần Thị hiện nay, cha ruột của Trần Điệp, người dẫn chương trình đang giơ tay lên đến ngược, văn lương lười biến giơ tấm biển lên, 5,8 tỷ, mọi người đều cả kinh, nhào nhào quay đầu lại nhìn, hạng mục trước văn lương vừa mới đấu giá, hiện tại lại phải chi ra 5,8 tỷ nhân dân tệ, tài chính của một tập đoàn phần lớn là được đầu tư liên tục và cố định, lấy đâu ra nhiều vốn lưu động như vậy, ngay cả chu kỳ thông cũng sửng sốt vốn sau khi đấu thầu xong văn lương còn ở lại đây chu kỳ thông đã cảm thấy kỳ quái kết quả bây giờ trực tiếp đầu tư 5,8 tỷ vào hạng mục chưa từng lên kế hoạch văn tổng chu kỳ thông nhiên về phía trước thấp giọng nói không gian lợi nhuận của hạng mục này chúng ta chưa từng tính toán qua văn lương thờ ơ nói lợi nhuận là tạo ra không phải ước tính trần khoa dơ bản lần thứ hai 5,9 tỷ văn lương đồng thời tăng giá 6 tỷ trần khoa tức giận không chịu nổi đoàn cố vấn bên cạnh bắt đầu vùi đầu tính toán lại, do dự không quyết định. Không lâu sau, ba tiếng búa vang lên, văn lương trúng thầu. Chuyện của hai nhà Trần Văn không có người ngoại biết. Trần Gia ngại mất mặt, văn lương cũng lười nhắc tới, vì thế bên ngoài không ai biết Trần Điệp chính là thiên kim chân chính của Trần Gia, mà hiện tại lại sống cùng một chỗ với văn lương. Cuộc đấu thầu đã kết thúc, mọi người tản ra. Trần Khoa đi tới phía đối diện Văn Lương, tập đoàn Trần Thị Vốn đang trong tình thế bắt buộc đối với hạng mục này, thậm chí đã đầu tư một lượng vốn lớn từ trước, lại không nghĩ tới nửa đường xuất hiện đối thủ là Văn Lương. 6 tỷ nhân dân tệ để có được dự án đó, xác suất mất tiền là lớn hơn, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến hoạt động thất bại của công ty. Văn Tổng, Trần Khoa đứng trước mặt Văn Lương. Văn Lương nâng mí mắt lên. Trần Khoa, tất cả mọi người đều là người làm kinh doanh, Văn Tổng cần gì phải tổn hại người khác mà gây bất lợi cho mình như vậy? Văn Lương cười nói, hại người tôi thừa nhận bất lợi cho mình cũng không nhất định. Trần Tổng có thời gian nói với tôi những lời này, chi bằng về nhà hỏi xem ngày hôm qua Trần Phu Nhân đã làm cái gì. Trần Khoa sửng sốt, trên mặt mờ mịt, hiển nhiên là hoàn toàn không biết chuyện Văn Lương nói. Văn Lương tiến lên một bước, thấp giọng, phiền Trần Tổng chuyển lời tới Lâm Thuyên. Nếu bà ta dám làm Trần Điệp không thoải mái, cũng không chỉ đơn giản là cướp một hạng mục như vậy đâu, Văn Lương nói xong, mí mắt hơi hạ xuống hững hờ nhìn Trần Khoa, xoay người rời đi chu kỳ thông mơ hồ đuổi theo kiểu hành động cảm tính đập sáu tỷ vào một dự án hoàn toàn mới đã rất không phù hợp với tác phong thường thấy của văn lương sao trần điệp lại dính líu với trần phu nhân nhưng chu kỳ thông vẫn có thể nghe ra một điểm số tiền này đập xuống hoàn toàn là vì giúp trần điệp xả giận quả nhiên là ngàn vàng mua một nụ cười cuối cùng vị trí chính cung nương nương này vẫn vững chắc không thể lay động nhiều năm rồi chu kỳ thông cũng chỉ gặp mỗi một mình trần điệp dám đùa giỡn với văn tổng ngồi lên xe Chu Kỳ Thông lái xe ra khỏi gara dưới tầng hầm, đến công ty. Đột nhiên, Văn Lương ngồi sau nhắm mắt hỏi, anh có bạn gái chứ? Chu Kỳ Thông trong nháy mắt hoài nghi có phải mình nghe lầm không? Văn Tổng còn có lúc hỏi vấn đề yêu đương. Ừm, có, là bạn đại học của tôi. Văn Lương, có cãi nhau không? Đôi khi cũng ồn ào, Chu Kỳ Thông câu nệ nói, nhớ tới mấy ngày trước vì chuẩn bị đấu thầu lần này mà liên tục tăng ca, nói, đôi khi tăng ca về muộn sẽ tức giận vừa vặn phù hợp với vấn đề ban đầu văn lương định hỏi anh nghiêng đầu anh sẽ làm gì lúc này chu kỳ thông mới hiểu được vì sao văn tổng bất thình lình quan tâm cười cười một chút bất đắc dĩ nói dỗ dành cùng nhau ăn một bữa cơm tặng một món quà bình thường là tốt rồi văn lương mím môi trầm mặc một lát sau đó nói không đến công ty về nhà trước chu kỳ thông hiểu rõ ở ngã tư quay đầu đi về phía biệt thự tây dao suy nghĩ một chút lại không xác định lúc này trần điệp có ở nhà hay không Văn Lương rút điện thoại ra gọi cho cô, không trả lời, anh cau mày, hiếp mắt lại, chiếc xe vừa vào sân, Chu Kỳ Thông còn chưa dừng xe, dì Trương đã vội vàng chạy ra, nhìn lướt qua xe, Văn Lương vừa đẩy cửa đi ra liền vội vàng bước nhanh tới, trong tay dì còn cầm một tờ giấy, trên đó là chữ viết tay của Trần Điệp, dì Trương, con đi rồi, dì nhớ bảo trọng thân thể, giọng điệu dì Trương hoảng hốt, vừa nãy tôi đang chăm hoa ở hậu viện, vốn định gọi tiểu thư rời giường thì nhìn thấy cái này. Văn Lương đứng bên cạnh xe, ánh mắt hung ác nham hiểm, "Đi đâu?" "Không, không biết." dì Trương thở hổn hển, câu cuối cùng do dự nửa ngày không dám nói, cuối cùng hít sâu một hơi, hình như tiểu thư thật sự bỏ nhà đi, quần áo trong tủ cũng ít đi rất nhiều, giữa mùa hè, không khí ngột ngạt bất thường, gió nóng thổi vào mặt ước chừng có thể trực tiếp làm tan chảy hết tất cả các lớp trang điểm. Vùng ngoại ô phía Tây cách xa giao thông công cộng, Trần Điệp kéo vali, bắt taxi đến ga tàu điện nằm gần nhất. Chắp mũi ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc lòa xòa trước trán, dính ướt trên má. Cô vốn định làm theo hợp đồng, chờ ngày mai chính thức tốt nghiệp, cô sẽ từ biệt thử dọn ra. Nhưng hôm qua Văn Lương nói một câu, vậy bây giờ em còn ngủ chung với tôi làm gì, khiến cô không thể ở lại dù chỉ một khắc. Vì vậy đợi đến khi Văn Lương ra ngoài vào buổi sáng cô nhanh chóng bắt đầu thu dọn hành lý. Quyết định này thực hiện quá bốc đồng, thậm chí cô còn không có nhà để thuê. Ngôi tàu điện ngầm tới trạm thừa hợp thì xuống đi ra khỏi ga cô đã thấy hạ anh dừng xe ở ven đường chờ mình hạ anh thấy cô đi ra thì chạy tới ôi trời đã xảy ra chuyện gì đây số điện thoại gọi cho tớ không phải của cậu sao trần điệp lấy điện thoại ra cho cô xem hết pin rồi mượn hôm qua cãi nhau một trận cũng không nhớ sạc pin tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc rồi hạ anh vỗ đùi một cái bỗng nhiên chú ý tới dấu vết mơ hồ trên gương mặt cô yên tĩnh cậu khóc à chia tay rồi trần điệp nói hạ anh sửng sốt Đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, nên chia tay, Trần Điệp nhún vai nói tiếp, tối nay phải ở nhờ nhà cậu rồi, tớ chưa kịp thuê nhà. Hạ Anh há miệng, vỗ vỗ đầu cô, không có việc gì, cậu muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Trần Điệp cười cô, tớ tự mình dọn ra ngoài, nhưng biểu tình của cậu lại nghiêm trọng như thể tớ bị bỏ rơi vậy. Hạ Anh rất không nể mặt cô, biểu cảm của cậu bây giờ không giống như bị bỏ rơi, mà giống như bạn trai đã chết. Hạ Anh nói xong, chủ động lấy vali cho Trần Điệp. Lên xe đi. Hạ Anh sống một mình ở cảng Thế Kỷ, rộng 140 mét vuông. Trần Điệp vào ở vẫn rất thoải mái, chẳng qua Hạ Anh ngay cả phòng ngủ thứ hai cũng không bố trí một chút. Vừa về đến nhà, cô vội vàng lấy chăn đệm dự phòng ra phơi nắng. Trần Điệp, cậu để đó đi, lát nữa tớ tự làm một tí là được, không có gì, buổi trưa chúng ta ăn gì đây, ăn gì cũng được, Hạ Anh nói, vậy cậu xem trong tủ lạnh có gì không, sau khi Trần Điệp sạc điện thoại thì mở tủ lạnh ra. Vô cùng phù hợp với thiếu nữ sống một mình, nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng không có, trong tủ chỉ đầy đồ uống có ga. Trần Điệp lục lọi nửa ngày mới lấy ra được một gói mì, kiểm tra ngày tháng, nấu mì đi. Hạ Anh gật đầu, được. Trần Điệp bỏ tất cả mì vào nước đun sôi. Những thứ này, cô đã biết làm từ khi còn ở nhà kia, từ sau khi ở cùng Văn Lương cô không còn cơ hội tự mình làm những việc này nữa. Hạ Anh ở một bên dựa vào bàn, cậu dọn ra khỏi nhà bạn trai như vậy, này, bạn trai cũ phản ứng thế nào, anh ấy không biết. Lúc tớ đi anh ấy đã sớm đến công ty rồi, hả? Hạ anh không kịp phản ứng, vậy có chắc là anh ấy đến chỗ tớ tìm người không? Không. Trần Điệp nhìn thời gian, có lẽ hiện tại Văn Lương đã biết. Cô lại nhìn về phía điện thoại di động đang sạc pin trên bàn, nhếch khóe môi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tớ, hạ anh khó hiểu, hai người ở cùng một chỗ trong thời gian dài như vậy làm sao có thể không có phản ứng gì đối với việc bạn gái đột nhiên rời đi chứ ngay cả lúc trước cô ấy vừa phát hiện hứa chí nhiên lừa dối tức giận xấu hổ đồng thời cũng có xúc động muốn hỏi anh ta rốt cuộc là vì cái gì cũng muốn hèn mọn hỏi đây có phải là giả hay không trần điệp múc mì ra quan hệ giữa cô và văn lương là bất bình đẳng mặc dù trong mắt người ngoài có lẽ cũng có thể nhìn ra văn lương đối với cô không tồi nhưng loại không tồi này càng giống như một loại bố thí từ trên cao nhìn xuống Văn Lương đưa cô về nhà khi cô 16 tuổi, bố thí chỗ ở cho cô cùng với cuộc sống thoải mái, sau đó lại bố thí cho cô chút dung túng cùng thiên vị mà đối với người khác thì không có. Nhưng tất cả mọi thứ không được xây dựng trên một mối quan hệ bình đẳng, thậm chí anh cho càng nhiều, mối quan hệ càng bất bình đẳng. Chuyện cô đề xuất hợp đồng với anh, Văn Lương chỉ cảm thấy cô vì bị ủy khuất cho nên giống một tên hề nhảy nhót tìm cảm giác tồn tại trước mặt anh. Hiện tại, cô không nói một tiếng chuyển ra ngoài, có lẽ Văn Lương chỉ cảm thấy rằng cô cũng đang náo loạn, cho nên sẽ không gọi điện thoại cho cô, giống như đối đãi với một thú cưng không nghe lời, chỉ chờ cô hiểu ra thì sẽ chán nản quay về. Ngày hôm sau là lễ tốt nghiệp, đêm nay là lần đầu tiên sau 6 năm trận điệp chính thức rời khỏi Văn Lương. Không ngủ ngon như trong dự liệu của cô, đến khi trời sắp bình minh mới ngủ được. Trong giấc ngủ vẫn còn bị văn lương làm phiền như cũ, thế nào cũng không thoải mái. Lúc tỉnh giấc mới có 6 giờ, cô mở vali ra cô không mang theo quần áo của biệt thự để lại những thương hiệu đắt tiền mà văn lương mua cho cô chỉ mang áo quần rất đơn giản lúc hạ anh ngáp rời giường thì nhìn thấy trần điệp đã sớm mua hai phần đồ ăn sáng từ dưới tầng về áo sơ mi trắng đi kèm với quần jean hạ anh mở to hai mắt cậu định ăn mặc như thế đi dự lễ tốt nghiệp sao nếu không thì sao đây là lễ tốt nghiệp cậu sẽ lên sân khấu để phát biểu cậu mặc như vậy chẳng phải quá khiêm tốn à trần điệp cười tớ cao giọng để làm gì không được cậu chính là hoa khôi trường chúng ta phải ngẩng cao đầu mà tốt nghiệp hạ anh không đồng ý lập tức chạy về phòng ngủ của mình chọn một bộ quần áo kén dáng nhất đồng thời cũng làm nổi bật dáng nhất đi ra ngay cả mát cũng chưa kịp xé lúc trước khi đi dạo phố hạ anh đã nhìn trúng bộ quần áo này nên lập tức mua về nhưng sau đó lại không tìm được cơ hội mặc một chiếc váy với đai đeo màu rượu vang đỏ có những đường loe đẹp mắt đẹp thì đẹp thật nhưng người mặc không hợp thì ngược lại sẽ bị quần áo đè xuống hạ anh vẫn luôn không dám mặc cứ vậy để ở trong tủ quần áo trần điệp không lay chuyển được cô đành phải thay váy chiếc váy này dài đến giữa đầu gối phía dưới là một đôi chân bằng ngọc ngà chân cô cực kỳ đẹp thon gầy trắng nõn gần rất cao đường cong lưu loát co giãn hai xương quai xanh có thể tạo thành ao nuôi cá lỏng sâu vào tóc đen và da trắng xa cách nhưng hấp dẫn hạ anh nhìn ngay người giơ ngón tay cái tuyệt vời lễ tốt nghiệp và lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường gần như diễn ra cùng lúc trường học được treo đầy lá cờ nhỏ viết kỷ niệm 80 năm làm rất náo nhiệt trần điệp là người đứng đầu khoa biểu diễn trong lễ tốt nghiệp với tư cách là người đại diện lên phát biểu sau khi phát biểu cô bước xuống từ sân khấu đi đến bên giáo viên hướng dẫn ứng thư hỏi nghe nói em đã ký hợp đồng diễn vai chính trong trăm hoa rồi vâng khi nào thì vào đoàn đầu tháng sau ạ à, còn khoảng nửa tháng nữa Ứng thư vỗ vỗ bả vai cô, vui mừng nói, không tồi, là một khởi đầu tốt. Đứa nhỏ này tôi tin tưởng em chắc chắn sẽ thành công. Trần Điệp cười, hy vọng là vậy, sự thật chứng minh, chiếc váy hạ anh chọn cho cô là một quyết định đúng đắn. Hình ảnh Trần Điệp tốt nghiệp phát biểu trên sân khấu bị người ta chụp đưa lên diễn đàn trường, đã xây nhà cao tầng. Wow đàn chị thật sự rất đẹp. Trần Điệp quả thực là gu của tôi. Hoa Khôi là sinh viên khoa biểu diễn nhỉ. Các cô ấy nhiều người đều rất trâu bò, ngoại trừ những người mang theo lưu lượng còn có mấy người đã đi quay phim rồi, vì sao hoa khôi trường không có động tĩnh gì chứ, những bông hoa đẹp lại cao sang như thế này khẳng định chỉ đến hưởng thụ nhân gian thôi, hoa khôi từ năm nhất đã ho với tấm ảnh chân dung kia rồi. Sau đó có kịch bản nữ chính tìm tới cô ấy, ở lớp chuyên ngành nhan sắc cùng khí chất đều coi như thứ nhất, nếu đồng ý đi diễn thì sớm đã nổi tiếng, chỉ là tính khí này dám ở trước mặt bao nhiêu người tác người khác, vào giới giải trí chắc sẽ sớm bị phong sát bạn trai người ta lợi hại nha, lái Bugatti mấy chục triệu, trực tiếp bỏ tiền đầu tư đóng phim cũng không thành vấn đề. Tôi muốn có bạn trai như thế này, chỉ muốn không làm mà hưởng. Một lát sau, có người trả lời bài viết, thay đổi hướng đi của bài viết kia. Vừa rồi trong lễ tốt nghiệp, tôi đứng bên cạnh hoa khôi trường và bạn cô ấy, nghe cô ấy nói chuyện chuyển nhà, hình như là chia tay với bạn trai. Chia tay rồi ư, kinh ngạc luôn. Trần Điệp từ lúc mới nhập học đã nói có bạn trai đúng không? Mẹ nó xin chúc mừng chị gái xinh đẹp đã trở thành tài nguyên chung của đông đảo cẩu độc thân. Tin tức này có chính xác không thế, bạn của tôi đã bắt đầu viết thư tình rồi này, cười chết với lầu trên, mặc kệ đúng hay không cũng không ảnh hưởng đến hoa khôi từ chối bạn cậu. Thực tế mùa tốt nghiệp là mùa chia tay. Tập đoàn ông Viễn, hôm nay tất cả mọi người trong công ty đều có thể nhận ra tâm tình văn tổng của bọn họ vô cùng không tốt, cho nên toàn bộ công ty đều mang áp suất thấp. Mọi người làm việc rất cẩn thận, sợ đụng vào chỗ khó chịu của anh. Văn Lương trầm mặt ngồi trước bàn làm việc. Một lúc lâu sau, anh khép văn kiện lại, nhíu mày ấn huyệt thái dương, gọi điện nội tuyến gọi trợ lý. Văn Tổng, Chu Kỳ Thông bước vào, giọng nói của anh rất bình thản. Trần Điệp có trở về không? Chu Kỳ Thông cúi đầu, bây giờ tôi hỏi, anh ta gọi điện thoại cho dì Chu, nhận được câu trả lời rằng Trần Điệp không về biệt thự. Chu Kỳ Thông căng thẳng, sợ Văn Lương nổi giận, giả bộ mạnh mẽ trấn định nói, trước mắt Trần Tiểu Thư không có ở nhà. Có cần tôi đi điều tra xem Trần Tiểu Thư ở đâu không, văn lương đen mặt, lúc anh không cười bộ dạng rất khủng bố, hơn nữa trên lông mày còn có vết sẹo kia. Trong lòng Chu Kỳ Thông trống rỗng, nghĩ tới chuyện lần trước văn tổng hỏi mình sau khi kết thúc buổi đấu thầu, Trần Chiều đề nghị, văn tổng. Không bằng gọi điện thoại cho Trần Tiểu Thư xem, có lẽ có thể tháo gỡ hiểu lầm, Văn Lương khẽ cười một tiếng, không biết là trào phúng hay khinh thường, anh giơ tay lên, ý bảo chu kỳ thông đi ra ngoài chu kỳ thông gật đầu lập tức đi ra ngoài văn lương tựa lưng vào ghế văn phòng cầm hộp thuốc lá rồi ngậm một điếu trong miệng hút anh đã không có cảm giác khó chịu như vậy trong một thời gian dài loại phiền não này bởi vì sự tình không khống chế mà ra khiến anh không có cách nào bình tĩnh trần điệp dự đoán rất chuẩn đối với phản ứng của văn lương cho nên không nhận được tin tức hoặc tin nhắn của anh cũng sẽ không cảm thấy mất mát ngược lại là một loại cảm giác thoải mái không thể nói ra Cô và Văn Lương đã ở bên nhau 6 năm. Trong 6 năm qua, sự rung động ban đầu của cô với Văn Lương khiến cô phá vỡ phần chân chính thuộc về mình để phù hợp với anh, trộn lẫn với nhau, dần dần không còn là chính mình nữa, giống như một con mèo mà Văn Lương nuôi, đến bây giờ rốt cuộc là chính cô. Lễ tốt nghiệp kết thúc, Trần Điệp là người cuối cùng ra ngoài, ánh mặt trời bên ngoài thật đúng lúc, làm cho không khí tràn ngập mùi vị ấm áp. Cô đứng dưới ánh mặt trời, nhắm mắt duỗi thắt lưng, lúc này điện thoại di động vang lên là một số lạ trần điệp nghe điện đầu kia thông báo cho cô tới công ty giải trí nhất minh để phỏng vấn mấy ngày trước trần điệp đã gửi sơ yếu lý lịch cho mấy công ty giải trí dù sao cô cũng quyết định muốn vào giới giải trí trần điệp không có kinh nghiệm nên một mình cô độc chiến đấu quả thực không khả quan công ty giải trí nhất minh không phải là một công ty giải trí lâu đời mà chỉ mới phát triển trong những năm gần đây tốc độ mở rộng quy mô rất nhanh hơn nữa nghe nói dưới tay tổng giám đốc công ty còn có một công ty sản xuất phim điện ảnh và truyền hình tài nguyên phong phú sau khi ra khỏi trường cô trực tiếp đi tàu điện ngầm đến nhất minh người của bộ phận nhân sự phụ trách tiếp đón trần điệp là một người phụ nữ trẻ trần điệp mang theo tài nguyên điện ảnh trăm hoa của đạo diễn nổi tiếng vào công ty các phương diện khác đều có điều kiện tốt ký hợp đồng không phải là vấn đề sau khi quyết định bộ phận nhân sự nói với cô công việc tiếp theo cùng với việc sắp xếp người đại diện công ty cần học sau đó quyết định cô không ở lại công ty sau khi nói lời tạm biệt thì trực tiếp xuống tầng trần điệp đứng trước cửa công ty vừa mở ô ra trước mặt có một người đàn ông đi tới có chút quen mắt trần điệp nhìn anh ta nhẹ nhàng híp mắt lại người đàn ông cũng nhìn thấy cô mỉm cười và nói em gái trần điệp cô nhớ ra rồi trần thiệu người anh họ có đầu óc không được tốt lắm của cô trần điệp không có hứng thú dây dưa với nhà họ trần vừa quay đầu muốn rời đi lại nghe trần thiệu hỏi hôm nay tới đây ký hợp đồng sao trần điệp dừng lại quay đầu làm sao anh biết thật không khéo trần thiệu cười dịu dàng rút danh thiếp đưa cho cô công ty này là của tôi trên danh thiếp được viết rất rõ ràng chủ tịch của công ty giải trí nhất minh trần điệp nhìn lướt qua chữ trên danh thiếp bỗng nhiên ý thức được cái gì gọi tôi đến phỏng vấn ký hợp đồng là quyết định của anh coi như vậy đi trần thiệu nhìn người em gái lưu lạc bên ngoài của anh ta lông mày liễu đen nhánh hơi nhíu lại trên mặt đánh một lớp phấn mỏng dưới ánh mặt trời thêm phần rạng rỡ lại một lần nữa cảm khái thật sự mẹ nó quá tiện nghi cho giả nhân văn lương kia rồi trần điệp nhíu mày ý của trần gia làm sao có thể công chúa trần gia có thể đồng ý ư giọng điệu trần thiệu khinh thường vậy thì tại sao bởi vì em có giá trị đầu tư có thể nhìn ra văn lương không bạc đãi em em so với trần thư viện ngốc nghếch nhìn giống công chúa nhiều hơn vả lại giới giải trí hiện nay đang thiếu loại hình tượng như em tôi cảm thấy em có thể mang đến giá trị. Trần Điệp nhìn anh ta, cười khẽ, không có chút chân thành nào cả. Trần Thiệu dừng lại, một lát sau lại vui vẻ, cười đến nỗi thắt lưng không xuống, cuối cùng dựa vào tường cười đến bả vai rung lên không dừng lại được. Trần Điệp cũng không biết rốt cuộc có cái gì buồn cười, cười xong, Trần Thiệu nhún vai, được rồi. Đó chỉ là một phần lý do, chủ yếu là tôi quá nhàn rỗi. Tôi cảm thấy Trần Thư Viện rất phiền, muốn tìm chút gì đó làm cô ta không thoải mái. Trần Điệp hỏi, cô ta làm gì anh? Công chúa ngã một cái, để giày cao gót làm xước chiếc xe mới của tôi, tôi chờ hơn nửa năm mới nhắc tới. Trần Điệp thừa nhận đây là một kẻ ngốc, không muốn phản ứng nữa, vừa định đi lại bị một tay ông lấy bả vai. Nào, em gái, chúng ta đến thương lượng một chút, sắp xếp công việc tiếp theo. Trần Thiệu tự hồ không ý thức đây chỉ là lần thứ hai anh ta gặp mặt em gái này, vô cùng thân thiết đưa người đến nhà hàng Tây đối diện công ty. Trần Điệp không hiểu tại sao đã có chút tức giận, nhưng cuộc sống mấy năm nay khiến cô khó có thể ở nhà hàng Tây yên tĩnh cãi nhau với người khác, vì vậy, cô chỉ cau mày, thấp giọng, rốt cuộc anh tiền tôi để làm gì, ăn một bữa cơm, Trần Thiệu vừa mở thực đơn ra vừa nói, vừa vặn vài ngày nữa có chương trình tạp kỹ có vị trí khách mời đặc biệt, trước khi em vào tổ, có thể tạo nhiệt độ trước, Trần Điệp sửng sốt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có hoạt động, cũng không nghĩ tới Trần Thiệu cà lơ phất phơ như thế mà cũng có thể sắp xếp công việc. Vị trí này vốn là một nữ thực tập sinh khác của công ty, chỉ là trước khi được ra mắt lại bị tung tin tức yêu đương, vì thế trực tiếp bị phong sát. Trần Thiệu không giải thích nhiều, lật qua thực đơn, gọi nhân viên phục vụ tới gọi đồ ăn. Vừa mới gọi xong ngẩng đầu lên, trước cửa nhà hàng Tây bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Trần Thiệu, y một tiếng, Trần Điệp ngẩng đầu, nhìn qua theo ánh mắt anh. Mấy người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục dày da đi vào, toàn thân trang phục quyền quý, đi phía sau cùng là Văn Lương. Khi anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại, dễ dàng thấy được vị trí của Trần Điệp, thần sắc anh như thường, ngón tay búng điếu thuốc, lại hít một hơi, ném vào gạt tàn trước bàn, sau đó sải bước đi tới. Anh từ trước đến nay mục tiêu rõ ràng, xuyên qua mấy người vừa rồi đi đến trước mặt. Mấy người phía trước hai mặt nhìn nhau, không kịp phản ứng, liền nhìn Văn Lương bước nhanh đến bên cạnh một người phụ nữ, nắm cổ tay cô kéo lên, ngồi vào trên sofa bàn trống bên cạnh. Ngay sau đó anh xách ghế lên, chân ghế ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, vô cùng đột ngột trong hội trường đang phát nhạc du dương. Mọi người đồng loạt dừng lại, nhìn về phía hai người, anh ngồi xuống bên cạnh Trần Điệp, chân dài vắt lên, dẫm lên một cái ghế khác, tay lười biến đặt sau lưng cô, đáy mắt đen kịt nhìn cô, cả nhà hàng Tây yên tĩnh. Trần Điệp đối mặt với tầm mắt anh, cứ như vậy không nói gì, chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Điệp, không biết tình huống trước mắt là như thế nào chẳng qua sau khi nhìn rõ mặt Trần Điệp loáng thoáng dâng lên một loại dự cảm đây đại khái là vị Linh Linh, trong điện thoại văn lương. Vậy bây giờ, phải làm gì? Sao nhìn như muốn đánh nhau vậy? Cuối cùng vẫn là tiêu thức dẫn đầu mở miệng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. A à Lương, ai đây? Không giới thiệu cho chúng tôi một chút sao? Như trong dự liệu không nhận được phản hồi. Tiêu thức xem như là người có giao tình sâu đậm nhất với văn lương trong đám người này, cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi người nhìn dễ nói chuyện, cô là Linh Linh, trong điện thoại di động của a lương đúng không trần điệp nhướng mày liếc mắt nhìn anh một cái gật đầu cuối cùng cũng nhìn thấy thần linh chúng tôi muốn gặp cô đã lâu nhưng a lương mẹ nó không chịu mang ra ngoài tiêu thức giơ tay chào hỏi cô không hổ là có thể mê hoặc a lương đến thần hồn điên đảo thật trăm nghe không bằng một thấy sắc mặt văn lương tối sầm nhìn tiêu thức buông tay lúc này tiêu thức mới chú ý bàn tay kia của mình không biết từ lúc nào lại vịn vào vai trần điệp váy thắt lưng làn da trắng đến chói mắt, anh ta vội vàng thu tay lại, dục vọng chiếm hữu này cũng quá tuyệt vọng. Trần Điệp, Văn Lương mở miệng, thanh âm của anh hơi khàn, giống như dựng thẳng một cái loa siêu trầm, lại ẩn chứa ý cảnh cáo, giận dỗi cũng có hạn, cảm thấy tính tình tôi đối với em quá tốt sao? Dỗ dành em rồi mà vẫn còn đòi nháo với ông đây, anh miếm chặt môi, đang cố gắng đè nén lửa giận của mình, cuối cùng chậm rãi nói, buổi tối trở về với tôi, những thứ khác tôi không truy cứu nữa anh vĩnh viễn luôn như thế ngay cả thỏa hiệp cũng cao ngạo trần điệp cười cười văn lương tôi không phải đang giận dỗi anh một vòng người vây quanh thật sự quá tò mò về vị kim ốc tàn kiều trong nhà văn lương nhào nhào nín thở chăm chú nhìn không nghĩ tới lại nghe được nội dung như vậy nhất thời cũng không dám thở mạnh đây quả thực là nữ trung hào kiệt nha sáu năm nay tôi rất cảm tạ anh không có anh tôi khẳng định sẽ không như bây giờ trần điệp thản nhiên nói nhưng tôi không muốn làm con mèo được anh nuôi nữa cô nhìn anh, cầm khẽ nâng lên, giọng điệu kiên định, tôi không thuộc về anh, ít hầu văn lương trượt xuống. Trần Điệp đứng dậy, tạm biệt, văn lương, nói cực kỳ tiêu sái, đường môi văn lương căng thẳng, ngón tay dùng sức đến trắng bệt, cơ hồ muốn phá xương mà ra. Một lát sau, anh đột nhiên nở nụ cười, ngước mắt nhếch môi, lạnh lùng khen cô, rất tốt, Trần Điệp đi rồi. Trần Thiệu cũng rời đi ngay sau đó, đây là mùa hè nóng nhất ở Yển Thành trong những năm gần đây, không khí ngột ngạt làm cho người ta khó thở, như mùa hè đốt cháy chính mùa hè vậy. Trần Điệp buộc tóc đuôi ngựa lên cao để lộ cần cổ dài như thiên nga trắng. Trần Thiệu nhìn cô một lát, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ đen mặt vừa rồi của Văn Lương, anh ta vui vẻ đến nỗi tay kẹp điếu thuốc hơi run, "Mẹ kiếp, tôi quen Văn Lương gần 20 năm rồi nhưng chưa từng thấy biểu cảm giống vừa rồi của cậu ta." "Mẹ nó quá sảng khoái." Trần Điệp hỏi, "Anh quen anh ta?" Hỏi xong cô liền nhớ tới bọn họ đều là những công tử gia thế, giữa hai người hẳn là có quen biết, cấp 1, cấp 2, cấp 3 còn có đại học, Trần Thiệu vẫy vẫy tàn thuốc, tôi và cậu ta đều là bạn học, có điều hai năm trước khi cậu ta học xong đại học đã bị cha cậu ta đưa vào quân đội, anh ta rất thiếu ý thức bảo vệ môi trường ném thuốc lá sang một bên, nhấc chân đạp lên để dập tắt, cảm khái nói, oán hận chất chứa rất sâu, cậu ta từ nhỏ đã có gương mặt ngông cuồng kiêu ngạo, ai mẹ nói nhìn có thể ưa được chứ. Trần Điệp thu hồi tầm mắt, không để ý tới anh ta. Cho dù không ai để ý đến thì cũng không làm ảnh hưởng đến Trần Thiệu, anh ta chỉ chỉ cổ mình, nói, nhìn thấy vết sẹo này không? Tên súc sinh để lại vết sẹo trên chiếc cổ quý giá của tiểu gia đây chính là văn lương đó. Đi tới bên cạnh gara, Trần Thiệu chỉ vào xe của mình, tôi đưa em về nhé. Trần Điệp thật sự mệt mỏi, nói cảm ơn rồi lên xe. Cô dựa lưng vào ghế xe, nghiêng đầu nhìn chầm chầm cảnh vật đang chuyển động như con thoi ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng, những con đường cao tốc. Cô đã sống ở đây 6 năm, đều trải qua bên cạnh Văn Lương. Trần Điệp nhìn một hồi, bình tĩnh xoay đầu. Trần Thiệu lại nhải suốt cả đường, đưa Trần Điệp đến tiểu khu của cô, rụt cổ thò đầu nhìn một lát, rất khinh bỉ nói, em ở đây à, tiểu khu của Hạ Anh cũng không kém chứ. Trần Điệp lạnh nhạt, ừm, cảm ơn anh đã đưa tôi về, đợi chút, Trần Thiệu giữ chặt cô lại, nghiêng người từ ghế sau cầm một túi tài liệu ném lên đùi cô, tiết mục trước đó của em. Trần Điệp cầm lên. Là một chương trình tạp kỹ ẩm thực ngoài trời. Cô làm khách mời, chỉ tham gia một phần kỳ cuối cùng, chương trình có tổng cộng 5 khách mời cố định, ba người là idol lưu lượng trẻ tuổi hot nhất hiện nay, hai người còn lại là nghệ sĩ tạp kỹ. Hai người này là diễn viên lớn tuổi nổi tiếng nên tính tình hơi tệ, ánh mặt Trần Điệp đặt ở một cái tên phía trên tề thưa, cái này không phải, đúng vậy, nằm chính trong bộ phim kia của em. Dù sao sau này cũng phải hợp tác, trước tiên làm quen một chút trần thiệu lúc nói chuyện công việc đứng đắn hơn rất nhiều được trần điệp nghiêm túc nói cảm ơn anh ta rồi xuống xe tuần sau trần điệp lên máy bay đến địa điểm ghi hình chương trình trần thiệu sắp xếp cho cô một người đại diện kim trợ lý tên là phương nguyễn lớn hơn cô mấy tuổi khuôn mặt nhiều búp bê nhưng làm việc rất nghiêm túc lúc trước em đã xem qua giả ngoại trù thần chưa phương nguyễn hỏi hai ngày trước em đã xem rồi ạ à? phương nguyễn ngồi vào ghế thương gia duỗi chân duỗi lưng hôm qua công ty mở hội thảo về em, xác định hình tượng của em chính là hoa khôi lạnh lùng của học viện 4 năm trước, chúng ta coi trọng danh tiếng, vừa mới ra trường không đi theo con đường hắc hồng. Sau khi vào tổ chương trình em phải chú ý lời nói và hành động, người mới kiên kỵ nhất chính là quá nịnh nọt, chiếu lên màn hình khán giả đều có thể nhận ra đấy. Trần Điệp nghĩ thầm thì ra công ty của Trần Thiệu hoạt động rất chuyên nghiệp và ngay thẳng, xuống máy bay, ngồi xe buýt đến thẳng địa điểm quay phim, Phương Nguyễn lại dặn dò vài câu trần điệp xuống xe tiến vào khu vực quay chụp cô mặc trang phục thoải mái sạch sẽ tay áo ngắn quần bút chì màu xanh nhạt đẹp nhưng không hề phô trương tất cả mọi người trong ekip chương trình đã biết trước hôm nay cô sẽ đến tự nhiên biểu hiện vô cùng nhiệt tình thân thiết trước ống kính trần điệp tự giới thiệu bản thân mọi người đang chuẩn bị đi nấu cơm chương trình lấy giả ngoại nguyên sinh hoang dã cùng với cuộc sống chậm làm điểm thu hút nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều là tự túc thông qua câu cá hái rau thu được như vậy đi Vân Hy đi xung quanh nhặt đá, kiếm một ít củi, buổi tối chúng ta lấy đá củi nấu nướng, Hà Thịnh lớn tuổi nhất nói, thành viên mới của chúng ta là Trần Điệp và Tề Thừa cùng nhau đi bắt cá, những người khác đi ra sau núi hái rau, được Tề Thừa lên tiếng đầu tiên. Trần Điệp ngước mắt nhìn anh một cái, lần trước gặp anh trong hội thảo kịch bản, lúc ấy anh đội mũ đeo khẩu trang, toàn bộ là mặt mộc, hôm nay lên chương trình thì có trang điểm nhẹ nhàng, tóc cũng cắt ngắn hơn. Mọi người phân công nhau làm việc. Tề thừa đưa một cái giỏ tre cho Trần Điệp, cảm ơn, Trần Điệp ôm trước ngực, hỏi, chúng ta đi đâu bắt cá, dòng suối nhỏ phía trước, tề thừa lại cầm hai cái túi đi qua, bắt cá là thú vị nhất rồi. Đi thôi, tôi dạy cô, nơi này có môi trường rất tốt, đường núi và ruộng bậc thang lượn vòng, màu vàng và màu xanh đang xen lẫn nhau, dòng suối chảy ra từ giữa hai ngọn núi, rất giống với thị trấn nhỏ mà Trần Điệp từng sống trước đây, hai người đi dép lê, sáng ống quần lên tề thừa dẫn đầu trèo xuống dòng suối nhỏ nước suối lạnh lẽo ngập đến mắt cá chân thời tiết mùa hè nên như vậy rất thoải mái dòng suối trong vắt nhìn thấy đấy có thể nhìn xuyên qua thấy những con cá nhỏ trong đó cô xem bắt cá là cầm lấy cái túi chậm rãi như này không được nóng nội tề thừa vừa nói vừa làm mẫu cho cô cầm cái túi từ từ cất bước đi ngay sau đó nhanh chóng chụp lấy cá chạy mất trần điệp bật cười tề thừa gãi đầu cười nói thật xấu hổ vừa nãy còn dạy cô nữa Trần Điệp quét mắt qua, nhìn tề thừa kêu lên, lấy cái túi từ trong tay anh rồi vươn cánh tay tới gần. Con cá nhỏ đang nhảy lên nhanh chóng vẫy cái đuôi, bắn mấy giọt nước vào mặt Trần Điệp. Thật giỏi nha Trần Điệp, tề thừa trợn to mắt, nắm lấy đuôi cá bỏ vào cái giỏ tre và nói. Cô là khách mời duy nhất trong nhiều kỳ khách mời mà có thể xuống sông bắt được cá nhanh như vậy, lợi hại quá. Trần Điệp cười cười, vừa đuổi con cá vừa nhìn về phía tề thừa, khi còn nhỏ tôi ở với cha mẹ làm nghề đánh bắt cá trước kia từng bắt cá, không nghĩ bây giờ còn có thể, câu trả lời này vượt ra khỏi dự đoán của Tề Thư. Anh ở trong giới giải trí một thời gian rồi, ánh mắt nhìn người cũng từ từ được rèn luyện, khí chất trên người Trần Điệp hiển nhiên không phải là người được nuôi dưỡng ra từ một làng chài nhỏ mộc mạc. Anh còn nghĩ cô là thiên kim nhà giàu đến giới giải trí trải nghiệm cuộc sống, chẳng trách, như vậy tôi cũng không tính là quá mất mặt, tề thừa trêu ghẹo nói, tâm phục khẩu phục, bởi vì có trần điệp nên nhiệm vụ bắt cá hoàn thành rất nhanh hai người dẹp đường quay lại khi những người khác còn chưa quay trở về. Tề thừa xem như chủ nhà, vào tủ lạnh trong bếp lấy hai chai nước giải khác đi ra. Trần Điệp vừa rửa tay xong, nhận đồ uống nói cảm ơn. Tề thừa, đúng rồi, vừa nãy cô có thấy Vân Hy không? Ừm, Vương Vân Hy, một đội trưởng nhóm nhảy, nổi tiếng với vẻ gợi cảm. Trong cô ấy diễn vai bội lạc, Trần Điệp nhớ lại kịch bản, bội lạc trong là nhân vật nữ tuyến hai, cùng với nhân vật của cô có rất nhiều cảnh diễn chung nhưng cô nhớ rõ lần trước nữ diễn viên cùng cô diễn thử không phải vương vân hy mà trần điệp nhíu mày hỏi rất hàm ý lúc hội thảo cô ấy không tới sao tề thừa trả lời cũng rất hàm ý nhẹ nhàng lướt qua camera trong phòng bình tĩnh nói thay cho người khác trần điệp ngầm hiểu đại khái chắc là tư bản đầu tư phía sau muốn đổi người cô cũng không có phản ứng gì lớn gật gật đầu rồi đi qua bóng đêm dần dần buông xuống mọi người đã trở về đầy đủ và bắt đầu nấu bữa tối bởi vì là kỳ cuối cùng, nên toàn bộ bầu không khí đều được tạo ra rất thương cảm. Trần Điệp yên lặng ngồi bên cạnh uống sữa, cô không phải là người có tính cách gần gũi, sẽ không chủ động tiếp lời, nhưng cũng may mọi người đều quan tâm cô. Ngoại trừ Vương Vân Hy ai cũng cùng cô nói chuyện phím vài câu để giảm bớt lúng túng. Ngày hôm sau chính thức kết thúc, ekip chương trình còn đặc biệt kết hợp thêm cả những cảnh quay lúc mỗi người bọn họ rời đi. Phương Nguyễn ngồi trong xe công ty chờ cô, thấy cô liền hỏi, ở chung cùng mọi người thế nào hôm qua trần điệp nghỉ ngơi không tốt ngáp một cái cũng được em thật sự coi đây là đi du lịch phương nguyễn bất đắc dĩ nói trần điệp suy nghĩ một chút về chuyện xảy ra ngày hôm qua không khó đoán nội dung lên sóng sẽ được chỉnh sửa theo hướng nào lại nói ở chung với tề thừa cũng được phương nguyễn gật đầu hài lòng không ở chung với ai không tốt sao vương vân hy trần điệp dừng lại một chút tối hôm qua lúc nghỉ ngơi hai cô gái đương nhiên là ở cùng một phòng trong phòng ngủ của con gái không có camera giám sát, Vương Vân Hy liền hoàn toàn lộ ra dáng vẻ chân thật, cầm nâng sắp chạm đến trời luôn rồi. Phương Nguyễn nhíu mày, có lẽ là hiểu rõ tác phong của Vương Vân Hy, không nói nhiều, lát nữa chị sẽ liên hệ với tổ làm chương trình, không chỉnh sửa clip theo hướng xấu, vài ngày sau Trần Điệp tham gia lớp học biểu diễn do công ty sắp xếp, không giống như các lớp học diễn xuất của trường, giáo viên biểu diễn của công ty trực tiếp hướng dẫn cô nắm bắt hình ảnh và diễn biến của nhân vật dựa trên kịch bản của giả ngoại trù thần có lịch phát sóng hàng tuần một tuần sau là phát sóng kỳ cuối cùng bởi vì có ba ngôi sao lưu lượng tham gia nên ray tiên chương trình rất tốt mà kỳ cuối cùng cũng đã làm đủ các công tác tuyên truyền rồi còn chưa phát sóng đã chiếm ba hốt xớt không thể không nói trần thiệu cho cô cơ hội lần này quả thật là đáng quý chương trình phát sóng mọi người đều chú ý đến trần điệp chờ một chút, vị tỷ tỷ này là ai vậy, trước kia hình như chưa từng thấy qua, giới giải trí có nhân vật như này ư, diện mạo đúng là chuẩn gu của tôi, đây là vị thần tiên nào đây, tôi nhớ ra rồi. Có phải lúc trước từng có một cuộc thi giữa các hoa khôi của các trường đại học, hoa khôi của học viện điện ảnh đạt quán quân có đúng không, chuyện mấy năm trước rồi, tôi nhớ rõ trong tên hoa khôi đó cũng có một chữ điệp, bộ dạng xinh đẹp khiến ai ai cũng phải ghen tị tôi cảm thấy vẫn là vương vân hy phù hợp với thẩm mỹ của tôi trên sân khấu thật sự đẹp nha nói nhỏ nè tôi cảm thấy khí thế của người mới này hoàn toàn không thua kém vương vân hy đây là màn mở đầu của chương trình đến phần bắt cá của trần điệp với tề thừa thì khác trần điệp đoán được tổ chương trình chắc chắn có chỉnh sửa hậu kỳ trong đoạn clip đó nhưng không ngờ lại có thể phát triển đến một hướng hoàn toàn khác như vậy lồng ghép gơ mờ phối hợp động tác mờ ám phát đi phát lại khiến toàn bộ bầu không khí giữa hai người ngập tràn bong bóng màu hồng. Cô nhớ rõ ràng hôm đó bọn họ cả ngày cũng không nói với nhau được mấy câu nhưng không ngờ lại có thể bị cắt ghép chỉnh sửa thành quan hệ phối hợp ăn ý như vậy. Burger Background Music, nhạc nền, chuyện gì vậy, đến cọ nhiệt tề thần của tôi, khuyên tổ tiết một làm người, đã kỳ cuối rồi còn muốn làm ra loại chuyện xấu này. Tôi thu hồi câu nói, người mới này so với Vương Vân Hy càng đẹp hơn, người này có bối cảnh như thế nào vậy, từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến, tự nhiên xuất hiện lần đầu đã tham gia giả ngoại trù thần, còn bám theo tề thần, thuần túy là chương trình hồng phấn, thật ra rất có cảm giác cúp hồ đó, chương trình này xào cúp hồ bừa bãi cũng không phải lần đầu tiên, nhìn đẹp mắt cũng không phải không tốt, không thể, không ai được phép nhúng chạm tề thần của tôi, khi tiết mục phát sóng, tài khoản ôi bồ bỏ không nhiều năm của Trần Điệp có số fans tăng chóng mặt. Sau khi ký hợp đồng với công ty, tài khoản Weibo của cô liền giao cho công ty xử lý. Trước khi chương trình phát sóng còn chuyển tiếp bài đăng tuyên truyền Weibo chính thức của, số bình luận bên dưới Weibo cũng tăng lên không ngừng, dù sao cũng không phải tất cả fan của chương trình đều là fan của Tề Thừa, vẫn có không ít kẻ nghiện sắc đẹp nguyện quỳ gối dưới váy hoa của Trần Điệp. Ô 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 tỷ tỷ nhìn tôi đi, chị gái thật sự quá đẹp, vừa gợi cảm vừa lạnh lùng, bắn trúng tim tôi rồi, trực tiếp mất sạch ngôn từ. Trần Điệp tỷ tỷ tôi tới trước, chỉ có mình chị mới có thể tùy ý chà đạp em. Xương quai xanh của chị thật sự có thể đựng nước được đó, nếu tôi uống nước này nhất định có thể ngàn năm vạn năm cũng không già. Trần Điệp, mỗi người đều vỗ tay tung hô vô cùng trôi chảy. Bên kia, mọi người đều nghe đồn về toàn bộ quá trình văn lương bị bỏ rơi. Từ trước đến nay chỉ nghe nói văn lương kim ốc tàn kiều, anh cũng chưa bao giờ dẫn người ra ngoài cho mọi người gặp mặt, nhưng tình cảm có vẻ thật sự rất tốt. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy Văn Lương gọi điện cho vị Linh Linh kia, giọng điệu đều khác hẳn lúc bình thường. Nhóm người bọn họ thích chơi đùa, ít nhiều cũng có người theo chủ nghĩa không kết hôn. Khí chất trên người Văn Lương cảm giác cũng không hợp với từ kết hôn, hơn nữa hiện tại còn đang nắm thực quyền của tập đoàn Ôn Viễn, càng không cần lo lắng sau này bị gia đình sắp xếp hôn nhân. Bọn họ vốn tưởng rằng hai người kia cứ vậy mà ân ân ái ái cho dù ngày nào đó nghe nói văn lương chơi chán rồi thì mấy năm nay vị kim ốc kia cũng đã nhận được không ít nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện văn lương sẽ bị người ta bỏ rơi dung mạo người con gái tinh xảo rực rỡ đến chói mắt thẳng thắn dứt khoát nói lời tạm biệt mặc dù cuối cùng văn lương không hề biểu hiện ra bất kỳ ý tứ níu kéo nào nhưng dáng vẻ của cô gái kia thật sự quá tiêu sái càng có vẻ giống như văn lương là người bị bỏ rơi mấy ngày sau mọi người cũng không dám ở trước mặt văn lương nói gì thêm sợ đụng gì đó đến vị sếp tổng này, chọc anh tức giận. Có điều dần dần cũng phát hiện ra, văn lương tự như không hề để trong lòng. Ăn nhậu chơi bời vẫn như bình thường, tính tình vẫn y như cũ, cho nên kim ốc tàn kiều nhiều năm như vậy có thể xem là gì chứ? Buổi tối, tiêu thức gọi văn lương cùng đi ăn cơm. Mấy ngày nay văn lương chưa quay về biệt thự Tây Giao, gần đây toàn ở lại chung cư gần công ty, cũng không có ai chuẩn bị bữa tối nên đồng ý. Dì Trương đã từng đề nghị bà có thể đến chung cư chuẩn bị cơm nước cho anh nhưng không biết văn lương xuất phát từ suy nghĩ nào mà vẫn để bà làm tại biệt thự như cũ tiêu thức dẫn theo em gái ruột của mình đến tiêu gia thực sự cưng chiều cô gái này khoảng thời gian trước vừa tổ chức lễ trưởng thành văn lương đã từng gặp qua xin chào anh văn lương tiêu tuyên giật nhìn thấy anh liền vẫy tay chào hỏi văn lương thản nhiên đáp một tiếng mấy ngày nay anh vội đến quên trời quên đất hạng một lúc trước cướp được từ tay trần khoa cũng phải lập tức chuẩn bị khởi công anh ngồi xuống tùy tiện gọi mấy món cởi nút áo sơ mi ra lại nới lỏng cà vạt cả người mang dáng vẻ lười biếng ngồi xuống kem không cần thay vào đó là nước ép dưa hấu đổi thành nhiệt độ bình thường tiêu thức nói với người phục vụ bên cạnh tiêu tuyên giật lập tức tức giận dựa vào cái gì mà không cần kem nóng như vậy cũng bắt em uống đồ uống nhiệt độ thường tiêu thức ấn tiêu tuyên giật trở lại chỗ ngồi gật đầu ý bảo người phục vụ đã gọi món xong nghiêng đầu nói hôm qua ai còn bị cảm chảy nước mũi bẩn chết, tiêu tuyên giật cãi lại vài câu cũng không thể thay đổi được, vì thế tức giận ngồi trở về, lấy điện thoại di động ra chơi. Văn Lương và tiêu thức thuận tiện trò chuyện vài câu, bỗng nhiên Văn Lương nghe được một âm thanh quen thuộc, đến từ điện thoại di động của tiêu tuyên giật. Vẻ mặt anh hơi trầm xuống, ngước mắt nhìn qua, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện trên màn hình, dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng trắng, vẻ mặt nhu hòa khiêm tốn chào hỏi những người khác, tự giới thiệu, tôi là Trần Điệp ánh mắt tiêu thức cũng nhìn tới. dáng vẻ của cô gái kia có thể khiến người ta liếc mắt nhìn một cái liền không khỏi ngạc nhiên, tiêu thức nhận ra rồi sửng sốt, tiêu tuyên giật nghiêng đầu nhìn anh, cười nói. Có phải anh thấy người ta xinh đẹp nên thích không, tội danh này quá lớn, tiêu thức lập tức nói, thích cái rắm, không xinh đẹp à, tiêu tuyên giật không nhận ra vấn đề gì, nghĩ nghĩ một chút, khinh bỉ nói, đàn ông các anh khẳng định đều thích Vương Vân Hy, cái loại gợi cảm quyến rũ, nhưng em cảm thấy cô ta rất khác chắc chắn đằng sau làm nhiều trò không tốt đẹp gì, cũng không thèm trò chuyện với tỷ tỷ xinh đẹp này một chút, đây là cái gì với cái gì? Tiêu thức căn bản không biết tên người mà cô nhắc đến, anh dương mắt nhìn văn lương, rồi thu hồi tầm mắt, giảm hẳn sự hứng thú. Nếu không phải ngày đó đã tận mắt nhìn thấy Trần Điệp, anh thật sự còn tưởng hai người không hề quen biết nhau, đồ ăn được mang lên. Tiêu tuyên giật nâng đĩa mì ý của mình lên rồi tiếp tục xem, sau khi kết thúc phần tự giới thiệu, chính là cảnh tề thừa dẫn theo trần điệp đi bắt cá bên dòng suối. vì vậy trong phòng ăn liên tục vang lên câu hát ngọt ngào. anh nghĩ rằng anh đã dần dần thích em bởi vì anh đã có được dũng khí của tình yêu của burger cùng với đó hình ảnh phát ra khiến người ta đau mắt. mỗi lần burger phát lại, trái tim tiêu thức khẽ nảy xuống một phần. vị diêm vương ngồi đối diện kia sắc mặt dần dần trầm xuống, những bình tĩnh tự như không quen vừa rồi đã bay sạch. cuối cùng khi burger vang lên một lần nữa. Tiêu thức đã vươn tay tắt điện thoại làm màn hình đen thui. Em bao nhiêu tuổi rồi? Trong lúc ăn cơm còn xem video, đã thấy xem video còn làm ồn bên ngoài. Tiêu tuyên giật em có phép tắt không hả? Tiêu thức chỉ vào cô mắng vài câu. Em quên mang tai nghe, vậy về nhà rồi xem. Tiêu tuyên giật hoàn toàn là fan cứng của chương trình Hồng Phấn, vừa rồi nhìn trai tài gái sắc cười với nhau cô liền nhịn không được. Cuối cùng thỏa hiệp, em im lặng xem không âm thanh được không? Tiêu thức, được rồi, không âm thanh còn bớt kích thích hơn một chút ánh mắt văn lương có thể nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại của tiêu tuyên dật trần điệp mặc quần áo đi bắt cá rộng rãi thoải mái không thấm nước ống quần xắn lên một đoạn tóc đuôi ngựa gọn gàng buộc phía sau nói chuyện cười đùa với tên đàn ông tề thừa kia lúc chưa tắt tiếng văn lương còn nghe được câu khi còn bé cha mẹ tôi làm nghề đánh bắt cá khiến anh hoảng hốt trong nháy mắt anh là người rất ít nhớ lại quá khứ ấn tượng với trần điệp hầu như chỉ dừng lại ở thời điểm hiện tại mà câu nói kia lại kéo anh về 6 năm trước, Trần Điệp đến từ một thị trấn nhỏ. Lần đầu tiên gặp cô, cô không phải đã có khí chất quý phái như bây giờ, đi đến đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm. Khi đó cô cũng xinh đẹp nhưng là kiểu xinh đẹp nhút nhát sợ sệt, không mang tính công kích. Khi Văn Lương đi tới trước mặt cô hỏi cô có đi theo anh hay không, Trần Điệp mở to đôi mắt tròn xoe như nai trong trẻo, lẳng lặng nhìn anh, vừa mờ mịt vừa có phần sợ hãi, sau đó cô gật đầu, muốn giống như một con mèo hoang tội nghiệp dường như văn lương đã quên mất dáng vẻ trần điệp trước kia như thế nào nhưng ánh mắt đó lại thủy chung khắc sâu trong lòng anh trong tiềm thức anh đã cho rằng ngay từ lần gặp đầu tiên trần điệp đã không hề đề phòng đi theo anh nhiều năm như vậy vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh làm thế nào cô có thể thực sự rời khỏi cuộc sống của mình được cho nên anh để dì trương vẫn làm việc trong biệt thự như cũ cao cao tại thượng chờ trần điệp một ngày nào đó không chịu được nữa ngoan ngoãn như một con mèo hoang quay lại xin anh tha thứ cho đến thời điểm này cuối cùng anh mới hiểu được câu nói của cô tôi không muốn làm một con mèo được anh nuôi nữa trần điệp cho đến bây giờ cũng không phải là mèo con yếu đuối gì không cần dựa vào sự sủng ái vui vẻ của chủ nhân lần đó ở nhà ga cô chỉ mất hai giây để vứt bỏ hết đám người thân cùng huyết thống phía sau đi theo người xa lạ như anh anh nên biết Trần Điệp 16 tuổi cũng không phải là mèo con mà là một con báo bị thương chồng chất đã thu hồi móng vuốt sắc bén. Trong 6 năm con báo nhỏ đã cải trang thành một con mèo ngay bên cạnh anh, nhưng cô không phải không thể rời khỏi được, cô có móng vuốt sắc bén của báo hoa mai, chỉ cần một ngày nào đó cô muốn rời đi, cô cũng có thể có khả năng sẽ không quay đầu lại. Giống như bây giờ, cô vẫn có thể lấp lánh tỏa sáng ở một nơi không có anh. Ăn xong bữa cơm tối, Văn Lương trở về Tây Giao, dì Trương có con riêng, ngày thường cũng không ở lại, làm xong bữa tối liền rời đi. Hôm nay Trần Điệp không ở đây văn lương cũng không trở về, nên hàng ngày dì ấy chỉ ở trong biệt thự quét dọn từ trên xuống dưới. Thời điểm văn lương trở về thì dì ấy đã sớm không còn ở đây, căn nhà lớn như vậy nhưng lại vắng vẻ. Đồ vật bên trong phòng khách đều đã được sắp xếp gọn gàng, yên bình như mọi khi. Sáu năm qua Trần Điệp đều ở Tây Giao, nhưng khi rời đi thì căn nhà trông cũng chẳng có gì khác biệt, nghĩ vậy, Văn Lương mới khẽ cau mày anh nhớ lại ngay trước trần điệp ở ngôi nhà này trong tủ hình như chỉ có vài bộ quần áo giày túi sách, phòng tắm trên bồn rửa tay đầy chai lọ cùng với những quyển sách giáo khoa bây giờ trong tủ quần áo chỉ còn lại những món hàng hiệu đắt tiền mà văn lương tặng cho cô cô không lấy đi vào những dịp sinh nhật hay tết nguyên đáng văn lương đã tặng nó nói là tặng nhưng thực ra cũng không tốn nhiều tâm tư với người như anh tặng chút đồ hiệu không tốn nhiều công sức phần lớn là trợ lý trực tiếp chọn rồi đem tặng. Anh đột nhiên nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên anh tặng quà cho Trần Điệp. Trần Điệp đi học ở trường trung học mà anh đã sắp xếp khoảng một tháng, trong thời gian này Văn Lương cũng không về, thỉnh thoảng trở về một lần, dì Trương và anh tình cờ nhắc đến, Trần Tiểu Thư tham gia biểu diễn ở trường, bị bạn cùng lớp dục lên sân khấu nhảy múa, có vẻ rất lo lắng, sợ biểu hiện không tốt, mấy ngày nay tan học toàn ở lại trường tập múa, trở về rất muộn. Văn Lương nghe xong liền vứt ở sau đầu, không để trong lòng. Ngày thứ hai đi ngang một cửa hàng ở bên đường, ở tủ kính trưng bày nhìn thấy một đôi giày múa, giày bệt với giày sa tan. Văn Lương xuống mua, lúc lái xe quay về biệt thự ở Tây Giao thì vừa vặn gặp tài xế đưa Trần Điệp về. Tiểu cô nương thấy anh vẫn có chút trục trè, vừa mới từ phòng tập ở trường bước ra, trên trán lắm tắm mồ hôi, hai má đỏ bừng. Văn Lương nhìn lướt qua cô, xoay người đi vào cửa. Trần Điệp đi theo sau số lần cô gặp văn lương không vượt quá năm lần nhưng lắng nghe đánh giá và thái độ những người xung quanh không nên quấy rầy anh dì trương nhỏ giọng chào hỏi xong liền đi lên tầng không thấy tôi à văn lương nói tầm mắt không ở trên người cô nhưng mang theo cảm giác sai khiến không được nghi ngờ bước chân của trần điệp ngừng lại xoay người đến bên cạnh anh đứng kế bên như hình phạt anh văn lương chữ tanh kia nhẹ đến mơ hồ nghe không rõ cô xấu hổ khi gọi trùng từ ca ca anh trai nên mỗi lần chỉ gọi anh văn lương văn lương ném chiếc túi trên tay xuống bàn chiếc túi màu trắng có hình cây gậy của nữ diễn viên múa ba lê ở giữa dây rút được làm bằng lụa có họa tiết giống như dây giày khiêu vũ đóng gói rất tinh xảo trần điệp không phản ứng đứng bên cạnh không nhúc nhích văn lương nâng cầm mở ra trần điệp làm theo lời anh tiến lên phía trước kéo dây buộc ra bên trong là một chiếc hộp hình chữ nhật có hình giày khiêu vũ ở bên trên cô bỗng nhiên ý thức được điều gì đó mắt mở to quay đầu nhìn anh văn lương vẫn rất bình thản như cũ bác phong bất động gió thổi tám hướng cũng không lay chuyển nổi cô mở ra bên trong quả nhiên là một đôi giày múa xinh đẹp khéo léo đến nỗi cô không dám chạm vào đây là tặng cho tôi ư văn lương nhướng mày không thì tôi dùng à cô cười nhẹ đem đôi giày múa ra sờ sờ rất nhanh lại đặt vào chỗ cũ lần nữa đóng hộp lại đôi mắt sáng lấp lánh quay đầu nhìn anh cảm ơn hai má cô hơi ửng đỏ mím chặt môi, lại gọi, anh Văn Lương, dường như trước đây Văn Lương đã tặng cho cô rất quà nhiều như vậy, nhưng chỉ có một lần cô cười vui vẻ, về sau, cô chỉ cười rồi nói cảm ơn, không còn nhiều biểu cảm sống động nữa, Văn Lương lên tầng, đi vào phòng dành cho khách, mối quan hệ giữa hai người không còn như trước nữa. Trần Điệp ngủ trong phòng dành cho khách, về sau, sách chuyên ngành đại học của cô cũng được chất đầy ở phòng này, vừa bước vào thì thấy tủ giày dép ở kế bên. Đôi giày múa kia vẫn còn nằm lẻ loi ở bên trên, cô không mang nó đi. Trong nhà này, đồ đạc thuộc về Trần Điệp không nhiều lắm, có lẽ cô cũng không xem nơi này là nhà. Suốt 6 năm qua, Trần Điệp chỉ mang đi một chiếc vali. Cuối cùng Văn Lương cũng không ngủ ở biệt thự Tây Giao, tỉnh dậy từ khu nhà ở trung tâm thành phố, nhận được điện thoại của Văn Hoài Viễn, bảo anh về nhà ăn trưa, về chuyện đối tác cạnh tranh lần trước, trong lòng Văn Hoài Viễn có chút bất mãn nhưng không biết làm sao mà thân thể bây giờ càng ngày càng sa sút, muốn quản lý chuyện công ty quả thực không đủ sức lực, Văn Lương trả lời, buổi trưa lái xe quay về nhà, đám người giúp việc thấy anh quay về thì hoảng sợ trong chốc lát, yên lặng vài giây mới gọi một tiếng đại thiếu gia, đến đây, mặc dù Văn Hoài Viễn bị bệnh đã lâu, nhưng giọng nói vẫn đôn hậu và trầm ổn như cũ. "Vâng." Văn Hoài Viễn nghiêng đầu nói với người giúp việc, "Đi gọi phu nhân xuống ăn cơm." Văn Lương kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Văn Hoài Viễn cũng lâu rồi con không về nhà ăn bữa cơm, sau này thường xuyên trở về cùng nhau ăn cơm đi." Văn Lương chán ghét khi nghe những lời khách sáo thế này, kể cả nghe qua loa cũng không hào hứng. Rất nhanh, trên cầu thang tầng 2, Văn Kiền và Phó Vãn Mai đi xuống. Phó Vãn Mai mặc một bộ váy tinh xảo, nhìn thấy Văn Lương thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng trong nháy mắt. Văn Kiền ngược lại, gọi một tiếng anh trai. Phó Vãn Mai nhìn thẳng đi đến trước bàn ăn, hoàn toàn bỏ qua Văn Lương. Văn Kiền nhẹ nhàng kéo tay áo Phó Vãn Mai nhỏ giọng nói mẹ mẹ đừng như vậy phó vãn mai hừ lạnh một tiếng bữa cơm này ăn chưa được bao lâu rốt cuộc văn hoài viễn cũng vào chủ đề chính a à lương hạng mục ở đông thành đã xảy ra chuyện gì công ty tài chính có thể vận chuyển trở lại như cũ không có thể anh không giải thích gì nhiều sao bố nghe nói hạng mục ấy là con đoạt từ trong tay của trần khoa phó vãn mai khẽ chế nhạo giọng nói mỉa mai có dũng khí bắt cóc con gái của trần khoa thì còn cái gì mà cậu ta không làm được nữa văn hoài viễn cau mày chuyện này đúng là vết nhơ của ông khi con trai của mình cùng đám lưu manh mang một tiểu nha đầu về nhà khiến hai nhà văn trần từ đó không còn hợp tác văn kiền thay anh nói mẹ anh trai đã biết là không đúng rồi mẹ cũng đừng nhắc đến chuyện trước đây con thì biết gì là thật anh trai và cô gái đó đã chia tay rồi văn hoài viễn sững sờ hỏi đã xảy ra chuyện gì đây văn kiền con thấy cô gái đó xuất hiện trên bản tin và tham gia chương trình truyền hình bây giờ vẫn còn rất nhiều người thảo luận về nó. Văn Hoài Viễn không để ý đến chuyện này, cao mày nhìn về phía Văn Lương, đã xảy ra chuyện gì? Chính là như vậy, Văn Lương nói nhỏ, không chút cảm xúc. Văn Kiền ngẩng đầu nhìn nét mặt Văn Hoài Viễn, biết được Văn Lương và Trần Điệp đã chia tay nên cơ mặt của ông giãn ra. Văn Kiền cố tình dựng lên bộ dạng huynh đệ hữu cung ở trước mặt Văn Hoài Viễn, nghĩ một tí liền có ý kiến, chẳng phải cô gái đó bây giờ đã vào giới giải trí sao? Mỗi ngày đều ở trước ống kính, chỉ sợ đến lúc đó cô ta nói những điều bất lợi vu khống anh, không bằng dùng tiền bịt miệng trước đi, anh em hòa hòa một thân ái tôn kính lẫn nhau. Văn Lương nghe xong bật cười, Phó Vãn Mai và Văn Kiền này, người đóng vai tốt người còn lại đóng vai xấu, còn không phải là vì khiến lão nhân càng xem càng thích đứa con này hơn sao, đem toàn bộ cổ phần còn lại trong tay chuyển cho anh ta. Văn Kiền, anh dựa lưng vào ghế, chỉ hai chữ thôi đã làm lòng người rung lên. Trên bàn cơm yên tĩnh ánh mắt văn lương nhìn anh ta không tệ mí mắt nhíu lại thành một đường tôi cần phải nghe lời cậu à văn hoài viễn vỗ mạnh lên bàn văn lương thái độ gì với em trai vậy văn kiền tái mặt há miệng thở dốc vẻ mặt ủy khuất đang muốn nói gì đó thì văn lương đã nói thẳng câm miệng sắc mặt anh vẫn như cũ nhưng ánh mắt lại ảm đạm hơn hẳn dù sao văn kiền cũng được nuông chiều từ bé mặc dù phó vãn mai đã dạy anh ta phải biết am hiểu lòng người nhưng thực ra nói về quyết đoán và điềm đạm so với văn lương thì có thể nói khác xa như trời với đất anh mồ côi mẹ khi còn nhỏ ở nhà không ai nuông chiều sớm đã chuyển ra ngoài sống một mình trưởng thành với bộ dạng sắc bén như ngày nay phó vãn mai đưa mắt nhìn về phía văn hoài viễn không đợi ông răng dậy văn lương đã đứng dậy đi thẳng ra cửa đám người giúp việc xung quanh đưa mắt nhìn nhau không dám nói lời nào trên bàn cơm cả ba người đều bất động như nhau mãi cho đến khi văn lương đóng cửa rầm một cái Văn Hoài viễn thở dài, cũng không để ý đến nữa, phất tay nói, "Ăn cơm ăn cơm đi." Mấy ngày nay Trần Điệp và Phương Nguyễn ở chung với nhau cũng không tệ, ngày mai là thời gian chính thức vào đoàn, địa điểm quay phim là ở phim trường tại Yển Thành, em kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì không?" Phương Nguyễn thúc giục cô. Trần Điệp tự thuê cho mình một căn chung cư nhỏ. Cô từ nhà hạ anh đến đây, bây giờ lười biến ngồi ở sofa, thiếu thứ gì thì tới lấy, dù sao cũng gần quay phim làm sao có thời gian cho em quay về lấy đồ chứ? Lúc này Trần Điệp mới cử động cơ thể của mình, ngồi trên tấm thảm lông bắt đầu kiểm tra hành lý. Phương Nguyễn ngồi bên cạnh nhìn cô, nhìn không được bát quái trong lòng, rốt cuộc em và Trần Tổng có quan hệ gì hả? Mấy ngày nay ở công ty ai ai cũng bàn luận, nghe HR nói rằng Trần Điệp được Trần Thiệu gọi đến phỏng vấn. HR, Human sao? quản trị nhân sự. Tuy rằng với tư cách của cô ký hợp đồng cũng không có gì ngoại dự tính, nhưng hai người đều họ Trần, lại kết hợp với những thứ này xem như còn có chút ý vị sâu xa. Quan hệ cấp trên cấp dưới, Trần Điệp trả lời dứt khoát, Phương Nguyễn đảo mắt xem thường, em không phải là em gái của anh ta hả? Mặt Trần Điệp không biến sắc, nếu em là em gái của anh ta, thì em còn phải ở nơi này sao? Không còn cách nào phản bác lại, Phương Nguyễn bị thuyết phục, cô ngã ngửa, ngẩng mặt tựa trên ghế sofa, bên cạnh tiếng chuông điện thoại vang lên, Phương Nguyễn lấy đưa cho cô. Trần Điệp thấy thông tin cuộc gọi đến, hàng mi rung lên dì trương cô đứng dậy ôi tiểu thư dường như dì trương không đoán được là cô sẽ nghe máy ngừng hồi lâu mới nói thiếu gia trở về nhà nhưng bây giờ đang nổi giận phải có tiểu thư ở đây mới có thể quản được tính tình nóng nảy của thiếu gia trần điệp uống nước suy nghĩ con sẽ không về đâu dì trương tiểu thư tôi cũng nhìn tiểu thư và thiếu gia nhiều năm như vậy thật sự có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện được ư đem hiểu lầm giải quyết thì tốt rồi con và anh ấy không có hiểu lầm Trần Điệp quay đầu thì thấy ánh mắt bác quái sáng rực tỏa ra của Phương Nguyễn. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, khóa cửa, dựa vào cánh cửa, nhỏ giọng hỏi, dì Trương, dì cho rằng giữa con và Văn Lương là quan hệ gì, phía bên kia im lặng. Trần Điệp cười, dì xem, ngay cả dì cũng chưa từng nói bọn con là quan hệ yêu đương, dì Trương nhất thời không biết phải nói thế nào, úp úp mở mở một hồi, cũng không thể nói như vậy, dì để mặt anh ấy nổi nóng đi bây giờ anh ấy cũng không dễ hạ hỏa như trước đây không có chuyện gì xảy ra đâu dì yên tâm nhé trần điệp ngắt điện thoại vừa bước ra lại bắt gặp ánh mắt tò mò của phương nguyễn mặc dù không nghe rõ tiếng ở phía bên kia điện thoại nhưng một câu con sẽ không về đâu cũng đã thu hút trí tưởng tượng của người khác phương nguyễn em không phải là đại tiểu thư thiên kim ngàn vàng bỏ nhà ra đi chứ hả cũng không trách phương nguyễn có nghi ngờ như vậy trần điệp này chỗ nào cũng đều nhìn ra khí chất riêng biệt mà người thường khó có được Trần Điệp liếc mắt, chỉ đến hỏi thẳng Trần Thiệu đi, Phương Nguyễn, gọi thẳng tên sếp thế kia thì chắc chắn là anh em ruột rồi. Ngày hôm sau, Trần Điệp vào đoàn, cô sẽ ở Yến Thành, là một trong số diễn viên đến sớm nhất. Đến rồi, nữ chính của chúng ta đến rồi, đạo diễn Phùng Trí thực sự rất yêu mến cô, vừa thấy cô bước vào liền kéo các nhân viên hướng về phía cô vỗ tay chào đón, khiến cho Trần Điệp có chút ngượng ngùng. Vào phòng hóa trang thay đổi trang phục, Trần Điệp ngồi trước gương bắt đầu trang điểm rất nhanh tề thừa và vương vân hy cũng đều đến bộ phim này nói về sự trưởng thành của nữ chính ở giai đoạn đầu tạo hình của trần điệp cũng không được xem là xinh đẹp mà nhân vật của vương vân hy lại càng hút hồn vương vân hy hóa trang xong phát sóng trực tiếp rất nhanh liền ùn ùn tiến vào a à, a à, a à, a à, Onita đến đây đẹp quá đi trầm hoa bắt đầu quay rồi sao tề thần cũng ở bên cạnh ư vương vân hy cười đáp lại đúng rồi hôm nay chính thức bắt đầu quay cô ta xoay camera về hướng tề thừa tề thừa cũng lên tiếng chào hỏi mọi người trước đó đoàn phim đã tuyên truyền trần điệp là nữ chính của bộ phim này mọi người rất nhanh đã nhìn thấy trần điệp đang trang điểm trong camera của vương vân hy tạo hình lúc đầu của cô quả thực rất xấu hơn nữa bây giờ vương vân hy đang mặc quần áo nổi bật bộ lọc quê mùa của chương trình trù thần quá lố rồi nhìn xem vẻ đẹp của vân hy âu ni đúng là hoàn toàn đè bẹp mà ôi hôm nay cũng là một ngày khóc vì vẻ đẹp của vân hy dựa vào cái gì lại để vân hy phối hợp với người mới hả thêm vào đó còn có tề thần nhà tôi không ngờ lại đồng ý cùng người mới phối hợp làm nam nữ chính vương vân hy đang nhìn mùi thơm của thuốc súng đột nhiên phòng hóa trang mở ra đạo diễn đi vào đến đây để tôi giới thiệu cho mọi người về nhà giám sát sản xuất của đoàn chúng ta phùng trí nghiêng người một người đàn ông trẻ tuổi từ phía sau ông đi đến giọng nói trong sáng xin chào mọi người tôi là lục xuyên trần điệp vương vân hy đứng dậy vẻ mặt kinh ngạc hóa ra là lục đạo đến giám sát, tôi vô cùng yêu thích hai bộ hí mà ngài làm đạo diễn, vừa xem vừa khóc, lục xuyên cười khiêm tốn, cảm ơn. Sau đó anh liền hướng về phía mọi người gật đầu nói xin lỗi, xoay người đi về phía trần điệp, thế nào, em có căng thẳng không, lục xuyên hỏi, vẫn ổn, camera điện thoại của Vương Vân Hy quay lại, phòng phát sóng trực tiếp fans đều nhốn nháo, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Điệp này quan hệ cũng quá mạnh rồi, làm thế nào mà quen Lục Xuyên chứ hả? hai người học cùng trường, lầu trên lên mạng tìm thử xem, còn có thể nhìn thấy trước kia có bạn học tung tin đồn về Trần Điệp, Lục Xuyên còn bác bỏ tin đồn, quan hệ giữa hai người có vẻ không tồi. Trần Điệp ngưỡng mộ quá, có năng lực yêu đương bơ cơ mờ với tề thần, còn có được người đàn ông tốt như Lục Xuyên. Bộ dáng xinh đẹp thật sự có lợi ghê gớm, muốn làm gì thì làm nấy. Thực ra mọi người đừng có đánh giá qua màn ảnh, tạo hình của Trần Điệp này cũng ổn, nghèo túng nhưng lại xinh đẹp tôi vừa rồi cũng cảm thấy xinh đẹp nhưng mọi người đều nói xấu cho nên tôi không dám nói vương vân hy trong lòng bực bội nói chào tạm biệt mọi người rồi tắt phát sóng trực tiếp có lục xuyên ở đây ngày ngày quay phim đều khiến trần điệp nắm chắc không ít anh là một đạo diễn rất giỏi nói mấy câu có thể làm cho trần điệp hiểu rõ tâm trạng của nhân vật còn có kỹ năng biểu diễn thiên phú của cô ở trường thường xuyên được các lão sư khen công ty cũng đã đặc biệt huấn luyện vài ngày một ngày quay rất thuận lợi cảnh quay của Trần Điệp đã kết thúc, tiếp theo là cảnh của Tề Thừa và Vương Vân Hy, đạo diễn đích thân bố trí bối cảnh. Toàn bộ đoàn phim cô chỉ biết có mỗi lục xuyên, đương nhiên đi đến bên cạnh anh, anh đang xem lại cảnh quay vừa nãy. Trần Điệp tiến lại gần xem, quay không tồi, lục xuyên khen cô. Trần Điệp cười, nhờ đàn anh hướng dẫn tốt, lục xuyên cười thành tiếng, đem hình ảnh tạm ngưng, quay đầu nhìn cô, em khách sáo với tôi như vậy từ khi nào? Trần Điệp nghĩ nghĩ, tôi cho rằng tôi đối với đàn anh đều luôn luôn khách sáo xem phía trước quay xong mấy cảnh trần điệp thuận miệng hỏi đàn anh sao lại theo tôi đến làm giám sát vốn không phải quyết định như này phùng đạo có nói với tôi mấy lần vừa đúng lúc có lịch trình bị hủy liền tới đây lục xuyên ngừng lại chậm rãi nói hơn nữa không phải em cũng ở đây sao trần điệp nghe những lời này có chút khó hiểu ngay sau đó lục xuyên hỏi nghe nói em đã chia tay với bạn trai rồi nếu như này mà còn nghe không hiểu thì trần điệp chính là ngốc trước kia hạ anh cũng từng trêu chọc khẳng định lục xuyên có thiện cảm đối với cô nhưng trần điệp không coi trọng chuyện đó quả thực lục xuyên đối với cô đúng là như vậy nhưng anh đều tốt với mọi người không thể chứng minh điều gì huống hồ anh vẫn luôn biết cô đã có bạn trai chỉ là bây giờ hỏi về chuyện này như một cú đánh thẳng tới ừ trần điệp gật đầu sao đàn anh biết nhìn thấy ở trên diễn đàn trường đàn anh vẫn còn xem diễn đàn hả trần điệp có chút bất ngờ cười thành tiếng, thỉnh thoảng mới xem, Lục Xuyên cũng cười, trên diễn đàn trường em chính là người nổi tiếng, chỉ cần vào trang chủ sẽ có bài về em, khóe môi trần điệp công công, chưa nói gì. Lục Xuyên đột nhiên hỏi, vậy bây giờ em đang độc thân phải không? Trần Điệp không cùng anh chơi trò chiến tranh tâm lý mập mờ nữa, tất cả mọi người trưởng thành rồi, có một số việc đều phải nói ra mới có thể chung sống thoải mái, đàn anh thế này, tôi sẽ bị Trần Thư Viện dày vò đến chết, Trần Điệp nói. Lục Xuyên không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy, bật cười khanh khách, tôi với cô ấy không có gì đâu, nhưng cô ta thích đàn anh 4 năm rồi. Lục Xuyên thở dài, ta, à, ta, à, Trần Điệp nhìn không được nở nụ cười, đàn anh phản ứng như này ư, ừ. đừng cười, tôi thực sự phiền muộn về chuyện này, tại sao vậy, công bằng mà nói, dáng vẻ Trần Thư Viện không tệ, gia đình giàu có, cũng không phải điên cuồng theo đuổi, ý muốn làm lớp dự phòng cũng hết sức bình thường, tôi đã nói rõ rồi, cô ấy không phải là mẫu người tôi thích, nhưng vẫn cứ kè kè ở bên cạnh tôi suốt 4 năm. Nói sao nhỉ, có thể là không có cách nào khác quay lại, vì vậy đôi khi tôi cảm thấy ấy nấy mà buồn rầu. Lục xuyên quả là một quý ông từ đầu đến chân. Trần Điệp giật mình nhớ đến mình và Văn Lương, lại còn đòi gắn gượng thay đổi. Bên cạnh, Phương Nguyễn cầm điện thoại di động mà Trần Điệp đặt ở phòng nghỉ đưa sang đây, em có điện thoại, bên trên là một chuỗi các con số, không được ghi chú, nhưng Trần Điệp đối với những con số này đã sớm thuộc lòng, quan trọng là trái tim bỗng hẳn đi một nhịp lục xuyên nhìn cô Trần chừ không nghe máy hỏi ai vậy bạn trai cũ trần điệp nhẹ giọng nói gần đây trong người văn lương lúc nào cũng có cảm giác bực bội khó chịu cả người luôn không thoải mái làm thế nào cũng không bình tĩnh được anh lạnh lùng kiêu ngạo tính tình nóng nảy cả người đầy mùi nguy hiểm nổi giận ai cũng không ngăn nổi mấy năm nay khi có trần điệp ở bên cạnh thì tính khí này còn có thể được áp chế nhưng hiện tại chỉ trở về nhà chính một chuyến thôi đã bực bội không thể khống chế được thể hiện rõ ràng ra ngoài đêm nay văn lương cần đến một sự kiện ở tầng trên cùng của trung tâm hội nghị và triển lãm thành tích nhân vật chính của bữa tiệc này là một vị họ lâm vốn có gia thế thuộc giới nghệ thuật nhưng lần này đảm nhiệm toàn bộ công tác thiết kế của dự án thành đông văn lương đã từng hợp tác với người đó một lần lần này tới tham gia chẳng qua là cho người nọ chút mặt mũi ở bữa tiệc cũng không trao đổi nhiều với nhau trong những bữa tiệc như này, những vị công tử thế gia có quen biết trước đó tự nhiên ngồi cùng một chỗ. Văn Lương ngồi ở trung tâm, cổ áo hơi nới rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh, ít hầu lộ ra, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, đường công cơ bắp rõ ràng tinh tế. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang săn sóc lột cam cho anh ăn. Văn Tổng, à, trên bàn tay trắng nhỏ nhắn của cô gái cầm một quả cam. Một người ngồi đối diện trêu ghẹo, ở đây nhiều người như thế, Sao chỉ mỗi mình Văn Tổng có thể ăn quyết hả? Văn Lương ném quả quyết cho anh ta, "Vậy cậu ăn đi." Một người khác đột nhiên cười nói, "Văn Tổng cũng không thể ăn quyết người khác đút được, nếu không thì người kia ở nhà sẽ tức giận." Những người xung quanh, đây đúng là chuyện hay thì không nói, vừa mở miệng đã đạp vào họng súng rồi. Sao vậy? Người nọ cũng ý thức được bầu không khí không đúng, hỏi, "Chẳng lẽ cãi nhau à?" Văn Lương dựa vào sofa, hút một hơi thuốc, anh không nói lời nào những người khác cũng không dám đoán xem là cãi nhau hay chia tay, mặc dù nhìn tình hình lúc đó hẳn là chia tay rồi. Tiêu thức lên tiếng hòa giải, được rồi được rồi, vốn dĩ cãi nhau cũng không phải chuyện gì vui vẻ, đừng nhắc nữa, nhưng người nọ vẫn không thôi, rất cố chấp như không có mắt, không sợ chết nói, nếu cãi nhau thì dỗ dành vài câu không phải là được rồi à, đừng có chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh là xong luôn đấy. Tiêu thức khoát tay, tùy tiện tìm chuyện khác bỏ qua đề tài này, rượu qua ba lượt, tất cả mọi người đều có vẻ hơi say văn lương vốn đang bực bội uống vài ly trong người cũng dần có men say đám công tử bọn họ cũng không phải là đám hoàn toàn không có học vấn không có nghề nghiệp lúc nói chuyện cũng sẽ nhắc đến những dự án làm ăn nọ kia bọn họ đang tán gẫu bỗng nhiên văn lương người không hề nói rõ tại sao đêm nay tâm trạng không tốt lên tiếng di động anh đặt ở bên tai vẻ mặt anh bình tĩnh trầm ổn không nhìn ra men say giọng điệu rất khàn mang theo giọng mũi nồng đầm có vẻ như đã bị cảm nhẹ, giọng trầm khang từ trong cổ họng phát ra, ở đâu, giọng nói của anh ôn hòa. Mọi người đồng loạt nhìn qua, không biết vì sao, trực giác cả đám mách bảo rằng người đầu bên kia chính là vị Linh Linh đó, tất cả bỗng im bặt, mà Văn Lương giống như hoàn toàn không nhận thấy tầm mắt của mọi người xung quanh, cúi đầu chống cánh tay lên trán, đầu kia không biết nói gì, Văn Lương lặp lại, tôi hỏi em ở đâu, âm thanh cũng lạnh thêm vài phần, hàm ý như cảnh cáo khiến người nghe đều phát run đây vốn dĩ là một tên điên hiện giờ lại còn mới uống rượu nếu nổi giận có khi còn có thể lật tung cả nóc nhà lên mọi người xung quanh đều khe khẽ giật mình chỉ có thể hy vọng người ở đầu dây bên kia tuyệt đối đừng nói chuyện chọc giận anh nữa người bên kia thực sự không nói chuyện chọc giận văn lương trực tiếp cúp máy văn lương lấy điện thoại di động đang nghe từ trên tay xuống mặt hoàn toàn đen xì đầu lưỡi đảo qua hàm răng anh thay đổi tư thế tiếp tục gọi lại cũng không đặt di động lên tai mà cứ như thế nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này càng kinh khủng, điện thoại vừa kết nối ngay lập tức cúp luôn. Mọi người, Văn Lương rủ mắt xuống vài giây rồi đột nhiên nở nụ cười, cầm áo khoác lên nhanh chóng rời đi. Tiêu thức ngồi im tại chỗ, nửa phút sau mới phản ứng lại được, đờ mờ một tiếng, dựa lưng ra sau sofa lại bật ra thêm một tiếng, đờ mờ nữa. Không phải A Lương trực tiếp đi tìm người chứ? Cậu ấy đã uống không ít rượu rồi lại còn lái xe. Anh không dám ở lại thêm, vội vàng đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dáng văn lương đâu nữa, cũng may chiếc xe của văn lương vẫn còn đậu trong gara. Phân cảnh của Trần Điệp đã kết thúc vào buổi chiều nhưng cô vẫn ở lại xem tề thừa và vương vân hy diễn đến khi họ kết thúc. Không thể không thừa nhận, tề thừa được mệnh danh là tiểu lưu lượng có kỹ năng diễn xuất tốt nhất không phải chỉ là hư danh. Thêm nữa hình tượng của tề thừa cũng rất phù hợp với nhân vật, diễn xuất cũng rất nhập vai. Trần Điệp ngồi ở một góc nhỏ cạnh đó, vừa xem vừa học tập điện thoại di động đặt ở bên cạnh, vừa nảy vang lên hai tiếng sau đó im lặng không còn động tĩnh gì. Chắc là bị làm cho tức điên rồi, gần đêm khuya mới xong, Lục Xuyên kiểm tra lại nội dung đã quay được hôm nay, sao lưu lại, thấp giọng nói chuyện với nhân viên bên cạnh vài câu rồi đứng lên đi đến chỗ Trần Điệp, về cùng nhau đi, Lục Xuyên nói, đàn anh cũng ở châu ngộ à, Lục Xuyên, ừ, nhân viên đều sắp xếp ở đó, Trần Điệp gật đầu, vậy anh đợi em một chút, cô trở lại phòng trang điểm thay trang phục chưa kịp tẩy trang vẫn giữ bộ mặt lem luốc xám xịt nhưng cô không quan tâm cứ để vậy đi ra ngoài lúc này đã gần rạng sáng nơi quay phim được chia làm hai phần một bên là khu du lịch bên kia là nơi tập trung quay phim lúc này khu tham quan vẫn còn ánh đèn sáng trưng đang tổ chức biểu diễn bắn pháo hoa còn có thể nghe thấy tiếng cười của du khách đang vui đùa gần đến khách sạn châu ngộ trần điệp cùng lục xuyên sống vai đi đến trần điệp giọng lục xuyên thật dễ nghe những lời tôi nói với em vào buổi chiều, em hiểu được ý tôi không? Hỏi rất trực tiếp, Trần Điệp cảm thấy từ trước đến nay cô vẫn chưa hiểu Lục Xuyên là người như thế nào. Em hiểu, Trần Điệp trả lời rất nhanh, nhưng em còn chưa nghĩ tới việc có bạn trai. Lục Xuyên bình tĩnh hỏi, bởi vì Trần Thư Viện, không phải, Trần Điệp cười cười, không hề che giấu sự chán ghét của mình với Trần Thư Viện, cô ta thì tính là cái thái gì chứ, chẳng thể ảnh hưởng đến em. Vậy là bởi vì bạn trai cũ, lúc này Trần Điệp sững sờ, cúi đầu vuốt mái tóc dài ra phía sau đúng là có một phần nguyên nhân này em ở cùng anh ấy rất lâu rồi cho nên cũng cần thời gian để thích ứng với cuộc sống không có anh ấy lục xuyên quen trần điệp từ khi còn học năm cuối đại học lúc đó cô mới vào năm nhất anh biết cô vừa vào trường đã được nhiều người chú ý theo đuổi cũng biết lúc đó cô đã có bạn trai nhẩm tính thời gian quả thật họ đã ở bên nhau khá lâu vừa rồi ở trường quay trần điệp nhận được điện thoại của bạn trai cũ chỉ hỏi một câu anh uống rượu à ngữ khí rất bình thản, nghe giống như là chia tay trong hòa bình nhưng ngay sau đó lại dứt khoát cúp điện thoại liên tiếp hai lần, Lục Xuyên không hiểu được nhưng liên quan đến quá khứ của người ta cũng không tiện hỏi nhiều, phòng của bọn họ không cùng tầng, nên Lục Xuyên đưa Trần Điệp đến cửa phòng khách sạn, "Buổi tối nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngủ ngon." "Ừm, ngủ ngon." Trần Điệp nói lời tạm biệt với anh rồi quẹt thẻ phòng đi vào, phòng mà tổ quay phim sắp xếp là phòng bình thường có giường cỡ lớn. Còn có thể tự bỏ tiền ra nâng cấp phòng chất lượng hơn nhưng Trần Điệp cảm thấy không cần thiết. Sau khi đun một bình nước nóng, Trần Điệp ngồi ở trên ghế gỡ tóc dài. Vì vai diễn yêu cầu nên mái tóc dài rất lộn xộn còn có không ít chỗ hơi rối. Trần Điệp vừa chờ nước sôi vừa gỡ tóc ra, tóc dài bị đẩy sang hết một bên, xương quai xanh nhỏ nhắn hơi lộ, làn da trắng nõn đến phát sáng. Nước vừa sôi thì tóc cũng chảy xong, Trần Điệp đi rót cho mình một ly nước rồi đi kéo các rèm cửa sổ xuống bỗng nhiên tầm mắt cô di chuyển nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc phía dưới tầng. Cô ở tầng mười mấy, nhìn từ trên này xuống không nhìn rõ mặt nhưng cô đã quá quen thuộc bóng dáng hút thuốc kia của Văn Lương. Anh ngồi trên bồn hoa, miệng nằm một điếu thuốc, khói nhàn nhạt bốc lên bao phủ khắp mặt anh. Anh nặng nề hút một hơi, tàn thuốc hơi lóe, chiếu sáng một phần đường quai hàm phía dưới của anh trong bóng tối. Trần Điệp đứng bên cửa sổ nhìn một lúc lâu, ly nước trong tay cũng đã lạnh đi, cô mới xoay người đến bên cạnh bàn rót thêm chút nước nóng cô không ngạc nhiên khi văn lương sẽ tìm ra được cô đang ở đâu chỉ cần anh muốn biết ba bữa một ngày cô làm gì anh đều có thể nắm rõ nhưng cô không nghĩ văn lương sẽ tới tự dưng cô nhớ tới những lời kia của dì trương mặc dù là mùa hè nhưng rạng sáng vẫn sẽ có chút khí lạnh văn lương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh nếu tiếp tục ngồi như vậy có thể mai sẽ bị cảm trần điệp cũng không ghét văn lương lắm mặc dù hai người tách ra rồi nhưng cô cũng sẽ vì anh mà đau lòng. Dẫu sao từ đầu đến cuối thái độ của cô đối với Văn Lương đều như vậy, sự yêu thích anh trong lòng cô không ngừng lớn lên, không thỏa mãn với những gì Văn Lương cho cô nên mới quyết định rời đi. Huống chi cuộc sống 6 năm qua của cô cũng hoàn toàn dựa vào sự che chở Văn Lương. Trần Điệp uống hết ly nước trong tay, thở dài, khoác áo khoác chuẩn bị xuống tầng, lại nhìn xuống từ cửa sổ nhưng không thấy bóng người đâu nữa. Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng. Cốc 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 ba tiếng vang lên, ngay cả chuông cũng không ấn. Trần Điệp đi tới nhìn qua mắt mèo, không thấy bóng dáng ai cả, đẩy cửa ra thì thấy Văn Lương dựa vào tường, thấy cô mở cửa mới nghiêng đầu quay qua nhìn. Bộ dạng của anh vẫn như trước, mái tóc ngắn gọn gàng quen thuộc, đáy mắt đen nhánh, cầm khẽ nâng, mí mắt cúi xuống nhìn về phía cô, ở một mình mà cũng dám tùy tiện mở cửa như vậy, giọng anh vừa trầm vừa khàn, vừa mở miệng đã lập tức nói lời giáo huấn cô. Trần Điệp trợn mắt, tôi biết đó là anh, Văn Lương khẽ cười, lá gan cũng to nhỉ, cúp điện thoại của tôi rồi còn dám mở cửa cho tôi. Trần Điệp lười để ý đến những lời này của anh, nhíu mày, anh có say không? Không, anh lần nữa chạm vào hộp thuốc lá, Trần Điệp nói, anh hút thuốc ở đây chuông báo động sẽ vang lên. Văn Lương nhìn cô, rút một điếu ra ngậm vào miệng, không châm lửa, đứng thẳng lưng đi tới trước mặt cô, một tay chống lên cửa, cúi đầu nhìn chầm chầm vào mắt cô ở cự ly gần. Trần Điệp, giọng nói của anh tràn đầy tự tính chỉ hai chữ thôi cũng khiến màn nhĩ người nghe ngứa ngáy, cảm giác áp bách không thể nghi ngờ. Trần Điệp bị luồng khí này đè ép đến khó chịu, giơ tay lên đẩy vai anh một cái, anh uống nhiều rồi thì trở về đi ngủ đi, đừng có ở chỗ tôi nổi điên, tôi nói tôi không uống nhiều, anh không uống nhiều vậy anh đứng chặn cửa phòng tôi làm gì, Văn Lương dừng lại hai giây, không có biểu tình gì đứng thẳng dậy, giơ tay nắm cầm cô, không đợi Trần Điệp phản kháng đã mạnh mẽ đẩy người vào phòng, anh nắm lấy cổ cô, hai ngón tay đặt lên xương hàm cô, để khiến cô hơi đau, sau gáy Trần Điệp đập vào tường. Văn Lương nhấc chân đá cửa, dựa vào ưu thế chiều cao của mình nhìn cô từ trên cao xuống, cắn tàn thuốc mơ hồ nói, lúc này mới gọi là uống nhiều. Trần Điệp bị đụng đau, xương cốt trên mặt cũng bị anh nắm đến đau, nhất thời nổi nóng, giơ tay đánh loạn lên người anh. Văn Lương cũng không đỡ, một tay giam cầm người trên tường, trên mặt bị tác cũng không để ý, người có vẻ nhẹ nhàng như mây như gió không có việc gì. Chờ cô đánh mệt rồi, Văn Lương dễ dàng nắm lấy hai cổ tay nhỏ bé của cô, đè lên tường, chân cũng bước về phía trước chặn cô lại. Trần Điệp bị khống chế chật vật không chịu nổi, còn bị chặn cứng không thể nhúc nhích, tóc rối tung, trang điểm lem luốt trên mặt còn chưa tẩy đi. Văn Lương nhìn chầm chầm cô một lát, thổi vài sợi tóc trên trán cô, quay cái gì mà xấu chết đi được. Trần Điệp nổi giận, liên quan đến gì đến anh, không liên quan đến tôi, mẹ nó tôi đột nhiên phát hiện, ông đây nuôi em cho em một cuộc sống thoải mái dễ chịu bao nhiêu năm như vậy. Bốn năm trước em lại dụ dỗ lừa tôi ký cái hợp đồng kia, sớm đào cho tôi một cái hố. Trần Điệp, số tiền anh đã cho tôi sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Ông đây thiếu chút tiền đó của em sao, văn lương theo thói quen, nói chuyện khó nghe, chỉ cần vài tờ giấy vụn chó má kia mà cũng tính là hợp đồng. Tôi chỉ cần động ngón tay là có thể biến chúng thành thứ chẳng là gì cả. Trần Điệp cau mày đẩy anh, lúc này cuối cùng cũng đẩy được ra, cô thở hổn hển một bên khép lại áo mỏng trên người trần điệp tùy ý buộc mái tóc đang rối lên cao thành đuôi ngựa phía sau ngước mắt lên nhìn về phía anh cố gắng làm dịu lại cảm xúc lúc trước tôi bảo anh ký hợp đồng không phải để rời đi khi đó chúng ta vừa mới phát sinh quan hệ tôi vui vẻ nhưng cũng lo lắng lo lắng anh ngày nào đó sẽ thực sự yêu một người nào đó rồi đuổi tôi đi cho nên mới nghĩ cách bảo anh ký hợp đồng nội dung hợp đồng này là trong bốn năm duy trì quan hệ với tôi trần điệp nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu lần đầu tiên nói ra tâm tư giấu kín ngày đó không phải vì bốn năm sau sẽ rời đi mà là hy vọng ít nhất có thể ở bên cạnh anh trong bốn năm này trần điệp không nói được những lời cầu xin như vậy vì thế đem tâm tư này giấu kín trong hợp đồng khi đó cô đã được không ít người theo đuổi biết vũ khí của mình ở đâu cô vốn tưởng rằng thời gian bốn năm là đủ để khiến văn lương thích mình anh còn nhớ trước đây anh đã từng mua cho tôi một đôi giày múa không văn lương cắn chặt môi không nói gì tôi rất thích nó nhưng khi lên sân khấu biểu diễn vẫn không mang đôi giày kia vì cỡ lớn tôi không đi vừa mối quan hệ của chúng ta cũng vậy những gì anh cho tôi không phải là những gì tôi muốn trần điệp bỗng nhiên cười rộ lên lúc cô cười rất đẹp ý cười trên mặt chậm rãi lan ra lóe lên ánh sáng ánh đèn trong phòng nhẹ nhàng bao phủ quanh người cô ánh mắt văn lương hơi tối lại nhưng lời nói ngay sau đó của cô lại không làm người ta thoải mái cô nghiêng đầu văn tổng Chẳng lẽ anh muốn nói rằng anh tới tìm tôi vì muốn giữ tôi lại? Cô ở cùng anh lâu rồi, nên có thể quen thuộc bày ra ngữ điệu khinh thường và thẳng thắn của anh. Văn Lương không thể trả lời những lời này của cô, vì thế Trần Điệp đi qua, lần nữa mở cửa tiễn khách, nhìn Văn Lương rời đi đầu cũng không quay lại. Trần Điệp đã phải chuẩn bị đi hóa trang từ sáng sớm. Khi đồng hồ báo thức treo thì trời vẫn chưa sáng, cô ngáp một cái, chậm rãi từ trên giường đứng dậy rửa mặt xong gửi tin nhắn cho phương nguyễn rồi đi thẳng ra ngoài cô nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng ra khỏi khách sạn thì nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh trần điệp quay đầu lại nhìn đàn anh sao anh lại đi sớm vậy lục xuyên mặc áo sơ mi đen bộ dáng trong trẻo nhìn cô cười cười đưa gói sữa đậu nành cùng bánh bao qua đúng lúc anh phải đi trước chuẩn bị địa điểm ăn sáng trước đi trần điệp chỉ thoáng dừng lại một chút cuối cùng vẫn nhận lấy nói một tiếng cảm ơn bánh bao hấp của nhà này rất ngon. Trước đây anh có một bộ phim quay ở đây ba tháng, chính là dựa vào bữa sáng của nhà này. Trần Điệp mở túi ra cắn một miếng, lớp vỏ mỏng và nước súp quả thật rất ngon. Đàn anh, cô bị nước súp làm nóng, lấy tay phẩy phẩy, bình tĩnh hỏi, anh thật sự chỉ muốn đến chuẩn bị địa điểm trước à? Lục xuyên dừng lại, lập tức nở nụ cười. Đàn em, anh học theo giọng điệu của cô, em cũng không biết giả ngốc à? Trần Điệp không trả lời, Lục xuyên nghiêng đầu nhìn cô, Chú ý tới tầm mắt cô dừng ở góc bên bồn hoa trải rác mấy điếu thuốc lá, nghi hoặc nói, làm sao vậy, không có gì, Trần Điệp thu hồi tầm mắt, vừa rồi anh nói gì thế? Nói em thật sự không biết giả ngốc, Trần Điệp giật giật khóe miệng, em rất biết giả ngốc, nhưng đối với anh không cần thiết, đều đã quen biết lâu như vậy rồi. Được rồi, không phải anh đi chuẩn bị địa điểm, là vì muốn cùng em đến phim trường, khi Trần Điệp nhìn thấy Lục Xuyên ở trước cửa khách sạn đã đoán được, cô đến phim trường trước hai ba tiếng đồng hồ để trang điểm. Có chuẩn bị địa điểm thế nào cũng không cần Lục Xuyên tự mình đến sớm như vậy. Hiện tại em thật sự không nghĩ tới chuyện yêu đương, anh biết, Lục Xuyên nói, anh cũng không muốn em lập tức cho anh một câu trả lời. Trước kia chúng ta biết nhau 4 năm đều chỉ là bạn bè, muốn chuyển cũng không thể nhanh như vậy, nhưng anh cũng hy vọng mặc kệ tình cảm trước kia đã trải qua như thế nào, đừng đóng cửa chính mình, thử cho anh một cơ hội xem. Lục Xuyên là một đạo diễn, xác thực rất am hiểu quan sát người khác. Trần Điệp không nói gì, cho nên anh cảm nhận được cô rất rõ ràng cô mỉm cười không đáp trước và sau khi mặt trời mọc phim trường rất yên tĩnh từ mọi ngóc ngách trong không khí truyền đến hương hoa nhàn nhạt ở phía chân trời mơ hồ còn nhìn thấy hình dáng của vận trăng rằm trong đoàn làm phim đã có mấy nhân viên ở đây trần điệp ăn sáng xong đi ra ngoài rửa tay ven đường còn có một chiếc xe màu đen khu vực này không cho phép xe đi vào vì thế nhìn rất bất ngờ trần điệp rửa tay xong khóa vòi nước theo bản năng nhìn vào trong xe kính cửa sổ xe toàn màu đen nhìn không rõ bên trong cô cũng không để ở trong lòng vẫy vẫy những giọt nước trên tay xoay người rời đi chỉ là ở chỗ rẽ đi vào đoàn làm phim ánh mắt thoáng nhìn thấy người phụ nữ từ trong chiếc xe màu đen đi xuống dáng vẻ trịch thượng người đẩy đà vương vân hy cửa sổ xe lập tức hạ xuống một người đàn ông thò đầu ra vương vân hy cười vòng qua cổ hôn lên môi anh ta âm thanh giống như nũng nịu trần điệp nó giống như phát hiện một bí mật không muốn người khác biết Vương Vân Hy là thần tượng có phan đi theo chi tiền, mà người đàn ông vừa rồi nếu cô không nhìn nhầm thì cũng là thần tượng xuất hiện trong một chương trình tuyển chọn gần đây, danh tiếng không bằng Vương Vân Hy, nhưng phan rất có khả năng chi. Khả năng chiến đấu ý là chửi nhau, phan hoa. Nếu chuyện giữa hai người bị tung tin ra, đoán chừng sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Cách trang điểm này của em, ngay cả chút quần thâm này cũng không cần che, chuyên gia trang điểm chật hai tiếng, bộ dáng tiếc hận, quả thực lãng phí của trời mà. Lúc này Vương Vân Hy đi vào, nhìn không chớp mắt, tiểu ung, đến trang điểm trước cho tôi. Chuyên gia trang điểm dừng lại, nhìn Trần Điệp nhất thời khó xử. Vẫn là Trần Điệp vỗ vỗ bả vai cô ấy, không có việc gì, để người khác trang điểm cho tôi cũng được. Lúc này Phương Nguyễn vừa đến đoạn làm phim, đưa lưng về phía Vương Vân Hy rồi trận trắng mắt. Cô ấy di chuyển ghế đến ngồi bên cạnh Trần Điệp thì thầm, thể hiện tên tuổi lớn cái gì chứ, ai mà không biết một nửa fan Weibo của cô ta đều là mua, cho rằng mình thật sự nổi tiếng sao trước kia cô ấy cũng như vậy ạ à. nhìn cách hành xử của cô ta rồi em lại nhìn xem cô ta có dám như vậy trước mặt tề thừa hay không cũng khó trách cô ta ghét em như vậy chương trình giả ngoại trù thần lần trước không phải rất nhiều người đã đem hai người so sánh rồi khen em à vương vân hy ghi hận nhất loại chuyện này phương nguyễn càng nói càng tức giận nhéo nhéo bả vai cô nói dù sao chúng ta không sợ cô ta sau lưng chúng ta còn có trần tổng trần điệp trợn trắng mắt em và anh ta thật sự không liên quan, chị không tin, hai người đều họ Trần, người họ Trần rất nhiều, chẳng lẽ đều là em gái của Trần Thiệu Ư? Khi Trần Điệp chính thức khởi quay cảnh thứ hai mới thật sự biết Vương Vân Hy là người như thế nào, bóp, trong kịch bản có một cảnh cô bị nữ hai tác, Trần Điệp nghiêng mặt sang một bên, đời này của cô tuy nói là số mệnh lận đận, bị ông nhầm rồi được nhận nuôi, sau đó được tìm lại thì chạy trốn, đến bây giờ trở về trạng thái sống một mình lần nữa, nhưng đây là lần đầu tiên bị tác, huống chi vương vân hy hoàn toàn không phải đang diễn mà là mượn chuyện này để trút giận xin lỗi đạo diễn vương vân hy tiếp nhận khăn nóng trợ lý đưa lên lau tay tôi diễn lại một lần nữa diễn cho tốt vào tập trung chú ý đương nhiên đạo diễn cũng có thể nhìn ra cao mày cảnh cáo một tiếng lại đánh thêm một lần nữa theo đó là một tiếng bớt so với mấy lần trước càng vang hơn trần điệp không đứng vững lùi lại một bước vương vân hy giả vờ nói ai da trong kịch bản không thể di chuyển bước chân đây không phải là lại muốn một lần nữa sao, ngay cả lục xuyên từ trước đến nay tính tình tốt cũng trầm mặt xuống, lướt qua máy quay phim hỏi Trần Điệp, không sao chứ, không có việc gì, Trần Điệp lắc đầu, vương vân hy, lục xuyên nhìn về phía cô ta, quay cho tốt, tôi không hy vọng cô trộn lẫn tình cảm cá nhân vào vai diễn, có những lời này của lục xuyên. Quay lại cuối cùng cũng qua được, Phương Nguyễn lập tức cầm khăn đến đắp mặt cho cô, khẩn trương nhìn cô, sẽ không bị sưng chứ, chỉ ở phía dưới nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau âm thanh kia cũng vang rất lớn, có đau không? Trần Điệp thở dài, nhận lấy khăn tự đắp lên mặt, chị nói xem, mẹ nó thật sự có bệnh rồi. Nếu không phải đạo diễn lục nói chuyện, không biết cô ta còn muốn dở trò đến khi nào, Phương Nguyễn tức giận không nhẹ, thậm chí còn lén gọi điện thoại cho Trần Thiệu báo cáo tình hình, vốn tưởng rằng là sẽ xuất hiện một màn cảm động người anh trai trút giận vì em gái, kết quả Trần Thiệu chỉ nhàn nhạt, bộ một tiếng, nói, cô cũng dẫn dắt nhiều người như vậy chút chuyện này còn chưa quen. Phương Nguyễn tin rằng, hai người này xác thật không phải là quan hệ anh em gì. Tập đoàn Ôn Viễn, Văn Tổng, 4 giờ 30 sáng nay Trần Tiểu Thư đã từ khách sạn tới đoàn làm phim, buổi trưa ăn một hộp cơm thống nhất, buổi tối phải đại diện đoàn làm phim tham dự bữa tiệc từ thiện. Chu Kỳ thông hướng Văn Lương báo cáo, đến cuối cùng dừng lại một chút, do dự nói, mặt khác còn có một chuyện, Văn Lương đang viết, đầu cũng không ngẩng lên, cái gì? Trần Tiểu Thư trong đoàn làm phim có vẻ như không hòa hợp với một nữ minh tinh tên là Vương Vân Hy, hôm nay trong quá trình quay phim, đã bị tác vài cái, Chu Kỳ thông báo cáo xong, đang nghĩ nữ minh tinh tên Vương Vân Hy kia đúng là muốn chết, chọc ai không chọc mà cứ hết lần này tới lần khác đi chọc Trần Tiểu Thư, người sáng suốt ai vừa nhìn cũng biết, khí chất của Trần Tiểu Thư không phải dễ chọc, Chu Kỳ thông thăm dò hỏi, có cần tôi không, không cần, Văn Lương khôi phục thần sắc bình tĩnh, mười ngón tay đang vào nhau, vừa hay giáo huấn dài một chút, vậy buổi từ thiện tối nay, ngài vẫn đi chứ, đi, bữa tiệc từ thiện tối nay do tổng biên tập tạp chí thời trang nổi tiếng tổ chức, ngành văn hóa giải trí sẽ có không ít người tham gia, cũng theo lệ gửi thư mời đến các nhân vật có tiếng trong giới thượng Lưu Yển Thành, đêm đó, bữa tiệc tối trong phòng được thắp đèn sáng trưng. Thảm đỏ dài mấy chục mét từ bậc thềm ngoài cửa trải dài vào, xung quanh thảm đỏ vây quanh không ít phóng viên, đèn flash nhấp nháy thường xuyên dựa trên một nhân vật lịch sử có thật và cổ vật trăm hoa cũng sẽ được trưng bày trong bữa tiệc từ thiện này lần này đoàn làm phim cùng tham gia cũng coi như là một lần tuyên truyền trước tới tham gia đêm từ thiện này có không ít ngôi sao trong giới giải trí đoàn làm phim cùng ngồi trên một chiếc xe đến thảm đỏ vốn trần điệp và tề thừa là nam nữ chính cùng vào sân khấu nhưng lúc xuống xe vương vân hy đứng dậy trước thật sự đẩy trần điệp ra sau đó kéo cánh tay tề thừa lên hướng về phía ống kính nở nụ cười kiêu ngạo Trần Điệp, tật xấu gì đây, cô cũng không phải là người có tính tình tốt. Bắt đầu từ sáng sớm tới phòng hóa trang cho đến bây giờ, đã nổi giận nhiều lần vì Vương Vân Hy, Phương Nguyễn trong nháy mắt bất mãn mở to mắt, ỉ vào trong xe không có ai không kiên nể gì nói, mẹ nó. Tên ngốc này sao có thể không biết xấu hổ như vậy, Trần Điệp thản nhiên, em đi đánh lại cô ta nha, có thể, Phương Nguyễn nói xong, bỗng nhiên nhận ra có gì đó không ổn, giọng điệu của Trần Điệp quá bình tĩnh, Phương Nguyễn nháy mắt, Hả? Trần Điệp không nói gì nữa, ngay sau đó xuống xe. Lần đầu tiên cô tham dự một sự kiện như vậy, đối với đèn flash lóe lên chói mắt vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng, chỉ cảm thấy đi xong một đoạn thảm đỏ mà mắt đều đã bị mù rồi. Vào cửa, Tề Thừa và Vương Vân Hy quen biết nhiều người trong giới giải trí, đến sự kiện như cá gặp nước, Trần Điệp lại hầu như không quen biết ai. Cũng may cô không phải là người sợ ở một mình, yên lặng đứng ở một bên, chỉ chốc lát sau, Phùng Trí và Lục Xuyên từ một lối khác đi vào, thế nào, có thể thích ứng không, Lục Xuyên đi tới bên cạnh cô hỏi, có chút khó khăn, Trần Điệp nói thật, cô không quen với bầu không khí danh lợi này, Lục Xuyên cười cười, không sao, dù sao trong này cũng không có phóng viên, muốn như thế nào thì như thế ấy, cũng không cần lo lắng sẽ bị bên ngoài nghị luận, Trần Điệp ngước mắt lên, bên trong sẽ không có phóng viên ư, từ, bữa tiệc từ thiện lần này tương đối khép kín, phóng viên chỉ quay ở bên ngoài, không thể vào trần điệp nhìn về phía vương vân hy người đang đứng bên cạnh mấy nữ diễn viên ăn mặc hoa lệ cầm một chiếc ly đế cao che miệng cười trần điệp không hiểu sao cười vậy thì tốt hửm trần điệp nhún vai không có gì cùng lúc đó cửa phụ mở ra một người đàn ông thân âu phục chậm rãi tiến vào bộ dạng thanh quý cao ngạo tổng biên tập tổ chức bữa tiệc từ thiện lần này vừa thấy anh liền đến nghênh đón gọi người phục vụ cầm một ly sâm banh đưa qua chỗ này của tôi thật sự thổi gió xuân rồi lần này còn mời được văn tổng đến, văn lương nhận lấy ly rượu, cùng chủ biên đụng một cái, uống một ngùm. Sau đó, anh dương mắt, ánh mắt dừng trên người Trần Điệp cách đó không xa. Trần Điệp cũng đang nhìn anh, văn lương bình tĩnh thu hồi tầm mắt, không giật mình cũng không có cảm xúc nào khác, giống như hoàn toàn không nhận ra. Sau khi nói chuyện với chủ biên thì xoay người đi về phía bên kia, sắp bắt đầu rồi, ngồi vào trước đi, lục xuyên nói. Ừm, Trần Điệp đi theo anh đến chỗ ngồi được chỉ định. Văn Lương cũng đã ngồi vào chỗ, vị trí của anh ở hàng ghế đầu, trước mặt còn bày ra bản tên, anh châm một điếu thuốc, ưu nhã lại lười biếng, không chút để ý nói chuyện với người bên cạnh. Trần Điệp nhìn bóng lưng anh, không cần phải nói, trải qua tối hôm qua, với tính tình của Văn Lương đại khái sau này sẽ chỉ coi cô là người xa lạ, có điều như vậy cũng tốt. Ngay sau đó, người dẫn chương trình đã lên sân khấu. Trần Điệp không nghe rõ giọng nói của người dẫn chương trình nguyên nhân toàn bộ là do Vương Vân Hy ở bên cạnh không ngừng rì rầm nói chuyện với một người phụ nữ khác, hoàn toàn không có hình tượng cao lãnh ưu tú như bên ngoài miêu tả, chỉ đều là xu nịnh, thấy người đàn ông kia không, người phụ nữ bên cạnh Vương Vân Hy hất cầm về phía Văn Lương, hiện tại là người thật sự nắm quyền ở ôn viện đó, Vương Vân Hy duỗi dài cổ, văn gia đại thiếu gia lớn lên xuất chúng như vậy sao, đúng thế, hơn nửa thủ đoạn cũng lợi hại. Nếu thật sự có thể được anh ấy coi trọng, vậy coi như nửa đời sau vô ưu rồi vương vân hy hỏi anh ấy chưa kết hôn à không tôi nhìn anh ấy giống như là người không theo chủ nghĩa kết hôn thực lực của văn gia cũng không cần thông gia cùng lắm lúc trước tôi nghe nói trong nhà anh ấy nuôi một người phụ nữ chỉ là không biết hiện tại như thế nào vương vân hy nâng má móng tay mới làm đỏ như rượu nhẹ nhàng gõ lên hai má chậm rãi nói đàn ông như vậy khẳng định sẽ không yêu lâu dài nói cũng đúng người phụ nữ bên cạnh phụ họa lại đụng vào bả vai, nháy mắt nói, có điều đối với Vân Hy ưu tú của chúng ta mà nói, khẳng định một phát được luôn. Vương Vân Hy cười đến trung người, chị, chị đừng lấy em ra để trêu đùa chứ. Trần Điệp bị quấy rầy đến đau đầu, giơ tay ấn mi tâm, lục xuyên chú ý tới động tác của cô, nghiêng người tới gần, hỏi bên tai cô, không khó chịu chứ, không sao. Lục xuyên nhìn về phía gò má cô, mặc dù bị phấn bao phủ, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy rõ trên má phải hơi sưng lên, anh nhìn không được nhíu mày mặt còn đau à, vẫn tốt, nhìn khoa trương mà thôi, kỳ thật không đau như vậy, bên cạnh vang lên tiếng ghế xẹt qua đất, Vương Vân Hy đứng dậy, nói với người phụ nữ bên cạnh đi vệ sinh, rồi từ phía sau đi ra ngoài, tính tình Vương Vân Hy lúc trước anh cũng nghe nói qua tin đồn, không nghĩ tới lại quá đáng như vậy, Lục Xuyên nói, em yên tâm, sau này khi quay phim anh sẽ thương lượng với cô ta trước, cô ta vẫn sẽ cho anh mặt mũi này, không cần đâu. Trần Điệp bỗng nhiên nở nụ cười, một đôi mắt hồ ly công công, mang theo chút giảo hoặc không có ý tốt, gằn từng chữ nói, em sẽ tự mình đi thương lượng với cô ấy. Nói xong, cô cũng đứng dậy, đi theo Vương Vân Hy ra ngoài. Bên ngoài hành lang tối đen như mực, tiếng giày cao gót từng bước nện xuống mặt đất, đèn cảm ứng cũng theo đó từng ngọn từng ngọn sáng lên. Vương Vân Hy đi vệ sinh xong từ gian phòng đi ra thì nhìn thấy Trần Điệp, cô dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực đứng đối diện cô ta. Vương Vân Hy vừa thấy cô liền phiền, tức giận, đừng đứng đây chướng mắt tôi. Trần Điệp nghiêng đầu, tính sổ, lúc này Vương Vân Hy mới dừng bước, quay người nhìn cô, tôi và cô có sổ sách gì để tính chứ, đừng có lôi kéo làm quen gì với tôi. Nụ cười trên mặt Trần Điệp không thay đổi. Nụ cười của cô quả thật rất xinh đẹp, mặc dù lúc này cười làm cho người khác cảm thấy tức giận, Vương Vân Hy càng nhìn càng khó chịu, lại nhớ đến những bình luận so sánh trên mạng sau khi chương trình được phát sóng, còn có không ít tài khoản chuyên môn tiếp thị, giảm cao nâng thấp cô ta nhận định đây nhất định là do Trần Điệp làm, nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng chăm chọc, Trần Điệp đã chậm rãi thông thả đến trước mặt cô, trực tiếp giơ tay lên, một cái tác bất ngờ không kịp đề phòng nặng nề rơi xuống, ù, ừ, một tiếng, một cái tác có lực đạo rất lớn, Vương Vân Hy bị ù tai một lát, nhưng phần lớn là không thể tin được, cô ta bị một người mới không chút danh tiếng tác, cô ta ôm mặt ngẩng đầu, hung tận trừng mắt nhìn Trần Điệp, cô dám đánh tôi. Trần Điệp lắc lắc cổ tay, bộ dạng thả lỏng, Buổi sáng cô đánh tôi nhiều như vậy, tôi tác cô một cái không quá đáng chứ, Vương Vân Hy thét chói tai một tiếng, Dương nanh múa vuốt nhào về phía Trần Điệp, nhưng rốt cuộc cô ta không phải là người biết đánh nhau, đơn giản cũng chỉ là những chiêu trò giật tóc đánh người khi phụ nữ đánh nhau. Nhưng trước kia Trần Điệp đã ở lâu với Văn Lương, có vài thứ đại khái cũng là tiềm thức, Vương Vân Hy còn chưa đụng được Trần Điệp, đã bị cô tác một cái, mang dậy cao gót trực trên sàn nhà, lão đảo thiếu chút nữa té ngã, chật vật không chịu nổi trần điệp vương vân hy tức điên rồi cả hai mắt nghẹn đỏ cô dám đánh tôi trần điệp chân thành hỏi cô còn từ ngữ nào khác không cô có tin tôi khiến cô không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa không trần điệp không ngu lúc trước cũng đã suy nghĩ qua sau lưng vương vân hy không có thế lực gì công ty nguyện ý nâng đỡ cô ta chẳng qua là bởi vì phan có lực lượng khả quan dù có giày vào cô ta thế nào cô ta cũng không có bản lĩnh phong sát cô huống chi sau lưng cô còn có một trần thiệu xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn sao, định đi khóc lóc với fan của cô là bị tôi đánh? Trần Điệp buồn cười hỏi, nơi này ngay cả thiết bị giám sát cũng không có, cô có chứng cứ gì nói tôi đánh cô không? Buổi sáng lúc quay phim ngược lại rất nhiều người nhìn thấy cô nhắm vào tôi. Trần Điệp vén mái tóc dài, mở mắt nói dối cũng không đỏ mặt chút nào, người đại diện của tôi còn có video đầy đủ, đến lúc đó có thể để mọi người thưởng thức một chút. Vương Vân Hy tức giận đến không nói nên lời, lòng ngực phập phòng kịch liệt. Nhưng hai cái tác vừa rồi của Trần Điệp thật sự quá dứt khoát linh hoạt, quả thực giống như người điên, khiến cô ta sợ tới mức không dám nhúc nhích nữa. Cùng lúc đó, hành lang bên ngoài phòng vệ sinh vang lên tiếng bước chân dần dần đến gần. Vương Vân Hi giống như bắt được trơm cứu mạng, lớn tiếng gọi người lại đây. Trần Điệp trong lòng có chút hồi hộp, ở nơi danh lợi như vậy, việc này mà náo loạn lên chỉ sợ cuối cùng cô cũng không chiếm được thế thượng phong. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến gần hơn. Sau đó, phanh một tiếng cửa phòng vệ sinh từ bên ngoài bị đóng lại. Trần Điệp, đây có phải là để cung cấp cho cô một không gian tuyệt vời gây án không? Vương Vân Hy không thể tin được, hành lang này cũng không có gió, không có khả năng gió đóng cửa lại, hoàn toàn là bị người ta đóng. Chẳng lẽ là không nhận ra giọng nói của cô ta? Tôi là Vương Vân Hy. Ở đây có đánh người, Trần Điệp, hành động không có chút thông minh nào này, nếu nói ra đến Phan cũng sẽ không tin đây là chuyện Vương Vân Hy làm. Trần Điệp không đánh nữa. Dù sao cứ chỉ tác người cũng thật sự không tính là mỹ quan, cô chỉnh lại quần áo, cuối cùng cảnh cáo Vương Vân Hy, quản tốt chuyện của mình đi. Nếu cô dám chọc tôi, tôi thật sự có biện pháp để cô không lăn lộn được trong giới giải trí này đấy. Trần Điệp nói xong thì xoay người đi ra phòng vệ sinh, chỉ là bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi thuốc lá rất quen thuộc ở cửa. Hết chương 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.